Dương Tiêu không khỏi dở khóc dở cười, tiếp tục mở khách sạn Yên. Đây không phải là có tài mà không phát huy được sao? Không phải, anh Hiên đã rửa tay gác kiếm rồi, anh ấy sẽ không động tay đến vùng đất xám nữa. Đường Vận lo lắng nói. Bây giờ Đường Vận và Long Ngũ đã hợp lại, mong muốn lớn nhất của Đường Vận là sống một cuộc sống bình thường và giản dị với Long Ngũ, sinh con, giúp đỡ chồng, dạy con. Đường Vận ghét những trận đánh nhau chém giết trong vùng đất xám, cô ta kiên quyết không đồng ý với việc Long Ngũ quay lại. Dương Tiêu cười nhẹ, chị Đường Vận, chị hiểu lầm rồi, tôi không có ý để Long Ngũ đại ca quay lại, mà là muốn cùng Long Ngũ đại ca hợp sức làm ăn lớn. Mở khách sạn Yên thì quá phí phạm nhân tài, dựa vào năng lực của Long Ngũ đại ca, dư sức quản lý một công ty lớn. Ồ, ý của cậu là để tôi thành lập công ty. Trời ạ, tôi nói thật với cậu, bây giờ tôi và chị dâu cậu còn không đủ tiền mua nhà, huống chỉ là kinh doanh lớn, tiền thuê khách sạn tháng tới sắp đến hạn. Tôi còn đang đau đầu xem nên tiếp tục hay trả bớt tiền trước. Mặt mày Long Ngũ buồn sầu. Mặc dù 10 năm trước anh ta là một người làm mưa làm gió ở thành phố Trung Nguyên, nhưng anh ta không tiết kiệm được một đồng nào. Sau khi mở khách sạn Yên, Long Ngũ lại không chủ động kinh doanh, tiền kiếm được chỉ để ăn uống, vỏn vẹn 2.000 tệ một năm. 10 năm chỉ là cái chớp mắt, giá nhà đất tăng chóng mặt, tất cả số tiền tiết kiệm mà Long Ngũ hiện có chỉ miễn cưỡng trả được một phần. Nhìn vẻ mặt Long Ngũ buồn sầu, Dương Tiêu mỉm cười, anh biết Long Ngũ làm việc minh bạch rõ ràng, còn sợ, không đủ. Ngày nay, có không ít người rất có năng lực nhưng bất lực đối mặt với một vấn đề nhỏ. Dương Tiêu nói, chuyện này dễ xử lý, tôi đầu tư cho anh, thấy sao? Cậu đầu tư cho tôi, thật không? Vẻ mặt Long Ngũ kinh ngạc. Đường Vận cũng là có tinh thần, cô ta rất tò mò không biết những gì Dương Tiêu nói có đúng không? Nếu Dương Tiêu đầu tư cho bọn họ mở một cửa hàng nhỏ, cũng là một lựa chọn rất tốt. Dương Tiêu trịnh trọng nói, đúng vậy, tôi sẽ đầu tư cho anh, kinh doanh thuốc. Cái gì, thuốc, cậu đang đùa à, cậu biết kinh doanh thuốc lãng phí bao nhiêu tiền không? Bán cho tôi cũng không được, Long Ngũ cười khổ nói. Vẻ mặt Đường Vận bất lực, cô ta còn tưởng Dương Tiêu đang nói đùa với bọn họ, thuốc sẽ không lưu chuyển nếu không có kinh phí mấy nghìn vạn. Dương Tiêu nhìn Long Ngũ cười đùa nói. Long Ngũ đại ca, anh đừng chán nản, tôi nghiêm túc, 1 tỷ tệ đủ hay? Chưa, tôi sẽ đầu tư cho anh 1 tỷ cái gì? 1 tỷ tệ. Nghe đến con số này, Long Ngũ và Đường Vận đều thay đổi sắc mặt. Long Ngũ sững sờ nhìn Dương Tiêu, anh bạn, 1 tỷ tệ, cậu không đùa tôi chứ? Long Ngũ đại ca anh đừng kích động, đối với tôi mà nói 1 tỷ là chuyện nhỏ, khụ, không đúng, nói là chuyện nhỏ thì quá điên cuồng, bình thường đi. Dương Tiêu đổi lời nói với Long Ngũ. Long Ngũ và Đường Vận nhìn nhau, cả hai đều nhìn thấy ánh mắt kinh hãi của đối phương. 1 tỷ là bình thường, trò đùa quốc tế gì đây? Một người rất có năng lực nhưng bất lực khi đối mặt với một vấn đề nhỏ, năm đó anh ta Long Ngũ là người một tay che trời, nhưng giờ anh ta đã suy sụp đến mức không mua nổi một căn nhà. Long Ngũ biết Dương Tiêu không đơn giản, nhưng anh ta không ngờ lời nói của Dương Tiêu lại kinh ngạc lòng người như vậy. Hoàn toàn đánh đổ tất cả hiểu biết của anh ta về Dương Tiêu. Long Ngũ biết Dương Tiêu không phải là người thích khoe khoang, anh ta sửng sốt, anh bạn, nói thật, bố cậu có phải là ông trùm trong nước không? Cậu là con hoang của ông trùm nào đó, hay là cậu chủ nhà giàu bị bỏ rơi? Mấy năm qua cậu giả vờ đúng không? Nghe được lời nói của Long Nghĩ, tạm thời Dương Tiêu không nói nên lời. Long Ngũ đại ca, có phải anh đang đọc quá nhiều tiểu thuyết không? Con hoang hay cậu chủ nhà giàu bị bỏ rơi gì chứ? Tôi là một người nhỏ nhoi thôi. Dương Tiêu nhẹ giọng nói. Anh sinh ra trong gia đình họ Dương ở Đề Đô, anh được coi là một cậu chủ giàu có tiêu chuẩn. Tuy nhiên, điều này không liên quan gì đến con hoang hay cậu chủ giàu có. Sở dĩ anh rời khỏi nhà họ Dương ở Đề Đô là bởi vì bị anh trai ruột bức hại, không phải vì bị gia trưởng trong nhà đuổi ra khỏi nhà. Long Ngũ nhìn Dương Tiêu bằng ánh mắt vô cùng nghi hoặc. Cậu cảm thấy tôi tin không? Tin hay không không quan trọng là tôi có thể lấy ra 1 tỷ tệ. Dương Tiêu cười nhạt nói. Dương Tiêu có thân phận đặc biệt, không tiện nói cho Long Ngũ biết chuyện anh đã từng là lưỡi dao của đất nước. Long Ngũ nhìn Dương Tiêu, vẻ mặt dần dần trịnh trọng, nếu cậu thật sự có thể bỏ ra 1 tỷ tệ thành lập tập đoàn y dược, tôi đoán cậu đang định nhắm vào tập đoàn y dược Đường Nhân đúng không? Long Vũ không phải kẻ ngốc. Dương Tiêu dùng nhiều tiền như vậy xây dựng tập đoàn y dược, chắc chắn là có mục đích. Đúng vậy,
tôi muốn Long Ngũ đại ca kinh doanh y dược tiếp tục trấn áp địa vị của tập đoàn dược phẩm Đường Nhân ở thành phố Trung Nguyên, cuối cùng kéo tập đoàn y dược Đường Nhân xuống cho tôi. Dương Tiêu nói thẳng. Đường Vận không ngờ Dương Tiêu lại có thù hận mạnh mẽ với nhà họ Đường như vậy, cô ta biết Dương Tiêu đã sống 5 năm như chó ở nhà họ Đường, chịu rất nhiều ấm ức, dù sao cô ta cũng là người nhà họ Đường, dòng máu đang chảy là của họ Đường. Cảm nhận được sự thù địch mạnh mẽ từ Dương Tiêu, vẻ mặt của Đường Vận không còn bình tĩnh được nữa. Long Ngũ nghe xong mới biết Dương Tiêu đang định tiêu tiền hủy hoại hết gia sản nhà họ Đường. Đối với nhà họ Đường, Long Ngũ không có ấn tượng tốt. Khi anh ta và Đường Vận ở bên nhau, bà nội Đường đã phản đối, khiển trách anh ta là đồ vô học, thậm chí Đường Hạo còn chế nhạo anh ta. Dương Tiêu sống 5 năm ở nhà họ Đường như thế nào, Long Ngũ biết rất rõ. Dựa vào năng lực của Dương Tiêu, có thể hạ bệ tập đoàn y dược Đường Nhân, thay vì đẩy mọi người trong nhà họ Đường đến bước đường cùng, đây đã là lòng tốt lớn nhất đối với nhà họ Đường rồi. Long Ngũ hít sâu một hơi nhìn Dương Tiêu, anh bạn, cậu nghiêm túc. Nếu nghiêm túc, anh em sẽ đi theo cậu. Long Ngũ đã chướng mắt người nhà họ nhà Đường từ lâu, mấy năm nay cuộc sống của Đường vẫn rất vất vả, mọi người trong nhà họ Đường chẳng quan tâm, thật sự đáng ghét. Loại gia đình lừa dối nhau, không có tình người này lẽ ra không nên tồn tại từ lâu rồi. Long Ngũ đại ca, tôi không nói đùa với anh, tôi rất nghiêm túc bàn bạc với anh. Dương Tiêu nghiêm túc nói. Sự việc lần này khiến Dương Tiêu hoàn toàn tức giận, chắc chắn là bà nội Đường đứng sau chuyện này, tiếp tay cho Đường Hạo và Đường Dĩnh hãm hại anh và Đường Mộc Tuyết. Hiện tại, Đường Lão Thái Thái cùng hai anh em Đường ra, ba người bọn họ đã triệt để đụng chạm đến giới hạn của Dương Tiêu. Trùng hợp Long Ngũ xuất viện, chỉ dựa vào sự quyết đoán của Long Ngũ, cộng thêm sự hỗ trợ của bản thân, muốn thành lập một tập đoàn y dược tuyệt đối không phải là vấn đề gì quá khó khăn. Đường Lão Thái gia đối với mình có ân, bản thân không được làm những chuyện lấy ân báo oán. Hắn không thể động đến Đường Lão Thái Thái, còn trước khi động đến Đường Hạo cùng Đường Dĩnh phải suy nghĩ trước mới được hành động. So với việc phải nhẫn nhịn, không bằng chủ động phản kích. Đường gia hiện tại có thể kiêu ngạo như vậy cũng vì tập đoàn y dược, một khi tập đoàn phá sản, vậy thì đám người Đường gia so với chó nhà có tang có gì khác biệt. Việc Dương Tiêu muốn làm chính là kéo tập đoàn y dược Đường gia xuống nước, khiến cho cả đám người Đường gia đều phải sống trong cơn ác mộng. Đường Vận cắn răng nói, chuyện này không được tốt lắm. Dương Tiêu biết rằng Đường Vận có ý gì, cô ấy chính là sợ bản hắn sẽ đòi cùng giết tận cả nhà Đường gia. Chị Đường Vận, chị hiểu lầm rồi, em chỉ muốn khiến tập đoàn y dược Đường Nhân sụp đổ, khiến cho đám người bà nội phải bán công ty, sau đó em sẽ thu mua lại, cuối cùng đem tập đoàn y dược Đường Nhân giao lại cho Mộc Tuyết quản lý. Còn đối với đám người Đường gia, nếu như vâng lệnh Đường Mộc Tuyết, vậy thì có thể tiếp tục ở lại công ty, nếu như tiếp tục muốn làm kẻ ăn bám, vậy thì có thể nói tạm biệt rồi. Công ty không nuôi kẻ nhàn rỗi. Dương Tiêu trực tiếp nói ra ý mình. Nghe xong, Đường Vận lúc này mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Đối với tình huống của Đường gia hiện tại, Đường Vận cũng vô cùng lạnh nhạt, một đám người dòng chính Đường gia cả ngày chỉ biết kết bè kết phái, không chút kinh nể gì ở công ty đục nước béo cò, so với một đám sâu mọt có gì khác biệt, cũng chỉ là một đám ngồi không ăn bám mà thôi. Đường Hạo tự tư tự lợi, một lòng chỉ muốn kế thừa địa vị Đường gia, khống chế quyền lực công ty. Đường Dĩnh càng là loại người lòng dạ rắn rết, làm người khắc nghiệt bạc bẽo, một lòng chỉ muốn gả vào hào môn. Đường Lão Thái Thái nhiều lần bao che cho hai anh em Đường Hạo cùng Đường Dĩnh, mặc kệ cho hai anh em họ gây chuyện ở trong nội bộ công ty. 10 năm nay, Đường Vận mặc dù không tham gia vào công việc của Đường gia, nhưng đối với những việc diễn ra trong nội bộ công ty vẫn vô cùng rõ ràng. Công việc của cô là kế toán, mỗi hạng mục quyết toán hàng tháng cô đều biết rõ. Số tiền mỗi người bòn rút mỗi tháng cô trong lòng đều hiểu rõ. Nếu như cứ tiếp tục như vậy, Đường gia đừng nói muốn trở thành gia tộc hào môn hạng nhất, chỉ cần không phá sản cũng đã không tệ rồi. Đưa mắt nhìn Đường gia, quả thật chỉ có một mình Đường Mộc Tuyết chuyên tâm làm việc cống hiến cho Đường gia, nếu như Đường Mộc Tuyết có thể nắm quyền toàn bộ công ty, gây dựng tập đoàn y dược Đường gia càng trở nên lớn mạnh, đây cũng là điều mà Đường Vận muốn nhìn thấy. Dương Tiêu nhìn sang Long Ngũ, chuyện này không được chậm trễ. Càng nhanh càng tốt, nếu như Long Ngũ đại ca không có vấn đề gì, chúng ta hiện tại đến ngân hàng chuyển khoản. Số tiền vài tỷ căn bản không thể thao tác trên điện thoại, chỉ có thể đến ngân hàng thực hiện. May mắn có người anh em Dương Tiêu xem trọng Long Ngũ anh đây, cái gì gọi là người đại diện công ty thì anh cũng không làm nữa, chỉ chuyên môn giúp chú em quản lý công ty là được.
Long Ngũ không phải là người đạo đức giả, liền trực tiếp nói ra. Dương Tiêu gật đầu, Long Ngũ đại ca nếu như không ghét bỏ, thì có thể đảm nhiệm vị trí giám đốc chấp hành của công ty. Được, Long Ngũ gật đầu đồng ý. Cả ba người cùng nhau đến ngân hàng, sau khi bước vào ngân hàng, một nữ nhân viên gọi Xô Liên nói, không biết ba người muốn làm công tác gì. Sao xin chào, tôi muốn thực hiện lệnh chuyển khoản ngân hàng, giá trị khá lớn, không biết có thể sắp xếp trước cho chúng tôi hay không? Dương Tiêu nói, hiện tại chính là thời điểm cao điểm của ngân hàng, nếu như phải xếp hàng, có lẽ đến 2 tiếng đồng hồ sau căn bản cũng không đến lượt bọn họ. Nữ nhân viên ngân hàng đánh giá ba người Dương Tiêu, nhìn thấy quần áo của ba người bọn họ cũng không phải là quần áo đắt tiền gì, liền khinh thường nói, giá trị tiền khá lớn. Có thể lớn đến mức nào? Vài tỷ hay sao? Người muốn chuyển khoản không ít, đàng hoàng xếp hàng cho tôi, nếu không tôi sẽ gọi bảo vệ đuổi tất các người ra ngoài. Sau khi bị nữ nhân viên ngân hàng kia châm chọc tận mặt, sắc mặt Dương Tiêu lập tức đông cứng, anh thật sự không ngờ đến thái độ của nữ nhân viên ngân hàng này lại có thể ngang ngược như vậy. Long Ngũ cùng Đường Vận đưa mắt nhìn nhau, có thể nhìn thấy sắc mặt dầu dĩ nồng đậm trên khuôn mặt đối phương. Giá trị thật sự rất lớn. Cô nói đúng rồi đấy, chúng tôi cần chuyển khoản số tiền 1 tỷ. Dương Tiêu thấp giọng nói. Dương Tiêu vô cùng hiểu rõ đạo lý tiền không được để lộ ra bên ngoài, hơn nữa chuyện anh có rất nhiều tiền, Dương Tiêu tạm thời không muốn tiết lộ ra bên ngoài, chỉ cần một mình Đường Mộc Tuyết biết là được. Có điều, trước đây anh đã từng nói với Đường Mộc Tuyết việc mình có 20 tỷ. Nhưng Đường Mộc Tuyết căn bản không tin tưởng anh, đối với chuyện này Dương Tiêu cũng không nói quá nhiều. Nữ nhân viên ngân hàng kia trực tiếp bị Dương Tiêu chọc tức điên lên, cậu muốn chuyển khoản 1 tỷ. Cậu lừa gạt ai chứ? Nơi này là ngân hàng, đừng có ở nơi này hết mặt lên trời giả vờ giả vịt nói chuyện. Mau cầm lấy số của mình rồi xếp hàng, nếu không tôi thật sự sẽ gọi bảo vệ đến tống cổ ba người các cậu ra ngoài. Bọn họ nơi này chỉ là một chỉ nhánh nhỏ. Khách hàng gửi tiền quỹ tiết kiệm lên đến con số 100 triệu cũng chưa đến 3 người, chứ đừng nói đến việc chuyển khoản đến con số 1 tỷ, quả thật là trò đùa quốc tế. Dương Tiêu triệt để bất lực, nhân viên ngân hàng đều là những người không biết lễ độ hay sao? Đường Vận miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, bước lên phía trước nói, xin chào, tôi trước đây đã nhiều lần đến đây xử lý hồ sơ, có thể châm trước một chút được không? Đường Vận là kế toán. Cô cũng biết rằng tiền gửi càng nhiều đối với ngân hàng chi nhánh càng quan trọng. Chỉ nhánh này quy mô không lớn, nếu như có người ở nơi này giao dịch lên đến con số 1 tỷ, điều này đối với chỉ nhánh này mà nói chính là một đơn hàng cực kỳ quan trọng. Cô là ai? Nữ nhân viên ngân hàng đánh giá Đường Vận vài lượt, chỉ cảm thấy có chút quen mắt. Đường Vận mỉm cười nói, tôi là kế toán của tập đoàn Y Dược Đường Nhân, cô có ấn tượng không? Kế toán của tập đoàn Y Dược Đường Nhân sao? Có chút ấn tượng, hôm nay Đường ra các người đến để thực hiện giao dịch sao? Nữ nhân viên ngân hàng chất vấn. Đường Vận thành thật trả lời, không phải, là em dễ của tôi cần làm giao dịch. Nghe đến hai chữ em dễ này, nữ nhân viên lập tức cười châm chọc nói, tôi còn cho rằng Đường ra muốn thực hiện giao dịch, xin lỗi, không thể châm trước, nhất định phải xếp hàng. Đường ra Trung Nguyên dù sao cũng là một gia tộc hạng hai tại thành phố Trung Nguyên. Mỗi tháng đều thực hiện giao dịch lên đến vài triệu nhân dân tệ, nếu như thật sự là Đường ra muốn giao dịch vậy thì có thể châm trước một chút, dù sao Đường ra đối với chi nhánh ngân hàng bọn họ mà nói, cũng là một khách hàng lớn của bọn họ. Sau khi bị nữ nhân viên ngân hàng vô tình từ chối, sắc mặt của Long Ngũ có chút khó coi, mỹ nữ, chúng tôi không nói đùa với cô, châm trước một chút đi. Giao dịch 1 tỷ một khi giao dịch thành công, sẽ dẫn đến không ít sự chú ý, thân phận Dương Tiêu đặc biệt. Nếu như chỉ vì một giao dịch mà dẫn đến sự ngấp nghé của những kẻ không an phận, đối với Dương Tiêu mà nói đây cũng không phải là chuyện tốt. Ba người các người đang giả vò cái gì chứ? 1 tỷ sao? Các người cho rằng tiền ở nhà các người đều do gió to thổi đến hay sao? Thật sự cười chết người, nơi này là ngân hàng, không phải là nơi các người có thể đùa cọt được. Nữ nhân viên ngân hàng nói chuyện không chút khách khí. Lần này nữ nhân viên ngân hàng càng thêm lớn tiếng. Khiến cho không ít người đang xếp hàng đều liếc mắt nhìn ba người bọn họ, khi nhìn thấy ba người Dương Tiêu ăn mặt bình thường, liền liên tục khít mũi khinh thường. Dương Tiêu vỗ lên vai Long Ngũ, Long Ngũ đại ca, chị Đường Vận, bỏ đi, cứ bỏ đi, chúng ta cứ xếp hàng đi, ngược lại em cũng không có việc gì làm, hai người hiện tại có thể nhân cơ hội này lên mạng xem thử vừa lòng căn nhà nào, hôm nay nhất định phải mua một căn nhà. Lời này, khiến cho ánh mắt Long Ngũ cùng Đường Vận hai người khi nhìn Dương Tiêu lập tức thay đổi. Sao anh bạn này,
cậu muốn hỗ trợ anh đây mua nhà sao? Long Ngũ không chút khách khí bật cười. Anh hiện tại cùng Đường Vận đã hòa thuận với nhau, Long Ngũ chính là vô cùng khát vọng có một chốn yên thân. Dương Tiêu biết rằng khi một người đàn ông yêu một người phụ nữ, hy vọng lớn nhất chính là có thể mang đến cho đối phương một căn nhà ấm áp. Hiện tại Long Ngũ gặp khó khăn trong vấn đề tiền bạc, anh hiện nay hỗ trợ Long Ngũ mua một căn nhà, vô hình chính là trời đông tặng tham, không những làm một việc tốt gia tăng tình cảm của cả hai người, đồng thời còn khiến cho Long Ngũ nợ anh một món nợ ân tình. Long Ngũ không phải là người bình thường, 10 năm trước có thể chặt gió chém mây, 10 năm sau chỉ cần nắm chặt được cơ hội, tuyệt đối có thể rong đuổi hết mình trong thương trường. Dương Tiêu trêu chọc nói, Long Ngũ đại ca anh đừng tự luyến, em chính là không nhẫn tâm nhìn chị Đường Vận cùng anh ngủ trong cửa hàng thuốc lái. Ha 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 ha, được, phần nhân tình này anh nhận lấy, tất nhiên điều kiện trước mắt chính là cậu em có năng lực này, đừng cố gắng miễn cưỡng. Long Ngũ hưng phấn cười lớn. Đường Vận vô cùng cảm kích nói, cô làm sao chưa từng nghĩ đến việc cùng Long Ngũ có một căn nhà thuộc về mình chứ? Nghe đoạn đối thoại giữa Long Ngũ cùng Dương Tiêu, nữ nhân viên ngân hàng càng khinh thường nói, thì ra là làm nghề bán thuốc lá à, tôi còn cho rằng là nhân vật lớn nào chứ, giả thần giả quỷ. Chuyển khoản 50.000 nhân dân tệ cần phải điền phiếu thông tin, dưới sự hướng dẫn của Đường Vận, Dương Tiêu liền điền đầy đủ thông tin trên phiếu chuyển khoản 1 tỷ. Tiếp theo đó, Dương Tiêu liền chờ đến phiên mình, còn Long Ngũ cùng Đường Vận ngược lại lên mạng xem nhà. Khoảng nửa tiếng sau cuối cùng cũng đến phiên Dương Tiêu. Dương Tiêu đứng dậy, bước đến bên quầy giao dịch, sau đó lấy ra thẻ ngân hàng, chứng minh thư cùng phiếu thông tin, khi nhìn thấy thông tin được điền bên trên, nữ nhân viên giao dịch kinh ngạc thốt lên, một tỷ nhân dân tệ sao? Tiên sinh, ngài chắc chắn bản thân không điền sai chứ? Không sai, tôi muốn chuyển khoản 1 tỷ nhân dân tệ. Dương Tiêu thấp giọng nói. Nữ nhân viên phụ trách gọi số nghe thấy vậy, sắc mặt lập tức tối sầm, tên tiểu tử này thật biết giả vờ. Chuyển khoản 1 tỷ sao? Đợi lát nữa trong tài khoản của anh không có số tiền đó, liền đem anh vứt ra ngoài. Nữ nhân viên giao dịch khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, ánh mắt nhìn Dương Tiêu giống như đang nhìn một quái vật. Tuổi tác Dương Tiêu nhìn không quá lớn, vậy mà lại muốn chuyển khoản 1 tỷ nhân dân tệ, nữ nhân viên giao dịch làm trong ngành này cũng đã được 7, 8 năm đây cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Nói trắng ra, nơi này của bọn họ chỉ là một chi nhánh, không phải trụ sở chính của thành phố Trung Nguyên. Tiền quỹ ngân hàng lên đến con số trăm triệu căn bản không nhiều, càng không nhắc đến một lần thực hiện giao dịch chuyển khoản lên đến con số 1 tỷ nhân dân tệ. Tiên sinh vui lòng nhập mật khẩu, nữ nhân viên giao dịch nói. Dương Tiêu lịch sử mỉm cười, sau đó nhập mật khẩu ngân hàng. Sau khi Dương Tiêu hoàn tất công đoạn nhập mật khẩu, lúc này có thể kiểm tra được số dư trong tài khoản của Dương Tiêu thật sự có đến 20 tỷ nhân dân tệ. Nữ nhân viên giao dịch há hốc mồm kinh ngạc thốt lên. Ông trời của tôi ơi! Sao có vấn đề gì sao? Dương Tiêu hỏi lại. Nữ nhân viên ý thức được bản thân có chút thất lễ, liền vội vàng nói, xin chào Dương tiên sinh, liên quan đến số tiền giao dịch quá lớn, tôi phải xin chỉ thị của giám đốc ngân hàng chúng tôi. Được, Dương Tiêu gật đầu. Nhìn thấy Dương Tiêu không một chút nóng nảy, nữ nhân viên giao dịch lập tức đứng dậy bước vào bên trong khu vực nội bộ của ngân hàng. Chưa đến một phút sau, một người đàn ông trung niên sắc mặt kinh ngạc từ trong văn phòng bước ra, bước đến giữa sảnh lớn của ngân hàng. Nữ nhân viên giao dịch đưa tay về phía Dương Tiêu nói, giám đốc, chính là vị Dương tiên sinh này. Nữ nhân viên gọi số thứ tự khinh thường nói, lát nữa đây tên hề này gây lớn chuyện rồi. Tôi phải xem thử anh làm cách nào bước xuống đài được. Nói như vậy, nữ nhân viên kia liền đến trước mặt người đàn ông trung niên khinh thường nói, giám đốc. Tôi thấy tên nhóc này chính là có ý đến đây gây chuyện, có cần tôi gọi bảo vệ đuổi cổ tên tiểu tử này ra ngoài hay không? Sao ném ra ngoài, vị giám đốc trung niên kia nhíu chặt chân mày, nhìn nữ nhân viên kia tức giận hét lên, cô có điên không? Cô có biết vị tiên sinh này là ai không? Là người như thế nào? Nhìn giám đốc chỉ nhánh mình cả khuôn mặt nghiêm trọng, nữ nhân viên kia trong lòng dâng lên một cảm giác bất an. Người giám đốc trung niên kia nhìn về phái Dương Tiêu trịnh trọng nói. Người này là Dương tiên sinh, chính là VIP chí tôn của chi nhánh chúng ta. Cái gì, VIP chí tôn? Bùm! Lời nói của vị giám đốc trung niên kia không khác gì một đạo thiên lôi giáng xuống, sét đánh lên người nữ nhân viên kia ngoài cháy trong non, sắc mặt trắng bệch, suýt chút nữa ngã ngửa trên mặt đất. Sao VIP chí tôn? Sắc đỏ trên khuôn mặt nữ nhân viên càng ngày càng giảm xuống, một cỗ hàn khí từ từ dâng lên từ chân lên đến sau đầu.
Thật không nghĩ đến, chi nhánh của bọn họ có lối đi riêng dành cho VIP Chí Tôn, nhưng mà lúc nào lại nhảy ra một VIP Chí Tôn chứ? Khoảng thời gian trước đây, nghe nói rằng có một khách hàng đến gửi quỹ tiết kiệm 20 tỷ nhân dân tệ, rất được lãnh đạo chi nhánh coi trọng, nghe nói rằng chỉ cần người này đến đây, liền dựa theo cấp bậc VIP Chí Tôn để tiếp đón. Dù sao, bọn họ ở nơi này cũng chỉ là một chi nhánh nhỏ, có khách hàng gửi khoản tiết kiệm 20 tỷ nhân dân tệ, đối với bọn họ mà nói, chính là một thành tích vô cùng to lớn. Không lẽ người đàn ông trước mặt này chính là vị khách quan trọng gửi tiết kiệm 20 tỷ hay sao? Làm sao có thể, tuyệt đối không thể nào. 20 tỷ, là khái niệm kiểu gì chứ? Tuổi tác của người thanh niên này có bao lớn chứ? Cô ta nhìn dáng vẻ hiện tại của Dương Tiêu cũng chỉ khoảng hơn 20 tuổi mà thôi, làm sao một người trẻ tuổi như vậy có thể gửi được khoản tiết kiệm đến 20 tỷ nhân dân tệ được chứ? Phải biết rằng, Cung gia chính là gia tộc lớn mạnh nhất tại thành phố Trung Nguyên, nguồn lực thâm hậu, tổng giá trị của cả gia tộc có lẽ cũng chỉ khoảng 30 tỷ nhân dân tệ mà thôi. Một người thanh niên còn trẻ tuổi như vậy lại có số tiền lên đến con số 20 tỷ, lời này nói ra ai có thể tin được chứ? Cậu cho rằng ba ruột của mình là người giàu có ở thành đô hay sao? Giám đốc ngân hàng vội vàng bước lên cung kính nói, xin chào Dương tiên sinh, tôi là giám đốc của chi nhánh ngân hàng này, tôi tên Châu Hy. Xin chào, giám đốc Châu. Dương Tiêu lịch sự trả lời một tiếng. Nhìn thấy Dương Tiêu không chút huênh hoang nào, Châu Hỷ nói, Dương tiên sinh, ngài chính là VIP Chí Tôn của ngân hàng chúng tôi. Ngài nếu như muốn thực hiện giao dịch chuyển khoản 1 tỷ nhân dân tệ, hoàn toàn có thể đến phòng VIP làm thủ tục, căn bản không cần phải xếp hàng, việc xếp hàng này chỉ lãng phí thời gian mà thôi. Nhưng vừa rồi nữ nhân viên này nhất quyết muốn chúng tôi phải xếp hàng, nếu như chúng tôi không xếp hàng sẽ kêu bảo vệ tống cổ ba người chúng tôi ra ngoài. Long Ngũ không chút ý tốt nhìn về phía nữ nhân viên vừa rồi nói. Châu Hy vừa nghe thấy, khuôn mặt căng cứng, ông không tin được mà thốt lên, cái gì? Vậy mà lại có chuyện như vậy xảy ra? Quả thật như vậy, Dương Tiêu Thành thật trả lời. Làm lỡ mất hơn nửa tiếng đồng hồ, hơn nữa còn bị khinh thường, trong lòng Dương Tiêu ít nhiều gì cũng cảm thấy không thoải mái. Vừa rồi Dương Tiêu dự tính nhanh chóng thực hiện chuyển khoản, sau đó cùng Long Ngũ đi xem xét thử nơi nào thích hợp để thuê trụ sở công ty, chuẩn bị cho việc thành lập tập đoàn mới sau này. Sau khi nhận được đáp án khẳng định từ Dương Tiêu, trên khuôn mặt Châu Hy tràn ngập nét âm trầm, ông nhìn sang phía nữ nhân viên kia không chút lưu tình thuyết giáo, Viên Hàm, cô đang làm cái gì vậy? Như thế nào lại đối xử với Dương tiên sinh như vậy, quả thật quá đáng, còn không nhanh chóng xin lỗi Dương tiên sinh, nếu như... Dương tiên sinh hôm nay không tha thứ cho cô, thì cô cứ, chuẩn bị cuốn xéo khỏi đây. Vâng, 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 nữ nhân viên Viên Hàm kia sợ đến mức suýt bật khóc. Điều đáng nhắc đến chính là, Viên Hàm chính là một sinh viên tốt nghiệp từ một trường đại học hạng 2, sau khi tốt nghiệp được gia đình nhờ vào quan hệ mới có thể được sắp xếp làm việc tại chi nhánh ngân hàng này. Cô chỉ là một cô gái mới bước ra đời, có thể làm việc ở ngân hàng này cũng xem như có chút mặt mũi, không những có lợi trong khoản tiền lương, phúc lợi, hơn nữa tìm bạn trai cũng dễ dàng hơn. Viên Hàm làm việc tại ngân hàng, cô đã gặp qua rất nhiều kẻ có tiền, cũng đã nhìn thấy những kẻ nghèo nàn. Cho nên làm việc trong một thời gian dài tại ngân hàng đã nuôi dưỡng nên tính cách cao ngạo, tự kiêu tự đại của Viên Hàm. Điều khiến Viên Hàm không ngờ đến nhất chính là, cô vậy mà lại đắc tội với vị khách VIP Chí Tôn duy nhất ở ngân hàng của mình. Giây phút này, trên khuôn mặt Viên Hàm tràn ngập sự hối hận sâu sắc, hối hận đến bằng gan tím ruột. Nếu như vì việc đắc tội với Dương Tiêu dẫn đến mất công việc ở ngân hàng này, trong vô hình chính là mất đi một chén cơm sắt. Cô ta vẫn còn hy vọng dựa vào chén cơm này mà gả được cho một người có tiền. Viên Hàm nhìn sang phía Dương Tiêu, xin chấm xin lỗi Dương tiên sinh, xin ngài tha thứ cho sự vô lễ của tôi, xin lỗi, thật sự xin lỗi, là tôi sai rồi. Đứng đối diện với Dương Tiêu, Viên Hàm triệt để buông bỏ xuống sự kiêu ngạo của mình, bởi vì cô rằng nếu như hôm nay cô không xin lỗi nhận sai, thì cái chén cơm này nhất định sẽ biến mất. Tôi không có vấn đề gì. Nhưng nhất định phải khiến cho Long Ngũ đại ca cùng chị Đường Vận của tôi nguôi giận. Dương Tiêu trầm giọng nói. Dương Tiêu cũng không phải là người ưa thích so đo tính toán với người khác, có điều bản thân anh hôm nay dẫn theo Long Ngũ cùng Đường Vận đến đây chuyển khoản, gây ra chuyện không vui như vậy, vừa rồi không những làm mất mặt mũi của bản thân, còn khiến cho Long Ngũ cùng Đường Vận không còn chút mặt mũi nào, càng khiến cho bọn họ phải nhận lấy sự chê cười của bao nhiêu nhân viên đang công tác tại đây. Những chuyện này, trong lòng Dương Tiêu không cách nào bỏ qua được.
Viên Hàm lập tức xoay người sang Long Ngũ cùng Đường Vận nói, xin lỗi, Long tiên sinh, xin lỗi Đường tiểu thư. Hừ, như thế nào không hống hách như vừa rồi nữa? Cô vừa rồi không phải rất khinh thường chúng tôi hay sao? Long Ngũ cười lạnh một tiếng. Vừa rồi khi bọn họ nói chuyện đàng hoàng thì nhận phải khinh thường cùng châm chọc, đổi thành người khác cũng sẽ tức giận. Cảm nhận được ngọn lửa giận của Long Ngũ, Viên Hàm sợ hãi đến suýt bật khóc, xin lỗi, tôi đã biết sai rồi, xin các người hãy cho tôi một cơ hội làm lại từ đầu. Bỏ đi, Đường Vận kéo tay Long Ngũ lúc này mới không tính toán với Viên Hàm. Nhìn thấy tình cảnh này, Châu Hy bày ra khuôn mặt nịnh hót nói, thật sự xin lỗi Dương tiên sinh, đã mang đến bất tiện cho ngài, tôi đại diện cho toàn bộ chỉ nhánh xin lỗi ngài. Không cần đâu, nhanh chóng chuyển khoản, hiện tại đã làm lỡ quá nhiều thời gian ở đây rồi, đợi lát nữa tôi còn có chuyện phải xử lý. Dương Tiêu nói. Châu Hỷ cung kính nói, được, Dương tiên sinh, xin ngài cùng tôi đến phòng tiếp đón VIP. Tất cả mọi người cùng Châu Hỷ đến phòng tiếp đón VIP, thủ tục rất nhanh được hoàn tất. 1 tỷ được chuyển khoản vào tài khoản, Long Ngũ há hốc miệng nói, tiểu tử nhà cậu rốt cuộc có bao nhiêu bí mật chứ? Chuyển khoản 1 tỷ, cậu cũng không chớp mắt một cái sao? Hừ, vừa rồi em không phải đã nói rồi sao? 1 tỷ đối với em mà nói, chỉ là con số nhỏ, à không chỉ là một chút vấn đề trung bình mà thôi. Dương Tiêu cười nhạt một tiếng nói. Nhìn tài khoản ngân hàng của mình có nhiều thêm hơn 1 tỷ, trong lòng Long Ngũ cùng Đường Vận vô cùng chấn động. Đặc biệt là Long Ngũ, anh biết rõ Dương Tiêu bất phàm. Trước đây Lý Thần Chiến gọi Dương Tiêu là điện hạ, những điều này đều khiến Long Ngũ vô cùng bất ngờ. Thật sự không ngờ đến rằng Dương Tiêu không những có quyền thế, còn là kẻ có tiền. Long Ngũ không vui nói, cậu bớt làm trò lại. Tên tiểu tử nhà cậu tất nhiên có rất nhiều bí mật, còn có, không cần giả vờ, 1 tỷ này đối với cậu mà nói chỉ là chút chuyện nhỏ thôi có đúng không? Đối mặt với chất phán của Long Ngũ, Dương Tiêu chỉ mỉm cười không lên tiếng. Tiền đối với Dương Tiêu mà nói chỉ là một con số mà thôi, bản thân anh là người không có tiền, nhưng những gia tộc Dương Tiêu từng giúp đỡ ban đầu, hiện tại kẻ nào cũng là kẻ có tiền. Đến mức, không ít tài phiệt trên thế giới cũng do một tay Dương Tiêu nâng đỡ. Giống như gia tộc tài phiệt Chris, cũng do một tay Dương Tiêu đích thân nâng đỡ, chỉ cần Dương Tiêu lên tiếng, việc gia tộc Chris chuyển khoản đến tài khoản của mình số tiền 20 tỷ euro cũng không phải vấn đề gì. Đường Vận ngược lại vô cùng chấn động. Tổng giá trị tài sản của Đường gia gộp lại cũng chưa đến 100 triệu, Dương Tiêu ngược lại có thể dễ dàng lấy ra 1 tỷ. Cô vô cùng khó hiểu, Dương Tiêu nếu như có tiền có thế như thế này, tại sao phải ở Đường gia chịu đựng người khác mắng mình là đồ phế vật trong 5 năm chứ? Chuyển khoản thành công, thời gian cũng không còn sớm nữa, Dương Tiêu liền chào tạm biệt Long Ngũ, sau đó đi đến chợ mua thức ăn về nhà làm cơm. Triệu Cầm cùng Đường Kiến Quốc cũng không cho Dương Tiêu sắc mặt dễ coi. Nhưng bản thân Dương Tiêu cũng không quá để tâm, dù sao hai người này từ trước đến nay chưa từng cho anh sắc mặt dễ coi. Trời chạng vạng tối, Dương Tiêu lái xe đến tập đoàn y dược Đường Nhân đón Đường Mộc Tuyết tan ca. Thái độ của Đường Mộc Tuyết vẫn rất lạnh nhạt, như một tòa núi băng, đối với Dương Tiêu không hề để tâm đến, trực tiếp gọi một chiếc xe taxi sau đó quay về khu biệt thự ven Hồ Nhạn Minh. Dương Tiêu sờ mũi, cả khuôn mặt vô tội. Có điều, Dương Tiêu có thể chắc chắn một chuyện rằng, địa điểm cho lần du lịch tập thể lần này đã được quyết định, chính là Tây Song Bản Nạp. Tây Song Bản Nạp sao? Thật vừa trùng hợp ý của tôi. Dương Tiêu liền lấy điện thoại ra gọi cho Lý Minh Hiên. Khi nhận được điện thoại của Dương Tiêu, Lý Minh Hiên cung kính nói, điện hạ, ngài có chỉ thị gì? Lý Minh Hiên, dùng tốc độ nhanh nhất giành được cho tôi biển hoa lớn nhất Tây Song Bản Nạp. Dương Tiêu khi lái xe, ánh mắt vô cùng kiên định, đúng vậy. Anh nhất định phải lấy được biển hoa lớn nhất của Tây Song Bản Nạp, dành tặng cho Đường Mộc Tuyết một sự bất ngờ lãng mạn. Trước đây Dương Tiêu từng cùng Đường Mộc Tuyết tham gia bu ỏi tiệc họp mặt bạn bè, anh đã từng hứa với cô rằng sẽ dành tặng cho cô một biển hoa. Hiện tại, đã đến lúc anh thực hiện lời hứa đó. Sinh nhật Đường Mộc Tuyết chính là chủ nhật tuần này, thời gian du lịch công ty của tập đoàn Đường gia cũng được định vào thứ sáu, buổi sáng 8 giờ xuất phát, thời gian du lịch một tuần. Mộc Tuyết. Những việc anh đã hứa với em, anh nhất định có thể làm được, những việc anh đã từng hứa với em, anh nhất định sẽ không quên. Dương Tiêu tử lầm bẩm. Việc biển hoa giao cho Lý Minh Hiên xử lý, còn Dương Tiêu hiện tại cần phải chuẩn bị một chiếc nhẫn kim cương. 5 năm trước, anh cùng Đường Mộc Tuyết kết hôn trong vội vàng, Đường Mộc Tuyết căn bản không đeo nhẫn kết hôn.
Nhẫn kết hôn đối với một người con gái mà nói có ý nghĩa vô cùng bất phàm, bản thân kéo dài 5 năm, cũng đã đến lúc bồi đắp cho phần tiếc nuối này rồi. Buổi tối Dương Tiêu vẫn ngủ trên ghế sofa, còn Đường Mộc Tuyết vẫn cự tuyệt ngàn dặm. Ngày hôm sau, vừa ăn qua loa bữa sáng, Kim Đại Trung liền gọi điện thoại đến cho Dương Tiêu, người anh em Dương Tiêu này, hôm nay có buổi đại hội cổ vật, đêm qua uống say quên mắt phải thông báo cho cậu em biết, tôi ở quảng trường Lục Thành đợi cậu. Được, Dương Tiêu không hề từ chối. Kim Đại Trung trước đây đã từng giúp Dương Tiêu một việc lớn, bản thân cũng đã hứa với Kim Đại Trung chỉ cần có buổi đại hội cổ vật nhất định sẽ đến tham dự. Sau khi nhìn thấy Đường Mộc Tuyết đã bước vào công ty, Dương Tiêu lúc này mới quay đầu xe xuất phát đến quảng trường Lục Thành. Đại hội cổ vật, Dương Tiêu quả thật lần đầu mới nghe đến chuyện này, trước đây anh nghe nhiều nhất chính là đại hội đấu giá, còn việc mở đại hội cổ thật thật sự không nhiều. Vị trí quảng trường Lục Thành nằm tại khu vực ngoại ô phía tây thành phố Trung Nguyên, nơi này có rất nhiều người buôn bán các loại cổ vật cùng tranh cỏ. Xem tình hình này, những kẻ chơi cổ vật muốn bành trướng sức ảnh hưởng, kết hợp với Kim Đại Trung, cùng những thương gia tại thành phố Trung Nguyên cùng hợp lực mở đại hội cổ vật. Dương Tiêu rất nhanh đã đến quảng trường Lục Châu, Kim Đại Trung cười hề hề tiến lên đón tiếp. Người anh em Dương Tiêu, tốc độ cậu có chút chậm đấy. Kim Đại Trung cười đùa nói. Dương Tiêu ngại ngùng nói, tôi phải đi đến công ty trước một chuyến, sau đó mới ghé sang đây được. Hiểu rõ, hiểu rõ, người anh em Dương Tiêu thật sự là hình mẫu của một người đàn ông tốt. Kim Đại Trung sảng khoái cười nói. Dương Tiêu liếc mắt nhìn hiện trường đại hội cổ vật, phát hiện ra nơi này quả thật có rất nhiều người, thương gia không ít, người tham dự càng nhiều hơn. Thành phố Trung Nguyên rộng lớn như vậy không thiếu những người có tiền, càng là người có tiền thì càng thích thu thập đồ cổ vật cùng tranh chữ, giống như hình lão gia của hình gia vậy. Dương Tiêu cười nói, hôm nay anh tính mang tôi đi nhìn xem thế giới sao. Chơi cổ vật, tôi thật sự chưa từng nghiên cứu cùa. Đưa mắt nhìn xa xôi. Hiện trường toàn bộ đều là tranh chữ đồ gốm sứ cùng các món đồ vật nhỏ khác. Muốn mua được món đồ cổ giá trị liên thành, thật sự không dễ dàng gì. Chơi đồ cổ, dù cho là nhân sĩ chuyên gia bình thường cũng có thể nhìn lầm. Đại đa số những món đồ cổ chỉ cần xuất hiện, liền sẽ được một đám phú thương dùng giá cao ngất trời mua lại. Đại hội cổ vật không thiếu hàng thật, đại đa số các món hàng đều được ghi rõ giá tiền, giá cả mắc đến mức phải nghỉ ngờ. Muốn mua được món đồ cổ hàng thật, không kém gì so với việc nắm cát trong biển lớn, tích lũy tri thức chiếm một phần lớn, có nhiều lúc phải dựa vào may mắn. Được rồi, Dương lão đệ, cậu đừng giả vờ nữa, Dương lão đệ cậu không phải là người bình thường, tôi tin vào mắt nhìn của cậu. Kim Đại Trung chính là bày ra dáng vẻ bản thân hiểu rõ mọi chuyện. Dương Tiêu dở khóc dở cười, những thứ cổ vật này hắn quả thật không hề nghiên cứu qua, Kim Đại Trung này kéo bản thân hắn đến đây cũng vô dụng. Kim Đại Trung kéo tay Dương Tiêu thấp giọng nói, người chủ trì đại hội cổ vật có vài người, trong đó có một người chủ trì là đối thủ lão làng của tôi, tên là Tạ Quần, tên Tạ Quần này cũng không phải là thứ đồ tốt lành gì, những năm nay không hiếm lần tranh giành với tôi, lần này nếu như chúng ta có thể mua được một món đồ tốt, vậy thì có thể hung hăng đè ép khí thế tên kia. Sao ò, Tạ gia chủ Tạ Quần, Dương Tiêu kinh ngạc thốt lên. Tạ Quần, gia chủ Tạ gia một trong 10 đại hào môn của thành phố Trung Nguyên. Tin đồn nói người đàn ông này tính cách chua ngoa khắc nghiệt, danh tiếng không quá tốt, Dương Tiêu cũng không hề cùng Tạ Quần giao tiếp qua. Kim Đại Trung phẫn nộ nói, không sai, nguyên nhân tôi tham gia đại hội cổ vật lần này chính để đè ép khí thế hung hăng của lão già kia, người anh em Dương Tiêu, hôm nay trông cậy vào cậu rồi. Ông anh này, anh thật sự quá xem trọng em rồi. Dương Tiêu cười khổ nói. Dương Tiêu quả thật không quá hiểu rõ về vấn đề thẩm định này. Kim Đại Trung kéo bản thân đến đây không bằng dẫn theo một chuyên gia kiểm định cổ vật. Kim Đại Trung bày ra dáng vẻ ánh mắt nhìn thấu mọi bí mật, nhìn sang Dương Tiêu, người anh em Dương Tiêu này, đừng giả vờ nữa, tôi đều hiểu, hôm nay bằng từ tôi phải xem biểu diễn của cậu, nếu như người anh em Dương Tiêu hôm nay phát huy không tốt, vậy thì anh đây sẽ mất mặt lớn đây. Dương Tiêu hiểu rõ, nếu như Kim Đại Trung không giành được đầu bài, nhất định sẽ bị Tạ Quần châm chọc. Đầu bài chính là món cổ vật mua về với giá thấp nhất nhưng được bán ra với giá cao nhất, đây chính là được gọi là trúng món hời. Giống như với buổi đấu giá, ai cũng có thể lấy ra phỉ thúy đắt giá nhất, người đó liền có thể giành được món hời. Kim lão ca, anh thật sự tìm sai người rồi. Dương Tiêu cả khuôn mặt cười khổ. Kim Đại Trung lớn tiếng nói với Dương Tiêu, không sao, người anh em Dương Tiêu không cần cảm thấy áp lực, dốc hết sức lực là được, cứ xem như đến chơi là được.
Được thôi, Dương Tiêu sờ mũi, sau đó cùng Kim Đại Trung bước vào bên trong hội trường đại hội cổ vật. Dương Tiêu thật sự không quá hiểu việc kiểm định này, liếc mắt nhìn những gian hàng cổ vật, những món đồ bên trong đều mang đến cho Dương Tiêu cảm giác tất cả đều là cổ vật. Sau khi đi tham quan hai vòng xung quanh hội trường, Dương Tiêu cũng không phát hiện ra điều gì quá bất thường. Theo thời gian trôi cuối cùng đã đến 10 giờ sáng, người đến tham dự đại hội cổ vật càng lúc càng trở nên đông đúc, hiện trường càng lúc càng trở nên chặt cứng. Chính vào giây phút này, một tiếng cười châm chọc vang lên, yo! Đây không phải là ông chủ Kim hay sao? Ông chủ Kim đang đi dạo gì đó? Có nhìn chúng món cổ vật nào hay? Không. Đưa mắt nhìn ra xa, chỉ nhìn thấy một người đàn ông trung niên râu ria mép mặc quần áo sặc sỡ, cả khuôn mặt châm chọc nhìn Kim Đại Trung. Người này không ai khác chính là đối thủ lâu đời của Kim Đại Trung, gia chủ Kim gia Kim Quần. Hừ, Kim Quần, ông giả vờ cái gì chứ? Làm ra vẻ như ông đã giành được bảo vật vậy. Có gì đáng để đắc ý đâu cơ chứ? Kim Đại Trung không vui vẻ gì lên tiếng. Kim Quần đến trước mặt Kim Đại Trung đắc ý nói, cũng đừng nên nói như vậy, tôi hôm nay quả thật đã nhặt được bảo vật đó. Dứt lời, Kim Quần liền vỗ tay, một người làm liền cầm lấy một bình sứ bước đến phía trước. Hừ, đây chính là bình sứ Thanh Hoa Triều Minh, tôi đã phải bỏ ra số tiền 500.000 nhân dân tệ để mua về, như thế nào? Có khâm phục hay không? Đưa tay chỉ về chiếc bình sứ Thanh Hoa, trên khuôn mặt Tạ Quần tràn ngập sự đắc ý. Giống như bản thân hắn đã nhặt được báu vật, liền triệt để đem Kim Đại Trung hung hăng trà đạp dưới chân. Kim Đại Trung cả khuôn mặt kinh ngạc thốt lên, cái gì? Dùng 500.000 nhân dân tệ để mua về một chiếc bình gốm sứ Thanh Hoa Triều Minh sao? Không sai, đây chính là chiếc bình gốm sứ Thanh Hoa Triều Minh, tôi phải bỏ ra số tiền 500.000 nhân dân tệ để mua về, tôi ước đoán bình gốm sứ này có thể bán được ít nhất phải lên đến vài triệu nhân dân tệ, hoặc có thể lên đến con số chục triệu nhân dân tệ. Ông nói xem tôi có phải đã nhặt được bảo vật hay không? Ha 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 ha! Tạ Quần điên cuồng cười lớn, trên khuôn mặt ngập tràn sự châm chọc, Kim Đại Trung, không cần chán nản, vẫn còn thời gian, ông cứ từ từ mà tìm. Nhìn dáng vẻ diễu võ dương oai của Tạ Quần, sắc mặt Kim Đại Trung vô cùng khó coi, giống như ai phải ruồi chết, toàn thân đều khó chịu. Nếu như thật sự là gốm sứ Thanh Hoa Triều Minh, vậy thì giá bán ra lên đến con số vài triệu cũng có. Làm không tốt còn có thể lên đến con số hàng chục triệu, Tạ Quần chỉ cần bỏ ra số tiền 500.000 nhân dân tệ liền có thể kiếm được về số tiền vài triệu, vận may như vậy cũng đủ khiến cho Tạ Quần có thể giành được món hời ngày hôm nay. Kim Đại Trung cùng Tạ Quần từ trước đến nay đều bất hòa, hiện tại Tạ Quần chỉ cần bỏ ra số tiền 500.000 liền giành được về cho mình chiếc bình gốm sứ Thanh Hoa Triều Minh, điều này khiến cho khuôn mặt của Kim Đại Trung có chút khó coi. Chính vào lúc sắc mặt Kim Đại Trung dần trở nên tối sầm, một âm thanh không mấy hài hòa vang lên, hừ. Có vẻ không đúng lắm, bình gốm sứ Thanh Hoa của ông hình như là hàng nhái đấy. Liếc mắt nhìn về phía giọng nói vang lên, chỉ nhìn thấy Dương Tiêu đang từ xa bước đến, ánh mắt khóa chặt trên chiếc bình gốm sứ Thanh Hoa kia, lắc đầu sau đó càng thêm nghiêm trọng nói, không sai, chiếc bình gốm sứ Thanh Hoa Triều Minh này rõ ràng chính là hàng nhái. Hàng nhái, khi nghe thấy lời này của Dương Tiêu, hiện trường không ít người kéo lên vây xem. Bất kỳ ai trong vòng thương gia tại thành phố Trung Nguyên này đều biết một điều rằng, Kim Đại Trung cùng Tạ Quần từ trước đến nay đều đối đầu tranh đấu với nhau, bất phân thắng bại đã nhiều năm. Cũng vì Kim Đại Trung hiện tại kinh doanh về mảng thực phẩm chức năng, còn Tạ gia cũng là gia tộc làm giàu từ việc kinh doanh thực phẩm chức năng. Tục ngữ có câu, người trung ngành đều là oan gia, câu nói này một chút cũng không sai, trong hai năm nay mặt hàng kinh doanh thực phẩm chức năng tại thành phố Trung Nguyên cùng các huyện phụ cận đa số đều được chiếm bởi hai công ty này. Một năm trước, Tạ Quần chủ động phát tiến công với Kim Đại Trung, đánh bại Kim Đại Trung ra khỏi bảng xếp hạng thành phố, Kim Đại Trung cũng không thua kém, đã phản kích lại, hai bên đấu nhau đến mức bừng bừng khí thế, cho đến hiện tại vẫn chưa phân thắng bại. Hiện tại cả hai người đều trở thành một trong những người tổ chức của buổi đại hội cổ vật ngày hôm nay, chuyện này càng thú vị rồi đây, chỉ cử động đầu ngón chân cũng biết được rằng hai người này hôm nay nhất định sẽ nắm chặt cơ hội tốt này để hung hăng sỉ nhục đối phương một phen. Khiến cho đối phương mất mặt tại buổi đại hội cổ vật này. Dù sao chỉ cần là người đến tham gia buổi đại hội cổ vật này, hơn 80% chính là những nhân vật trung tầng cùng giai cấp thượng lưu, chỉ còn lại khoảng 20% chính là nhân viên văn phòng. Bọn họ đơn giản có lòng đam mê cổ vật hoặc ôm lấy hy vọng có thể phát tài đến tìm vận khí. Hiện trường có rất nhiều người đều biết rõ ân oán giữa Tạ Quần cùng Kim Đại Trung, cổ vật món đồ này thật giả khó lòng phân biệt,
có những người bỏ ra số tiền trên trời nhưng chỉ mua được một món rác rưởi mang về. Ngược lại cũng có những người chỉ cần bỏ ra vài trăm đồng liền có thể mua được một món cổ vật giá trị liên thành. Tất cả mọi người đều muốn xem Kim Đại Trung cùng Tạ Quần kẻ nào mới thật sự là kẻ mạnh, ai mới có thể đè ép bên còn lại. Bị người khác nói bình gốm sứ Thanh Hoa Triều Minh mà mình đã bỏ ra hơn 500.000 nhân dân tệ mua về chỉ là đồ giả, điều này khiến cho Tạ Quần vô cùng không vui. Ông híp mắt nhìn Dương Thiêu lạnh giọng nói, tiểu tử, cậu nói bình gốm Thanh Hoa Triều Minh này là hàng nhái sao? Cậu có bằng chứng gì hay không? Đừng có tùy tiện mở miệng phát ngôn, không sợ gây ra trò mất mặt sao? Nhìn thấy Dương Tiêu còn trẻ tuổi như vậy, trên khuôn mặt Tạ Quần hiện lên nét kiêu căng ngạo mạn, giống như những gì Dương Tiêu nói đều là lời vô căn cứ. Người anh em Dương Tiêu này, cậu xác định bình gốm sứ Thanh Hoa Triều Minh này là hàng nhái sao? Khi nghe thấy lời này, hai mắt Kim Đại Trung lóe lên sự hưng phấn. Nếu như chiếc bình gốm sứ Thanh Hoa Triều Minh này là giả, vậy thì trò vui này cũng lớn lắm, Tạ Quần muốn một chân đạp ông xuống, căn bản là chuyện không thể nào. Mắt thấy hiện tại chính là cơ hội cho Kim Đại Trung hạ gục uy phong của Tạ Quần, ông như thế nào không kích động được. Dương Tiêu gật đầu, chín phần là giả, nhưng cũng không thể nói hoàn toàn là đồ nhái. Nghe thấy câu nói này, hiện trường cả đám người nhíu chặt chân mày, giả nhưng không phải hoàn toàn là đồ giả. Lời này có ý gì? Chàng trai trẻ này, lời này có nghĩa là gì? Đừng nói được một nửa liền không nói nữa. Tôi nghi ngờ cậu chỉ đang khoe khoang mà thôi. Đúng vậy, nói cho rõ ràng xem nào. Cậu sẽ không phải ở đây có ý lừa bịp đấy chứ? Hừ, vừa rồi tên tiểu tử này vừa liếc mắt nhìn liền nói đây là hàng nhái, thật sự buồn cười chết mắt, theo như tôi thấy, tên tiểu tử này chỉ đang giả vờ giả vịt mà thôi. Không ít người nhìn cách ăn mặc cùng tuổi tác của Dương Tiêu mà buông lời châm chọc. Trong ấn tượng của bọn họ, đại sư giám định bảo vật chân chính, có kẻ nào không phải là người có tuổi tác? Có ai không phải khoác trên mình quần áo hoa lệ, là một sự tồn tại tiên phong đạo cốt chứ? Tạ Quần khinh thường nói, Kim Đại Trung, tên tiểu tử này chắc không phải là đại sư giám định của ông đó chứ? Có đại sư giám định nào tuổi tác không hơn 40 tuổi đâu? Tôi xem ra ông càng sống càng hồ đồ rồi. Tạ Quần, ông đừng đắc ý, người anh em Dương Tiêu này đôi mắt độc đáo, nếu cậu ấy nói giả thì nhất định là giả. Kim Đại Trung không phục phản bác lại. Có lẽ bản thân ông biết rằng Dương Tiêu không hề đơn giản như những gì bản thân biểu hiện ra bên ngoài, cho nên Kim Đại Trung đối với Dương Tiêu vô cùng tự tin. Giây kế tiếp, một người thanh niên cười khinh thường một tiếng, ò. Tên phế vật này có con mắt phi phàm hơn người. Ai đang nói đùa chuyện gì vậy? Nhìn rõ người đang bước đến là ai, sắc mặt Kim Đại Trung lập tức thay đổi, Trương Uy vậy mà cũng đến đây. Trương Uy là ai? Dương Tiêu hỏi. Kim Đại Trung liền lên tiếng giải thích. Trương Uy, đại sư kiểm định bảo vật giỏi nhất trong lớp thanh niên trẻ hiện giờ của thành phố Trung Nguyên, sư phụ của cậu ta chính là Lý Lâm đại sư kiểm định bảo vật đệ nhất của thành phố Trung Nguyên. Khả năng Trương Uy bất phàm, mắt nhìn vượt qua vô số đại sư kiểm định tiền bối trong giới. Trương đại sư, xem ra ngài có quen biết với tên tiểu tử họ Dương này. Nhìn thấy người đến là ai, Tạ Quần liền cười lớn một tiếng. Bình gốm sứ Thanh Hoa Triều Minh vừa rồi chính là do Trương Uy giúp ông lựa chọn. Tạ Quần không tin đại sư, kiểm định bảo vật trẻ tuổi của thành phố Trung Nguyên còn có thể nhìn lầm. Thật không ngờ rằng Tạ Quần vì giành được đầu bài hôm nay, đối phó với Kim Đại Trung, vậy mà lại mời cả Trương Uy đến đây. Nhìn thấy người đến là ai, hiện trường không ít người sắc mặt lập tức thay đổi. Chỉ cần là người yêu thích chơi cổ vật, gần như không ai không biết hai thầy trò Lý Lâm cùng Trương Uy, một người là đệ nhất đại sư kiểm định bảo vật. Một người là đại sư, kiểm định bảo vật giỏi nhất trong lớp thanh niên tại thành phố Trung Nguyên. Trương Uy khinh thường cười nói, tôi làm sao không nhận ra được tên phế vật này chứ? Các vị có thể không biết, vị đây chính là con rể đỉnh đỉnh đại danh của Đường gia, hắn tên là Dương Tiêu. Tiệc cuối năm Đường gia hắn trước đây cũng có tham gia, mặc dù Dương Tiêu phá nát buổi tiệc cuối năm, quen biết được hình kiến khiến cho không ít người kinh ngạc. Nhưng trong mắt Trương Uy, Dương Tiêu chính là một tên phế vật không hơn không kém, cũng không biết gặp được vận may cứt chó như thế nào vậy mà lại có thể quen biết với đại nhân vật như hình kiến. Nghe thấy những lời này, ánh mắt của cả đám người ở hiện trường khi nhìn Dương Tiêu tràn ngập sự khinh thường. Bọn họ ban đầu còn cho rằng Dương Tiêu chính là cao nhân giám định bảo vật nào đó chứ, thì ra chính là tên con rể phế vật nổi danh của Đường gia. Ha 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 ha, Kim Đại Trung, ông vậy mà lại mời một tên phế vật đến giúp đỡ kiểm định bảo vật.
có phải đầu óc ông có vấn đề gì không hay là sống đến từng tuổi này đều vứt lên thân chó hết rồi. Tôi nói cho ông biết, chiếc bình gốm sứ Thanh Hoa Triều Minh này do đích thân Trương Đại Sư đích thân kiểm định cho tôi, không lẽ còn có thể là hàng nhái sao? Sắc mặt Tạ Quần càng trở nên khinh thường. Giống như Dương Tiêu Chính là một tên hề không đáng nhắc đến, còn Kim Đại Trung Chính là một tên dế nhũi, không cách nào cùng ông so tài. Sắc mặt Kim Đại Trung càng trở nên khó coi, ông nhìn sang Dương Tiêu thấp giọng nói, người anh em Dương Tiêu, anh không lầm lẫn chứ? Nếu như món đồ này do đích thân Trương Uy giám định, vậy thì bình gốm sứ Thanh Hoa Triều Minh này có quá nữa là hàng thật đấy. Vị trí của Trương Uy trong giới kiểm định bảo vật có ý nghĩa như thế nào, Kim Đại Trung hiểu rõ hơn ai hết, hiện tại ông đang nghi ngờ những lời Dương Tiêu vừa nói rốt cuộc có phải là sự thật hay không. Là thật thì không cách nào giả được, nếu là giả thì không thật được. Bình gốm sứ Thanh Hoa Triều Minh này nhất định có vấn đề. Dương Tiêu thấp giọng nói. Nhìn thấy Dương Tiêu nói năng hùng hồn có lý lẽ, trên mặt Trương Uy hiện lên nét không hài lòng. Hắn dù sao cũng là đại sư giám định bảo vật ưu tú nhất trong lớp trẻ tuổi tại thành phố Trung Nguyên, đã được kiểm định bởi hắn, không lẽ chiếc bình gốm sứ Thanh Hoa này còn có thể làm giả được hay sao? Đặc biệt nhất chính là bị một tên phế vật nghi ngờ, chuyện này khiến cho Trương Uy cảm thấy vô cùng tức giận với Dương Tiêu, giống như bị Dương Tiêu nghi ngờ chính là sự sỉ nhục cả đời này của hắn. Trương Uy lạnh giọng nói, Dương Tiêu, nếu như anh nói bình gốm sứ Thanh Hoa này có vấn đề, vậy thì anh nhanh chỉ rõ ra xem L. Đúng vậy, đừng mở miệng bốc phét như vậy, Tạ Quần khinh thường nói. Ánh mắt của toàn bộ đám người đều khóa chặt trên người Dương Tiêu, bọn họ quả thật muốn xem thử Dương Tiêu tiếp sau đó sẽ giải thích như thế nào. Giây phút này, trên mặt không ít người đã tràn ngập nét khinh thường, trong mắt của bọn họ, Dương Tiêu chính là một tên ăn bám vô dụng, những lời vừa rồi chỉ là những lời bịa đặt không hơn không kém mà thôi. Dưới ánh nhìn chăm chú của tất cả mọi người, Dương Tiêu bước đến trước mặt bình gốm sứ Thanh Hoa Triều Minh thấp giọng nói, đầu tiên, món đồ này không hoàn toàn là hàng nhái, ít nhất đáy bình vẫn là hàng thật. Người chế tác muốn lấy giả làm thật, e rằng không có ánh nhìn nhất định căn bản không cách nào nhìn ra được. Mọi người có thể quan sát kỹ, thân bình gốm sứ Thanh Hoa này mặc dù nhìn có vẻ cũ kỹ, nhưng lại không có dấu vết lịch sử, bề mặt có vết bào mòn, có lẽ đã dùng thuốc nước ngâm để tạo thành. Nếu như tôi đoán không sai, phần bên trong của chiếc bình này đặc biệt bóng loáng như mới. Vừa dứt lời, Dương Tiêu liền mở nắp bình, sau đó đem nắp bình hướng ra bên ngoài, cho tất cả mọi người đều có thể quan sát được. Dưới ánh sáng mặt trời, chất gốm sứ trong thân bình bóng loáng chói mắt, bên trong thân bình quả nhiên sáng loáng như mới, căn bản không hề có dấu vết của thời gian. Chuyện này, rút lời, lại tiếp tục quan sát bình gốm sứ Thanh Hoa, Trương Uy vốn dĩ cười nham hiểm, lúc này hai con ngươi co rút, cả người như hóa đá. Cái gì? Nhìn thấy tình cảnh trước mặt này, cả hội trường rộng lớn, im ắng như tờ. Là giả, bình gốm sứ Thanh Hoa Triều Minh vậy mà lại là hàng giả. Ôi mẹ ơi, thật sự bị tên vô dụng Đường Gia nhìn ra được, tên này có thật sự là phế vật hay không? Vừa rồi tôi còn cho rằng tên tiểu tử này chỉ biết buông lời bịa đặt. Không nghĩ đến tên tiểu tử này thật sự có chút bản lĩnh. Nhất thời, hiện trường toàn bộ mọi người đều được mở. Rộng tầm mắt, ánh mắt khi nhìn Dương Tiêu cũng trở nên kỳ quái. Ai cũng không nghĩ đến tên con rẻ phế vật Đường Gia vậy mà thật sự lại biết giám định bảo vật, giúp Kim Đại Trung giành lại được một bàn thua. Chỉ cần là người thật sự hiểu rõ việc giám định bảo vật ít nhiều gì cũng có thể nhận ra rằng, những điều Dương Tiêu nói vừa rồi hoàn toàn không sai, bình gồm sứ Thanh Hoa này quá nao 74 chính là hàng giả. Làm sao có thể như vậy được? Khuôn mặt Tạ Quần hung hăng co giật, bị một tên phế vật nói rằng bình gốm sứ Thanh Hoa là hàng nhái, điều này khiến cho ông như bị sét đánh, cả khuôn mặt vô cùng khó coi. Còn Trương Vĩ đang đứng bất động giống như chịu phải ngàn cú đả kích, ánh mắt dần trở nên ngây dại. Kim Đại Trung vỗ vai Dương Tiêu, cười lớn nói, người anh em Dương Tiêu này, tôi biết cậu nhất định có khả năng, vừa rồi không đánh tiếng trước, hại ông anh này đổ mồ hôi lạnh cho cậu. Vừa rồi tôi cũng không dám chắc 10 phần, không nghĩ đến vậy mà lại bị tôi đoán trúng rồi. Dương Tiêu cười nhạt một tiếng. Khi lần đầu nhìn thấy bình gốm sứ Thanh Hoa Triều Minh, Dương Tiêu liền cảm thấy chiếc bình gốm sứ này vô cùng kỳ lạ, không sai, chính là nhìn vô cùng kỳ dị. Dương Tiêu từng là bảo đao của quốc gia, cảm giác của anh vô cùng mãnh liệt, dưới sự quan sát tỉ mỉ của mình, rõ ràng có thể thấy được đáy bình cùng thân bình có sự khác biệt. Tất nhiên, chuyện này cũng cần phải có mắt nhìn vô cùng lợi hại, mà Dương Tiêu trùng hợp lại có năng lực này. Dương Tiêu trước đây từng công tác trong đội đặc nhiệm Đông Phương Thần Ưng,
Điểm đặc biệt của Đông Phương Thần Ưng chính là mỗi một đội viên đều có đôi mắt nhanh nhạy tựa như thần ưng, có thể nhìn thấy những thứ trong đêm đen mà người bình thường không nhìn thấy được. Dương Tiêu bản thân có đôi mắt độc long, lần trước khi chữa trị cho Hình lão gia đã thi triển một lần. Đôi mắt độc long chính là khi một đứa trẻ mới sinh ra vẫn chưa biết gì, sở hữu con mắt tâm linh có thể nhìn thấy những thứ bản thiểu lang thang giữa trời và đất. Đợi đến khi đứa bé hiểu chuyện, thì không cách nào nhìn thấy những thứ dơ bẩn này được nữa, nhưng từ khi Dương Tiêu có nhận thức, vẫn như cũng nhìn thấy được những thứ dơ bẩn trong trời đất. Đôi mắt của Dương Tiêu giống như đôi mắt của trẻ nhỏ khi không hiểu chuyện, có thể nhìn thấy rất nhiều thứ bất thường. Kim Đại Trung giơ ngón cái khen ngợi, người anh em Dương Tiêu này, tôi nói cậu chính là khiêm tốn mà, vậy mà cậu còn không thừa nhận, hiện tại muốn khiêm tốn nhưng thực lực cậu không cho phép. Không thể nào, chuyện này không thể nào. Bình gốm sứ Thanh Hoa Triều Minh này là hàng thật, mọi người không được tin những lời nói vô căn cứ của tên tiểu tử này. Trường Uy làm sao có thể chấp nhận được sự thật này, sắc mặt đỏ ửng cố gắng giải thích. Hắn ta chính là đại sư kiểm định bảo vật tài giỏi nhất trong lớp trẻ tại thành phố Trung Nguyên, nếu như tin đồn lan truyền bản thân kiểm định bảo vật có sai sót, cuối cùng bị một tên phế vật đường ra vạch trần, hắn nhất định sẽ trở thành trò cười trong miệng người khác, điều này khiến cho Trường Uy từ trước đến nay luôn tự cao không cách nào chấp nhận được. Kiểm định sai chính là kiểm định sai, bình gốm sứ Thanh Hoa Triều Minh này quả thật chính là hàng nhái. Tiếp theo đó, một ông lão tiên phong đạo cốt khoác trên mình bộ trang phục đường trang chậm rãi bước đến. Lý Tiền Bối. Lý Tiền Bối. Khi nhìn rõ người vừa bước đến là ai, cả đám người vội vàng cung kính lên tiếng. Ông lão tinh thần hoạt bát khỏe mạnh này không phải ai khác chính là sư phụ của Trương Uy, Lý Lâm Đệ nhất đại sư kiểm định bảo vật thành phố Trung Nguyên. Trương Uy nhìn thấy sư phụ nhà mình đã đến, sắc mặt của hắn càng thêm trắng bệch, sư phụ, bình gốm sứ Thanh Hoa này là hàng nhái sao? Lý Lâm chậm rãi lấy ra một chiếc kính lúp, soi vào bình gốm sứ Thanh Hoa sau đó nói, cho nhìn đi, sau khi phóng lớn lên, hoa văn trên thân bình cũng trở nên phức tạp, tạo cho người ta cảm giác mệt mỏi về mặt thẩm mỹ, rất nhiều hoa văn đều không đối xứng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Vừa nói, Lý Lâm liền cầm lấy bình gốm sứ Thanh Hoa một lần nữa để dưới ánh mặt trời, nhìn kỹ xem, lại nhìn xem, bên trong bình gốm sứ Thanh Hoa mới tinh, nhưng đáy lọ lại có dấu vết của thời gian, tương phản rõ rệt, Trương Uy, cậu đã ở bên tôi gần 10 năm, như thế nào vẫn phạm một sai lầm cấp thấp như vậy? Phần thân của chiếc bình này là giả, đáy bình ngược lại là hàng thật, tổ hợp làm mới lại bình gốm sứ Thanh Hoa như vậy không có bất kỳ giá trị nào cả, Trương Uy, sau này phải chú ý nhiều vào. Vâng. Sư phụ dạy bảo chí phải. Trước mặt Lý Lâm, Trương Uy đổ mồ hôi như tắm, hắn biết rõ rằng chính là bản thân mình đã nhìn lầm lẫn. Vừa rồi Trương Uy cùng Tạ Quần tại đại hội cổ vật kiểm định tại hiện trường, Trương Uy nhìn thấy đáy bình quả thật có niên đại Triều Minh, cũng không suy nghĩ quá nhiều liền quyết đoán đây là sự thật. Hắn bản thân chính là đại sư kiểm định bảo vật, còn Tạ Quần lại là gia chủ Tạ gia, một trong 10 đại hào môn của thành phố Trung Nguyên. Trương Uy rất muốn có thể huênh hoang trước mặt Tạ Quần một phen, để nhận được sự tán thưởng của Tạ Quần. Tạ Quần tin tưởng vào ánh mắt của Trương Uy, trực tiếp bỏ ra 500 nhân dân tệ để mua lại bình gốm sứ Thanh Hoa này. Nhưng ai có thể ngờ đến rằng, bình gốm sứ Thanh Hoa này vậy mà lại là hàng nhái, không hề có chút giá trị nào cả. Kim Đại Trung nhìn sắc mặt âm trầm của Tạ Quần liền châm chọc nói, Tạ Quần, thật nực cười. Ông như thế nào? Không cười vậy, ha 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 ha, bỏ ra 500 ngàn nhân dân tệ mua một món hàng nhái vậy mà vẫn có mặt mũi đắc ý, thật sự là nực cười chết mắt, vừa rồi tôi suýt nữa đã tin thật, may mắn người anh em Dương Tiêu này đã nhìn ra đây là hàng giả. Lời nói này, khiến cho sắc mặt Tạ Quần lúc trắng lúc xanh, ông tức đến mức muốn nổ tung ngay tại chỗ. Kim Đại Trung chính là đối thủ một mắt một còn của ông, bị đối thủ của mình châm chọc, tâm lý muốn giết người của Tạ Quần cũng đã có rồi. Hừ. Kim Đại Trung, ông cũng đừng vội đắc ý, người có lúc thất thế, ngựa có lúc quên đường, Trương Đại Sư còn trẻ tuổi, dễ dàng bị bọn gian thương mê hoặc, hiện tại Lý Lâm, Lý Tiền Bối đã đến đây, đợi lát nữa những món cổ vật chúng tôi kiểm định nhất định sẽ không xảy ra vấn đề gì, đợi lát nữa đây nếu ông cùng tên phế vật này không tìm được món cổ vật nào tốt, thì tôi xem cái khuôn mặt già của ông biết để đâu cho hết. Tạ Quần cười lạnh nói. Hiện trường không ít người gật đầu tán thành, Lý Lâm dù sao cũng là người có kinh nghiệm. Tạ Quần vì muốn đánh bại tất cả mọi người còn đặc biệt mời hai thầy trò Lý Lâm cùng Trương Uy đến đây, rõ ràng chính là muốn giành lấy đầu bài tốt nhất của buổi đại hội cổ vật này.
thị phì, nhất thời, ánh mắt Dương Tiêu khóa chặt lên bức tranh chữ gần đó. Huyền Dương Tiêu lại một lần nữa khởi động đôi mắt độc long, phát hiện bát thường, xem tình huống này hôm nay quả thật nhặt được bảo vật rồi. Dứt lời, Dương Tiêu liền bước đến bên cạnh sạp bán hàng, chỉ tay về phía bức tranh chữ, ông chủ, bức tranh chữ này bán như thế nào đây? Tên tiểu tử này, cậu thật có mắt nhìn, nói thật lòng với cậu, đây chính là tuyệt tích của Đường Dần, Đường Dần là ai có biết không? Chính là Đường Bá Hồ nổi danh, một giá duy nhất, 50.000 nhân dân tệ có muốn hay không? Ông chủ sạp hàng nhướng mày ra giá. Dương Tiêu dở khóc dở cười, tuyệt tích thật của Đường Dần trị giá 50.000 nhân dân tệ. Dương Tiêu tất nhiên hiểu rõ về tranh chữ của Đường Bá Hồ, trong ấn tượng của Dương Tiêu, giá trị một bức tranh chữ của Đường Bá Hồ ít nhất cũng phải từ vài triệu trở lên, đến mức còn có những sự tồn tại giá trị vô giá. Nếu như Đường Bá Hồ biết tranh chữ của mình chỉ bán với giá 50.000 nhân dân tệ, e rằng nắp quan tài của ông ta cũng không đóng lại được. Lúc này ông chủ sạp bán hàng mới chú ý đến hai thầy trò Lý Lâm, Trương Uy đang đứng bên cạnh, sắc mặt ông ta lập tức căng cứng, tháp giọng nói, khụ khụ. Nếu như tiền bối Lý Lâm đã có ở đây, vậy thì tôi cũng nói thật lòng, bức tranh chữ này chính là hàng nhái của Đường Dần, giá nội bộ chỉ có 5.000 nhân dân tệ, cậu có muốn không? 5.000 nhân dân tệ, được, tôi mua, Dương Tiêu cười nhạt một tiếng. Lý Lâm liếc mắt nhìn bức tranh sau đó lắc đầu nói, tiểu tử này, vừa rồi còn cảm thấy mắt nhìn của cậu không thô tục, nhưng không nghĩ đến cậu lại bị một bức tranh chữ giả mạo che mờ, thực lòng nói cho cậu biết, không nên mua, đối với loại tranh chữ như thế này giá cả cũng chỉ khoảng 50-60 đồng mà thôi. Cảm ơn Lý tiền bối đã chỉ điểm, chỉ có điều bức tranh chữ này hình như là hàng thật. Dương Tiêu cười nhạt nói. Nhìn thấy Dương Tiêu không hề nghe lời khuyên của sư phụ mình, Trương Uy khinh thường nói, tiểu tử, sư phụ của tôi cũng đã nói rồi, bức tranh chữ này chỉ có giá khoảng 5-60 đồng mà thôi, anh lại nói đây là hàng thật, anh con mẹ nó có phải là đồ ngu hay không? Tạ Quần cười nham hiểm, cả khuôn mặt khinh thường. Quần chúng vây quanh cũng bật cười khinh thường, tất cả bọn họ đều tin vào mắt nhìn của Lý Lâm. Dù sao, thực lực đệ nhất đại sư kiểm định bảo vật của thành phố Trung Nguyên cũng không dễ gì nghi ngờ. Nhất thời, cả đám người nhìn Dương Tiêu giống như đang nhìn một tên ngốc, giống như đang nhìn một kẻ nhược trí không nghe lời khuyên của người khác. Vốn dĩ cho rằng tên tiểu tử này có chút thực tài, hiện tại xem ra cũng chỉ có như vậy mà thôi. Vừa rồi tên tiểu tử này có thể phát hiện ra bình gốm sứ Thanh Hoa Triều Minh là hàng nhái, có lẽ toàn là đoán bừa mà thôi. Nhất định là đoán bừa rồi, tên phế vật nổi danh khắp thành phố Trung Nguyên, làm sao biết dám định bảo vật. Câu nói này tôi vô cùng đồng ý, tên tiểu tử này vừa rồi chỉ tình cờ đụng phải vận may cướp chó mà thôi, hắn thì biết cái gì gọi là kiểm định cổ vật chứ. Cả đám người nhìn Dương Tiêu không ngừng châm chọc, nhìn Dương Tiêu giống như nhìn thấy một tên ngu ngốc vậy. Lý tiền bối Lý Lâm cũng đã lên tiếng bức tranh chữ này không đáng tiền, nhưng Dương Tiêu nhất quyết phải mua, đây không phải là đại diện tiêu biểu cho hình ảnh kẻ ngốc lắm tiền hay sao? Sắc mặt ông chủ sạp hàng vô cùng khó coi, sau khi bị nói ra chân tượng sự việc, vậy thì bức tranh chữ này của ông không dễ bán nữa rồi. Dương Tiêu căn bản không màng đến những lời bàn tán của những người xung quanh, anh rút ra điện thoại sau đó, quét mã QR thanh toán 5.000 nhân dân tệ, giao dịch. Thành công! Bức tranh chữ này thuộc về tôi rồi. Được chứ, người anh em này, bức tranh chữ này thuộc về cậu rồi. Nhìn thấy Dương Tiêu đã chuyển khoản thành công 5.000 nhân dân tệ, chuyện này quả thật khiến cho ông chủ sạp hàng vui mừng khôn xiết. Bức tranh vẽ bản thân nhập hàng vài chục đồng, qua tay liền có thể bán ra 5.000 nhân dân tệ, tiền lời kiếm được ở giữa cũng phải lên đến vài ngàn nhân dân tệ. Trương Uy cười nham hiểm, không biết tốt xấu. Đã nói rằng là hàng phế phẩm vậy mà vẫn mua, phế vật chính là phế vật. Ha 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 ha, Kim Đại Trung còn hy vọng vào tên phế vật này để thay đổi tình thế sao? Hừ, Kim Đại Trung, tôi nói cho ông biết, hôm nay đã mời Lý Tiền Bối cùng với Trương Đại Sư, muốn cùng tôi tranh giành đầu bài sao, đợi đến kiếp sau đi. Hai tay Tạ Quần ôm chặt trước ngực, kiêu ngạo nói. Kim Đại Trung bước đến bên cạnh Dương Tiêu nói, người anh em Dương Tiêu này, cậu xác định đây chính là một món bảo vật. Vừa rồi đích thân Lý Lâm cũng đã lên tiếng, đây chỉ là hàng phế phẩm, nếu như bức tranh này thật sự không có chút giá trị nào, vậy thì ông cùng Dương Tiêu nhất định sẽ bị đám người này châm chọc một phen. Chắc chắn là một món bảo bối, còn chi tiết như thế nào thì phải chờ mở ra xem đã. Dương Tiêu thấp giọng nói. Khi nghe thấy lời nói này của Dương Tiêu, khuôn mặt già nua của Lý Lâm hiện lên nét kinh ngạc, mở ra xem bên. Trong,
không lẽ lão phu đã nhìn lầm rồi hay sao? Thì ông một lần nữa tỉ mỉ quan sát, phát hiện bức tranh chữ mà Dương Tiêu vừa mua về không hề có chút gì đặc biệt, đến một chút dấu vết cũng không cách nào quan sát ra được. Không lẽ bức tranh chữ này còn ẩn chứa một bức tranh khác? Không thể nào, đây rõ ràng chính là hàng phế phẩm thường thấy trên thị trường. Bức tranh chữ này đem ra lừa gạt những kẻ mới vào nghề còn được, còn nếu đem ra lừa lọc những người lâu năm như bọn họ quả thật không cần phải nghĩ đến. Sư phụ, ngài làm sao có thể nhìn lầm được chứ? Đệ tử thấy chính là do tên tiểu tử này có ý giả vờ giả vịt mà thôi. Trương Uy khinh thường nói. Tạ Quần cũng cười lạnh nói, Lý tiền bối, Trương đại sư nói không sai, một tên phế vật đường ra làm sao có thể biết phân biệt được bảo vật chứ, đây rõ ràng chính là lời nói vô căn cứ mài. Hiện trường cả đám người không ngừng gật đầu tán thành, không một ai xem trọng Dương Tiêu, cũng vì danh tiếng phế vật của Dương Tiêu quá sáng chói đi. Chỉ cần là người bản địa thành phố Trung Nguyên, trên căn bản đều nghe qua danh tiếng tên phế vật của Dương Tiêu. Sự thật chính là đệ nhất mỹ nhân Trung Nguyên đường. Một tuyết gả cho một tên phế vật, Dương Tiêu không? Muốn nổi danh cũng khó. Người anh em Dương Tiêu, có cần tôi giúp đỡ hay không? Kim Đại Trung có chút mong chờ nói. Kim Đại Trung vốn dĩ đã mất đi lòng tin với Dương Tiêu, nhưng ai biết được Dương Tiêu ngay thời khắc trọng đại lại có thể vạch trần được bình gốm sứ Thanh Hoa Triều Minh mà Tạ Quần bỏ ra 50.000 nhân dân tệ là hàng nhái. Trải qua chuyện vừa rồi, ánh mắt Kim Đại Trung dành cho Dương Tiêu càng ngày càng trở nên chắc chắn. Dương Tiêu thấp giọng nói, tôi cần một cái bàn cùng với một chai nước suối. Được, không thành vấn đề, Kim Đại Trung trực tiếp nói. Không lâu sau, một người thanh niên tìm thấy một chiếc bàn dài sau đó mang đến, đồng thời đưa cho Dương Tiêu một chai nước suối. Dưới ánh mắt quan sát của tất cả mọi người, Dương Tiêu liền đặt bức tranh chữ trên bàn, sau đó gỡ xuống toàn bộ khung tranh cùng móc treo. Trương Uy nhíu mày nói, tên tiểu tử này muốn làm gì đây? Lãng phí thời gian của tất cả mọi người hay sao? Tỉ mỉ quan sát, Lý Lâm trầm giọng nói. Nhìn hành động của Dương Tiêu, thần sắc của Lý Lâm càng lúc càng trở nên nghiêm trọng, ông có thể cảm nhận được Dương Tiêu nhất định sẽ mang đến cho ông một bất ngờ vô cùng khác thường. Tạ Quần ngược lại khinh thường nói, tháo bỏ khung tranh thì vẫn chỉ là một bức tranh chữ nát mà thôi, có điểm gì kỳ quái hay sao? Còn tốn mất 5.000 nhân dân tệ, bán lại cho tôi với gái 50 tệ tôi cũng không cần. Tháo bỏ khung tranh cũng không có gì đặc biệt, đầu óc tên phế vật này có phải đã bị hỏng rồi không? Tôi xem tên tiểu tử này không những là một tên phế vật, mà còn là một tên ngốc. Trương Uy cười khinh thường không ngớt, ông không tin bức tranh chữ này còn ẩn giấu huyền cơ nào khác. Lý Lâm tỉ mỉ quan sát bức tranh vẽ nhưng vẫn không hề phát hiện ra bất kỳ điểm bất thường nào khác. Kim Đại Trung tiếp tục nói, người anh em Dương Tiêu, cậu có còn cần giúp đỡ gì nữa không? Hừ, vừa rồi quên nói tìm giúp tôi một con dao bén. Dương Tiêu thấp giọng nói. Giả thần giả quỷ, cả đám người liếc mắt khinh bỉ. Cậu cho rằng bức tranh này còn ẩn giấu một bức tranh khác hay sao? Đừng nói đùa nữa. Hiện trường cũng có không ít đại sư kiểm định bảo vật có mắt nhìn, bọn họ đều không nhìn ra được bức tranh vẽ này có điều gì bất thường. Lại nói, bức tranh này sau khi tháo bỏ phần khung, đã trở nên vô cùng mỏng manh, bên trong còn ẩn chứa bức tranh chữ. Loại khả năng này cơ bản chính là số 0. Dương Tiêu căn bản không hề để ý đến ánh mắt của mọi người, anh bắt đầu dùng đôi mắt độc long để quan sát. Nơi này quả thật có ẩn giấu một bức ảnh bên trong. Hớp một ngụm nước, Dương Tiêu phun lên trên bề mặt bức tranh chữ. Mẹ ơi, thật là kinh tởm, tên tiểu tử này đang muốn làm gì đây? Đúng vậy, nước miếng cũng phun lên rồi. 5.000 nhân dân tệ mua một bức tranh vẽ liền có thể lãng phí như vậy, sau khi về nhà Đường Mộc Tuyết còn bị tên phế vật này làm cho tức chết. Ha 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 ha, phế vật chính là phế vật, có hành hạ như thế nào thì cũng chính là phế vật. Có điều, một màn kế tiếp khiến cho tất cả mọi người đều được mở rộng tầm mắt. Men theo vệt nước được phun trên bức tranh chữ, phần bị nước thấm ướt, bên trong vậy mà lại hiện ra vết tích màu đen cùng với hoa văn nét vẽ. Tận mắt chứng kiến một màn trước mắt, mi mắt không ít người co giật điên cường, đến cằm cũng rớt xuống đầy đất. Trương Uy kinh ngạc thốt lên, làm sao có thể, thật sự là tranh trong tranh sao? Một bức tranh chữ mỏng như vậy làm sao có thể ẩn chứa một bức tranh khác được chứ? Sao? Dương Tiêu nhìn Kim Đại Trung nói. Kim Đại Trung nhìn thấy tranh trong tranh, vội vàng đưa dao đến cho Dương Tiêu. Dương Tiêu không chút nghỉ ngờ, liền nhận lấy con dao sau đó từ một góc trên bức tranh cẩn thận rạch một đường.
Cũng vì bức tranh này được ẩn giấu quá tốt, người bình thường căn bản không cách nào phát hiện ra được. Vừa rồi nếu như Dương Tiêu không làm ướt từ bên ngoài, căn bản không dễ dàng thực hiện, rất dễ dàng khiến cho bức tranh chữ bên trong bị phá hỏng. Cho nên Dương Tiêu vừa rồi mới phun một ngụm nước, sau khi dùng nước suối làm ướt tranh chữ, một góc bức tranh cũng dễ dàng được tách ra. Tạ Quần cười khinh thường nói, Kim Đại Trung, ông vui mừng quá sớm rồi đó, hiện tại tranh trong tranh nhiều như vậy, đáng tiền được vài bức tranh chứ. Không sai, các người vui mừng quá sớm rồi đó, Trương Ủy khinh thường nói. Những năm này cái gì cũng có thể làm giả, có rất nhiều bức tranh chữ ẩn giấu một bức tranh khác, tạo nên hiện tượng nhặt được báu vật cho người mua, như vậy càng dễ dàng bán ra ngoài hơn. Sắc mặt của cả đám người càng lúc càng châm chọc, bọn họ không tin Dương Tiêu có đủ may mắn để phát hiện ra được tuyệt tích. Dưới ánh mắt quan sát của tất cả mọi người, Dương Tiêu tách toàn bộ tranh chữ bên trong hoàn toàn xuất hiện trước mắt tất cả mọi người. Ông trời của tôi, đây chính là bức tranh họa trung tiên sao. Khi nhìn rõ bức tranh ẩn bên dưới, hiện trường không ít người kinh ngạc thốt lên. Chỉ nhìn thấy trên bức tranh vẽ một cây hoa anh đào, dưới gốc hoa anh đào vậy mà lại vẽ một người thiếu nữ dung mạo như thiên tiên, thiếu nữ xinh đẹp thanh tú, giống như trích tiên hạ phàm, còn có bút tích đề thơ bên cạnh. Ánh mắt Lý Lâm khóa chặt lên dấu mộc in bên dưới, sắc mặt đột nhiên thay đổi, đây chính là dấu mộc của Đường Dân. Không sai, chỉ dựa vào kinh nghiệm giám định bảo vật nhiều năm của Lão Phu có thể quả quyết đây. Tuyệt đối chính là dấu án của Đường Dân. Cái gì? Dấu mộc của Đường Dân. Không lẽ đây quả thật chính là tác phẩm của Đường Bá Hổ? Soạt, trong nhất thời, cả hội trường rộng lớn ngơ ngác nhìn nhau, không nhịn được hít một ngụm khí lạnh, ánh mắt nhìn Dương Tiêu dần trở nên kỳ quái. Một tên phế vật nổi danh vậy mà lại có thể nhận ra tuyệt tích họa trung tiên của Đường Bá Hổ. Chuyện này cũng thật quá sức tưởng tượng rồi. Nếu như bức tranh họa trung tiên này quả thật là bút tích của Đường Dân, vậy đây tuyệt đối chính là món đồ giá trị liên thành. Phải biết rằng, Đường Dân tự Bá Hổ, sau đổi tên thành Tử. Úy, hiệu lục như cư sĩ, đào hoa am chủ. Là họa gia, nhà thi pháp, thi nhân nổi danh của triều nhà Minh. Hình tượng trên màn ảnh của Đường Bá Hổ luôn được ca ngợi là tứ đại tài tử Giang Nam, lời này cũng không phải là hư danh. Cho đến hiện tại, mỗi tác phẩm được lưu trữ của Đường Bá Hổ đều có giá khởi điểm lên tới hàng triệu nhân dân tệ, và mỗi lượt đấu giá có thể được bán ra với giá trên trời. Tiêu biểu nhất chính là tác phẩm là Tùng Nhai Biệt Nghiệp Đồ của Đường Bá Hổ. Vào thời điểm đó, cuộc đấu giá diễn ra ở thành phố Thượng Hải, giá khởi điểm là 24 triệu nhân dân tệ. Giá đấu giá cuối cùng đạt đến con số 62 triệu nhân dân tệ, cộng thêm hoa hồng cho nhà đấu giá, giá giao dịch cuối cùng tổng cộng 71 triệu 300 ngàn nhân dân tệ, lập nên kỷ lục mới trên thế giới cho các tác phẩm của Đường Bá Hổ. Một bức tranh có thể đấu giá lên đến con số 71 triệu 300 ngàn nhân dân tệ, là một khái niệm như thế nào? Điều này cũng đủ chứng tỏ vị trí nặng nhẹ của Đường Bá Hổ trong lịch sử thư pháp Trung Quốc. Đôi mắt Trường Uy suýt chút nữa chừng rớt ra ngoài. Hắn há hốc nhìn Lý Lâm nói, sư phụ, đây, thật sự là bút tích của Đường Bá Hổ sao? Đúng vậy, Lý tiền bối, ngài không nhầm lẫn chứ? Trên trán Tạ Quân Lâm tâm mồ hôi lạnh. Nếu như đây thật sự là bút tích của Đường Dân, vậy thì không cần nói nhiều, Kim Đại Trung nhất định có thể giành được đầu bài của Đại hội cổ vật lần này, sau đó hung hăng đạp bản thân ông dưới chân. Lý tiền bối, ngài đừng nói đùa, bút tích thật của Đường Bá Hổ trên thị trường sớm đã không còn nhiều. Đây có lẽ chính là hàng nhái cao cấp. Đúng vậy, Lý Tiền Bồi, bức tranh này làm sao có thể là bút tích của Đường Bá Hổ được chứ? Nhất định là ngài đã nhầm lẫn rồi. Lý Tiền Bối, xin ngài xem kỹ lại, tên phế vật này có thể tìm được họa trung tiên của Đường Bá Hổ, chuyện này không phải rất nực cười hay sao? Hiện trường tất cả mọi người đều không ngừng ghen tị, bên trong có không ít kẻ đỏ mắt ganh tị, bọn họ chính là không tin một tên phế vật như Dương Tiêu có thể gặp vận may lớn như vậy. Dù sao, bút tích của Đường Bá Hổ quả thật quá đáng giá, một bức tranh Tùng Nhai Biệt Nghiệp Đồ đã có thể đấu giá bán ra hơn 70 triệu nhân dân tệ, bức tranh họa trung tiên này càng thêm đáng giá, e rằng có thể đấu giá lên đến con số hàng trăm triệu nhân dân tệ. Lý Lâm cũng không dám tin rằng Dương Tiêu vậy mà lại có thể lấy ra bức tranh họa trung tiên của Đường Bá Hổ, ông bước lên phía trước nhìn Dương Tiêu nói, Dương tiên sinh, bức tranh này có thể cho tôi mượn xem một lát hay không? Ngắm nhìn bức tranh họa trung tiên. Cách xưng hô của Lý Lâm dành cho Dương Tiêu cũng trở nên tôn kính hơn. Sao Lý tiền bối, mời. Dương Tiêu lễ phép vươn tay ra. Bước đến phía trước bức tranh,
Lý Lầm cầm lấy kính chuyên dụng kiểm định bảo vật tỉ mỉ nghiên cứu. Nhất định là giả, bút tích họa trung tiên của Đường Bá Hồ, đến nghe cũng chưa từng nghe qua. Cả đám người không ngừng cười châm chọc. Sắc mặt Trương Uy cùng Tạ Quần vô cùng kiêu ngạo, bọn họ chính là không tin đây chính là tác phẩm của Đường Bá Hồ. Dựa theo ghi chép lịch sử, bút tích của Đường Bá Hồ căn bản không hề có tác phẩm họa trung tiên, Trương Uy sớm đã đọc thuộc lòng các tài liệu lịch sử cổ đại. Đại khái khoảng hơn một phút sau, Kim Đại Trung không chút nhẫn nại bước lên một bước, Lý Tiền Bối, như thế nào? Là thật hay giả? Kim Đại Trung giây phút này vô cùng hưng phấn, né ều như Dương Tiêu thật sự lấy ra được tranh vẽ giá trị liên thành của Đường Bá Hồ, vậy thì ông quả thật quá có mặt mũi mi rồi. Lý Tiền Bối, là thật hay giả? Một đám người ồn ào tiến lên phía trước. Lý Lâm một lần nữa xác định rõ ràng, chạm lên đường vân phía trên mặt chữ, sắc mặt nghiêm túc nói, là thật. Bức tranh họa trung tiên do Đường Dần vẽ quả thật là hàng thật, Dương tiên sinh, chúc mừng cậu. Cái gì, là thật sao? Soạt. Nhất thời, cả hiện trường như nổ tung, cả trăm người đều kinh ngạc, không ai nghĩ đến bức tranh họa trung tiên này lại là hàng thật. Thật sao, quả thật là hàng thật sao? Bút tích của Đường Bá Hỗ vậy mà lại bị một tên phế vật chọn chúng. Đây quả thật chính là sự châm chọc lớn nhất đời này. Đúng vậy. Tên phế vật này không ngờ đến lại gặp phải vận may cướp chó như vậy, hắn như thế nào có thể nhận ra đây chính là bút tích của Đường Bá Hồ. Không hề có một ai nghi ngờ những gì Lý Lâm nói, cũng vì Lý Lâm không những là đệ nhất đại sư kiểm định cổ vật tại thành phố Trung Nguyên, càng là đại sư tài giỏi số một số hai trong nước, những món cổ vật qua tay ông kiểm định nhiều vô số, những món cổ vật là thật hay giả đều có thể nhận ra được. Ha 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 ha, người anh em Dương Tiêu, đúng là cậu. Kim Đại Trung cười đến không khép được miệng. Dương Tiêu cười nhạt một tiếng, chỉ là dựa vào vận may mà thôi, vận may mà thôi. Trương Uy khó lòng mà tin được, sư phụ, ngài chắc chắn không nhầm lẫn chứ. Dựa theo những tư liệu lịch sử liên quan đến Đường Bá Hồ Triều Minh, căn bản không hề có ghi chép về bức tranh họa trung tiên này. Hừ, không lẽ trò dám nghỉ ngờ quyền uy của thầy hay sao? Lịch sử đến cuối cùng vẫn chỉ là lịch sử mà thôi. Một số lượng lớn sử sách bị chôn vùi trong dòng chảy lịch sử, chứ đừng nhắc đến danh nhân, thư pháp và hội họa. Thành đô chúng ta có bề dày hàng nghìn năm lịch sử. Ai có thể đảm bảo rằng những lịch sử này không có thiếu hụt chứ? Lý Lâm răn đe nói. Sau đó, Lý Lâm tiếp tục nói, mọi người có lẽ cũng đã biết, Đường Vận tự Bá Hồ, hiệu là Đào Hoa Am Chủ, Đường Bá Hỗ vẽ hoa đào, phải nói là thiên cổ nhất tuyệt. Các người xem thử này, nàng tiên trong bức tranh dưới gốc cây hoa đào không chỉ xinh đẹp tuyệt vời mà ngay cả những bông hoa đào cũng được vẽ sống động như thật, nhìn giống như một vật sống. Nhìn sang phần đề thơ, chính là đào hoa am ca, cộng thêm dấu mộc này chính là của Đường Dần, bức tranh họa trung tiên này còn có thể là giả được. Tất cả mọi người đều bước lên trước tỉ mỉ quan sát phần đề thơ, kinh ngạc phát hiện đây quả thật chính là bài thơ đào hoa am ca của Đường Bá Hồ. Đào hoa ổ lý đào hoa am. Đào hoa am lý đào hoa tiên. Đào hoa tiên nhân chủng đào thụ, hữu trích đào hoa hoán tử tiền. Bài thơ đào hoa am ca mang phong cách cổ kính, mang đến cho người ta cảm giác khí phách, như thể chữ trên đó được khắc trên một thanh trường kiếm, khí thế và uy lực. Mặc dù tất cả mọi người đều không tình nguyện thừa nhận, nhưng lại không thể không thừa nhận, Dương Tiêu thật sự đã lấy ra được một báu vật giá trị liên thành. Giây phút này, Trường Uy vốn dĩ đang diễu võ dương oai, sắc mặt lập tức trắng bệch. Nghĩ đến bản thân mình vừa dám định một bình gốm sứ trị giá 500.000 nhân dân tệ nhưng lại là hàng nhái, hiện tại Dương Tiêu chỉ cần bỏ ra 5.000 tệ liền có thể dám định ra được bức tranh vẽ giá trị liên thành của Đường Bá Hồ, Trương Uy chỉ cảm thấy như có một bàn tay vô hình đang tát thẳng lên mặt mình. Dương tiên sinh, bức tranh này không biết ngài có nguyện ý bán không? Tôi ra giá 5 triệu nhân dân tệ. 5 triệu nhân dân tệ, ông đang làm kinh tởm ai chứ? Dương tiên sinh. Tôi ra giá 8 triệu nhân dân tệ. 8 triệu, bót đùa lại đi, Dương tiên sinh, tôi ra giá 10 triệu nhân dân tệ. Sau khi xác định được bức tranh họa trung tiên thật sự là bút tích của Đường Bá Hồ, lúc này các thương gia tại hiện trường cùng những nhà sưu tập cổ vật không ngừng ra giá. Ai cũng biết rằng, bút tích thật của Đường Bá Hồ không những có giá trị liên thành, mà còn có giá trị sưu tầm cực kỳ lớn. Lý Lâm liếc mắt nhìn sau đó lắc đầu. Mức độ hoàn thiện của bức tranh họa trung tiên này hiếm có khó tìm, nếu như thật sự đem ra đấu giá, e rằng sẽ không thấp hơn so với bức tranh Tùng Nhai Biệt Nghiệp Đồ. Tùng Nhai Biệt Nghiệp Đồ? Không phải chứ, chính là bức tranh trị giá hơn 70 triệu kia sao? Hiện trường cả đám người không ngừng ồn ào huyên náo.
Cả đám người vừa rồi không ngừng ra giá, lập tức im lặng, hiện trường người có thể một lần đưa ra giá hơn 70 triệu nhân dân tệ cũng không có được vài người. Nghe đến giá bức tranh kia ít nhất cũng phải đến hơn 70 triệu nhân dân tệ, ông chủ sạp bán hàng kia hối hận đến bầm tím ruột gan. 5.000 nhân dân tệ liền đem bút tích thật của Đường Bá Hỗ đem bán cho người khác, ông thật sự có xúc động LSNG muôn chặt tay bản thân. Kim Đại Trung ôm bụng cười lớn, Tạ Quân, nhìn thấy hay chưa? Ông mua một chiếc bình gốm sứ Thanh Hoa Triều Minh lại là hàng nhái, còn người anh em Dương Tiêu của tôi đây tùy tiện ra tay, đã có được một bức tranh họa trung tiên trị giá hơn 70 triệu nhân dân tệ, nghĩ đến dáng vẻ đắc ý vừa rồi của ông, tôi thật sự cảm thấy xấu hổ cho ông đây. Kim Đại Trung ông đắc ý cái gì chứ? Đây cũng không phải là món hàng ông mua về, đừng bày ra dáng vẻ như là món đồ của mình. Sau khi bị Kim Đại Trung châm chọc, sắc mặt Tạ Quần càng trở nên khó coi. Dương Tiêu cười nhạt một tiếng, Tạ gia chủ, thật ngại quá, bức tranh họa trung tiên này thật sự là của Kim Lão Ca, tất cả chi phí hôm nay của tôi đều do Kim Lão Ca chỉ trả, cho nên bức tranh hôm nay tôi mua được tất nhiên cũng thuộc về Kim Lão Ca đây. Cái gì, nghe thấy những lời này, cả đám người có mặt tại hiện trường đều há hốc miệng kinh ngạc. Bức tranh họa trung tiên trị giá ít nhất 70 triệu nhân dân tệ vậy mà tùy tiện, dễ dàng đưa cho Kim Đại Trung, tên tiểu tử này điên rồi hay sao? Trong lòng Tạ Quần càng nổi lên từng đợt sóng vỗ, bức tranh họa trung tiên trị giá ít nhất vài chục triệu nhân dân tệ cứ như vậy dâng lên cho Kim Đại Trung hay sao? Chính vào giây phút này, Tạ Quần thật sự muốn chặt đầu Dương Tiêu ra làm hai để xem Dương Tiêu thật sự nghĩ như thế nào, trong ấn tượng của ông ta, tài sản của toàn bộ Đường gia cũng chưa được 100 triệu đâu nhỉ. Nếu như Dương Tiêu thật sự đem bức tranh họa trung tiên này đấu giá, tiền lời kiếm được hơn vài chục triệu là chuyện hoàn toàn không có vấn đề gì cả. Đến lúc đó Dương Tiêu không những có tiền, hơn nữa danh tiếng phế vật của hắn ta cũng triệt để được xóa nhòa, địa vị tại Đường gia nhất định sẽ được nâng lên như thuyền gặp sóng. Hiện nay tên tiểu tử này vậy mà không nói hai lời, vô điều kiện đem bức tranh họa trung tiên này giao lại cho Kim Đại Trung, Tạ Quần vô cùng nghi ngờ không biết đầu Dương Tiêu có phải đã bị lừa đá hay không. Tạ gia chủ, ông không nghe lầm đâu, bức tranh chữ này thuộc về Kim Lão Ca. Dương Tiêu cười nhạt nói. Nhìn thấy Dương Tiêu chắc chắn như vậy, sắc mặt Trương Uy lập tức căng cứng, trong lòng không ngừng mắng Dương Tiêu chính là đồ thần kinh. Trong lòng những người có mặt tại hiện trường không ngừng cười lạnh, phế vật chính là phế vật, vậy mà lại đem bức tranh báu vật giá trị liên thành mang tặng cho Kim Đại Trung, đầu óc tên này tuyệt đối có vấn đề lớn. Kim Đại Trung Dương Dương đắc ý nói, Tạ Quân, ông có nghe rõ hay không? Còn đắc thắng hay không? Ông giả vờ cái gì chứ? Tiêu tốn 500.000 nhân dân tệ để mua về một bình gốm sứ Thanh Hoa hàng nhái còn ở đây giễu võ Dương Oai trước mặt tôi, còn người anh em Dương Tiêu đây chỉ cần bỏ ra 5.000 nhân dân tệ liền có thể mua được một bức tranh tuyệt tích của Đường Bá Hồ, thật sự không có so sánh sẽ không có đau thương mà. Chậc chậc, nhìn khuôn mặt đắc ý của Kim Đại Trung, sắc mặt Tạ Quần tím tái như gan heo, hai lỗ mũi của ông tức đến mức muốn phun khói. Ông vốn dĩ còn hy vọng vào đại hội cổ vật lần này hung hăng sỉ nhục Kim Đại Trung một trận. Nhưng ai ngờ được giữa đường lại nhảy ra một tên Dương Tiêu, khiến kế hoạch của ông bị thất bại. Sự việc đến hiện tại, bức tranh họa trung tiên này vừa xuất hiện, tên ngốc Dương Tiêu vậy mà lại mang bức tranh này giao lại cho Kim Đại Trung. Không cần suy nghĩ nhiều, Kim Đại Trung không nghi ngờ gì chính là kẻ thắng cuộc trong đại hội cổ vật ngày hôm nay. Kim Đại Trung, lần này xem như ông may mắn, chúng ta đi. Tạ Quần nghiến răng nghiến lợi nói, sau đó dẫn theo một đám người rời đi. Trương Uy hung ác liếc mắt nhìn Dương Tiêu, không cam lòng cùng Tạ Quần rời khỏi. Đưa mắt nhìn Tạ Quần tức giận đùng đùng rời khỏi, Kim Đại Trung cười lớn nói, tên Tạ Quần này hôm nay xem như mắt mặt lớn rồi, còn muốn chống đối với tôi, cũng không nhìn xem bản thân có đức tính gì, nhưng cũng không thể nhắc đến, người anh em Dương Tiêu hôm nay may mắn nhờ có cậu, nếu không người mắt mặt nhất định là tôi rồi. Lão ca khách khí rồi, nếu như không phải được lão ca xem trọng. Em hôm nay cũng sẽ không đến tham dự buổi đại hội cổ vật này, càng sẽ không có may mắn tìm được bức tranh họa trung tiên này. Dương Tiêu khiêm tốn nói. Kim Đại Trung nháy mắt ra hiệu cho Dương Tiêu, vừa rồi anh đã biết người anh em Dương Tiêu cậu chính là đang khiêm tốn, được rồi, đừng giả vờ nữa ân tình hôm nay anh đây sẽ ghi nhớ, vậy thì nhanh chóng cất bức tranh họa trung tiên này lại, giá trị món hàng này cũng không có ít tiền đâu. Dương Tiêu mỉm cười, sau đó thu lại bức tranh họa trung tiên. Cuối cùng đưa vào tay Kim Đại Trung. Hừ, người anh em Dương Tiêu, cậu đây là... Kim Đại Trung kinh ngạc thốt lên. Dương Tiêu cười nói, Kim Đại ca, em vừa rồi cũng đã nói, hôm nay anh thanh toán chi phí,
những món đồ mua được đều thuộc về anh, đợi lát nữa cũng đừng quên chuyển lại 5.000 nhân dân tệ cho em là được. Cái gì, người anh em Dương Tiêu, cậu không cần bức tranh họa trung tiên này sao? Kim Đại Trung kinh ngạc thốt lên. Dương Tiêu gật đầu, đúng vậy, Kim Lão Ca. Đợi lát nữa Tạ Quần nhất định sẽ không cam chịu từ bỏ, anh vừa hay. Có thể lấy bức tranh này chặn miệng ông ta lại, nếu như Lão Ca anh để ý, thì cứ xem như là em tặng anh vậy. Lời nói này, khiến cho trái tim Kim Đại Trung cảm thấy ấm áp, ông biết rằng Dương Tiêu cũng vì để lát nữa đây mình có thể dễ dàng trấn áp Tạ Quần. Đối với Dương Tiêu mà nói, anh quả thật không thiếu chút tiền này, Kim Đại Trung là một người bạn không tồi, xứng đáng để kết giao. Đời người có bốn người bạn thân thiết, phân biệt chính là những người cùng nhau đánh trận, những người khốn khó bên nhau, cùng nhau ca hát sướng ca, cùng nhau ở dơ. Mặc dù anh cùng Kim Đại Trung chưa từng trải qua ba điều trước, nhưng điểm cuối cùng quả thật đã cùng nhau trải qua. Trước đây Kim Đại Trung đã từng giúp mình chút cơn giận, thu thập cả người nhà Triệu Liên. Sau đó còn giúp Dương Tiêu vớt Tôn Bằng ra ngoài, Dương Tiêu vì điều này vô cùng cảm kích. Cho nên, tặng bức tranh chữ này cho Kim Đại Trung đối với Dương Tiêu mà nói, quả thật không đáng là gì. Làm người mà, điều cơ bản nhất chính là tri ân cầu báo nhất định phải có. Người anh em Dương Tiêu này, người anh em như cậu tôi nhất định phải kết giao, Lão Ca biết rằng cậu không thiếu tiền nên bức tranh này Lão Ca sẽ nhận lấy, nếu như có gì cần Lão Ca giúp đỡ thì cứ nói ra. Kim Đại Trung cũng không khách khí với Dương Tiêu. Ông vô cùng hiểu rõ về Tạ Quân, biết rằng tính cách Tạ Quân thích bức ép người khác, nếu như lát nữa bản thân ông một lần nữa lấy ra bức tranh họa trung tiên này, vậy thì Tạ Quân nhất định sẽ không nói được gì. Dương Tiêu suy nghĩ một lát, liền lên tiếng, cũng đừng nhắc đến, em quả thật có chuyện muốn làm phiền đến Kim Lão Ca. Người anh em Dương Tiêu đừng ngại nói ra, Kim Đại Trung hào phóng cười nói. Nếu như Dương Tiêu có rắc rối phiền phức gì, Kim Đại Trung nhất định sẽ tận lực giúp đỡ, bức tranh họa trung tiên kia ông cũng không thể tùy tiện nhận không như vậy được. Dương Tiêu thấp giọng nói, không biết Kim Lão Ca có biết nơi nào bán dây chuyền trang sức không? Không cần là nhãn hiệu nổi tiếng, nhưng phải là loại dây chuyền độc nhất vô nhị. Dây chuyền sao? Kim Đại Trung kinh ngạc thốt lên, ông như thế nào cũng không ngờ rằng Dương Tiêu lại hỏi mình vấn đề như thế này, thế nào? Người anh em Dương Tiêu muốn cầu hôn hay là đã nhìn chúng cô em xinh đẹp nào? Nhìn dáng vẽ lão luyện của Kim Đại Trung, Dương Tiêu dở khóc dở cười, không phải. Sắp đến 5 năm kỷ niệm ngày cưới của em, anh cũng biết rằng, 5 năm trước em đến ở Dễ Đường ra, năm đó vội vàng tổ chức hôn lễ, đến cả dây chuyền cũng không kịp mua cho cô ấy. Thì ra là như vậy, xem ra là anh đây đã nghĩ quá nhiều rồi, nói thật lòng với cậu em đã hỏi đúng người rồi đấy, anh biết ở thành phố Trung Nguyên có một sợi dây chuyền giá cả bất phàm, chính là Hải Dương Chi Tâm. Kim Đại Trung cười hề hề nói. Dương Tiêu kinh ngạc nói, Hải Dương Chi Tâm. Không sai, Hải Dương Chi Tâm, viên kim cương hồng hoàng đề 22.39 cara, hiện tại được để trong nội bộ tập đoàn châu báu Bạch Thị, người thiết kế là Bạch Du Tĩnh chuẩn bị tuần sau sẽ tiến hành đấu giá, giá khởi điểm là 60 triệu nhân dân tệ. Ước tính giá thành giao cuối cùng có thể khoảng 100 triệu nhân dân tệ. Kim Đại Trung trịnh trọng nói. Dương Tiêu gật đầu. Kim cương hồng hoàng đề chính là một sự tồn tại cao cấp trong giới kim cương, nếu như hoàn công, chất lượng tuyệt hảo, dù cho giá lên đến 1 tỷ cũng không tính là quá mắc. Khi Dương Tiêu còn chấp hành nhiệm vụ ở châu Âu, đã từng nhìn thấy một sợi dây chuyền cao cấp, tên gọi là dây chuyền Grab, khối lượng 31.06 carat, màu sắc xanh đậm, độ sắc nét hoàn hảo rõ ràng, cuối cùng đã được bán với giá 80 triệu đô la Mỹ. Chỉ là điều khiến Dương Tiêu bất ngờ chính là sợi dây chuyền Hải Dương Chi Tâm vậy mà lại ở công ty của Bạch Du Tĩnh. Anh nhớ rất rõ ràng rằng, Bạch Du Tĩnh này đối với mình có thành kiến, hình như ý trung nhân của Bạch Du Tĩnh cũng là bản thân Dương Tiêu. Dương Tiêu cũng không thể suy nghĩ quá nhiều, nghiêm túc nói, Kim Lão Ca, có con đường nào khác để lấy được sợi dây chuyền này hay không? Em không thể nào chờ đến tuần sau được. Chủ nhật tuần này chính là sinh nhật của Đường Mộc Tuyết. Biển hoa ở Tây Song bản nạp Dương Tiêu đã bó trí được kha khá, chỉ còn thiếu sợi dây chuyền này mà thôi. Tiếc nuối 5 năm trước, Dương Tiêu một lần nữa nhất định phải tìm cách bù đắp cho Đường Mộc Tuyết, khiến cho tất cả những người đã từng chê cười Đường Mộc Tuyết đều phải nhìn bằng ánh mắt khác. Thu mua nội bộ có khả năng không dễ dàng gì, Bạch Du Tĩnh tính cách lạnh lùng, mặt mũi người bình thường chưa chắc cô ta đã nể mặt, có điều cũng không có vấn đề gì, Lão Ca anh đây có quan hệ không tệ với cô ấy. Đi thôi, cùng anh đi một chuyến đến thăm Bạch tiểu thư nào. Kim Đại Trung nói. Dương Tiêu không chút chần chừ,
liền đi theo Kim Đại Trung đến tập đoàn châu báu Bạch Thị. Sợi dây chuyền Hải Dương chỉ tâm này anh nhất định phải giành lấy được, anh phải bù đắp lại những điều tốt đẹp còn sót cho Đường Mộc Tuyết. Kim Đại Trung cùng Bạch Du Tĩnh quan hệ quả thật không tệ, Kim Đại Trung vừa đến, Bạch Du Tĩnh liền đích thân xuống lầu đón tiếp. Khi nhìn thấy Dương Tiêu cũng đến cùng, sắc mặt Bạch Du Tĩnh lập tức hiện lên nét không vui. Hai người cùng Bạch Du Tĩnh đến văn phòng tổng giám đốc, Bạch Du Tĩnh mở cửa rồi lên tiếng, ông chủ Kim, không biết lần này đến đây vì chuyện gì. Bạch tiểu thư, chuyện hôm nay khá đơn giản, cô là người sảng khoái, vậy thì tôi cũng nói thẳng, người anh em Dương Tiêu của tôi nhìn chúng Hải Dương chỉ tâm, không biết có thể đưa ra một mức giá cho chúng tôi hay không. Kim Đại Trung trực tiếp nói, anh nhìn chúng Hải Dương chỉ tâm, Bạch Du Tĩnh nhíu mày nhìn Dương Tiêu. Kim Đại Trung cười nói, đúng vậy, Bạch tiểu thư, cô xem có thể mở đường một lần hay không. Ánh mắt khi Bạch Du Tĩnh nhìn Dương Tiêu dần dần hiện lên nét chán ghét nồng đậm, thật xin lỗi, Hải Dương chỉ tâm không bán cho đồ phề vật. Cảm nhận được ác ý nồng đậm Bạch Du Tĩnh dành cho Dương Tiêu, cả người Kim Đại Trung nhát thời chết sững tại chỗ, ông rõ ràng có thể nhận ra giữa hai người này trước đây có khúc mắc chưa được hóa giải. Bạch Du Tĩnh mặc dù tính cách lạnh lùng, cự tuyệt người ra xa ngàn dặm, nhưng cũng không phải là người không biết lễ phép, nếu đổi thành lúc bình thường, dù cho là một kẻ ăn mày, cô cũng vô cùng khách sáo. Phế, phế vật, Bạch tiểu thư cô nói đùa rồi, người anh em Dương Tiêu của tôi không phải là phế vật, nói thật lòng với cô ra, vừa rồi người anh em Dương Tiêu đã giúp tôi kiểm định ra tác phẩm của Đường Bá Hỗ tại Đại hội Cổ vật, giá trị ít nhất 70 triệu nhân dân tệ. Kim Đại Trung mỉm cười lên tiếng giải thích. Kiểm định ra bút tích của Đường Bá Hổ, lời này, khiến cho trong lòng Bạch Du Tĩnh càng khinh thường Dương Tiêu. Người đàn ông này còn biết kiểm định, rõ ràng đang nói đùa mài. Cô không tin Dương Tiêu biết kiểm định bảo vật, trong mắt Bạch Du Tĩnh, đây chỉ là Kim Đại Trung tự tìm cớ mà thôi, mục đích chính là để bản thân cô có thể xem trọng Dương Tiêu. Bạch Du Tĩnh khinh thường nhìn sang Dương Tiêu, ông chủ Kim này, tôi rất cảm kích sự hỗ trợ những năm nay của ông dành cho Du Tĩnh. Nhưng Hải Dương chỉ tâm thật sự không thể bán cho một tên phế vật. Đáng nhắc đến chính là, tập đoàn châu báu Bạch Thị ban đầu có thể thành lập, bên trong có sự giúp đỡ không ít từ Kim Đại Trung. Kim Đại Trung trước đây khi chưa kinh doanh thực phẩm chức năng, đã từng kinh doanh châu báu tại biên giới, ban đầu khi Bạch Du Tĩnh khởi nghiệp, Kim Đại Trung đã giới thiệu cho cô không ít thương gia châu báu, cũng đã lấy giá nội bộ ưu đãi bán trang sức cho cô. Những chuyện này cũng đủ khiến cho Bạch Du Tĩnh cảm kích Kim Đại Trung không ngừng. Có điều, dù cho Kim Đại Trung đã từng giúp đỡ cô một việc lớn, nhưng cô hôm nay tuyệt đối sẽ không đem Hải Dương chi tâm bán cho Dương Tiêu. Cũng vì, ông nội Bạch Nguyên Kiệt xem trọng Dương Tiêu, đề cử Dương Tiêu cuối tháng này quyết đầu với Cát Hưu, chuyện này khiến cho trong lòng Bạch Du Tĩnh không có chút mùi vị nào. Dù cho Bạch Du Tĩnh biết rằng Dương Tiêu chính là đại sư cải tạo xe, biết rằng Dương Tiêu nắm rõ kỹ thuật trượt bánh sau, nhưng trong lòng Bạch Du Tĩnh kiêu ngạo, cô không nguyện ý chấp nhận những sự thật này. Chỉ cần không phải do cô đích thân nhìn thấy, vậy thì cô cũng sẽ không thừa nhận thân phận Dương Tiêu chính là đại sư cải tạo xe có kỹ năng trượt xe bánh sau. Lại nói, cô cũng có thành kiến với Đường Mộc Tuyết, Dương Tiêu mua sợi dây chuyền Hải Dương chi tâm quá nữa chính là để dành tặng cho Đường Mộc Tuyết. Bất kể là Dương Tiêu hay là Đường Mộc Tuyết, Bạch Du Tĩnh đều không yêu thích, kêu cô đem Hải Dương chi tâm bán cho Dương Tiêu, không có cửa đâu. Khụ khụ, Kim Lão Ca. Chuyện này vẫn nên để em đích thân bàn bạc với Bạch tiểu thư vậy. Dương Tiêu sờ mũi nói. Địch ý Bạch Du Tĩnh dành cho mình, Dương Tiêu có thể hiểu rõ, lý do cũng chỉ vì bản thân cướp đi uy phong của cô ta mà thôi, Bạch Nguyên Kiệt không đồng ý cho cô xuất trận mà thôi. Chỉ là Dương Tiêu thật sự không ngờ đến rằng, trên người Bạch Du Tĩnh lại tỏa ra địch ý rõ ràng hơn cả lần trước. Kim Đại Trung kinh ngạc nhìn Dương Tiêu, thấp giọng nói, người anh em Dương Tiêu, cậu không có chút phúc hậu gì cả. Cậu rõ ràng có quen biết với Bạch tiểu thư lại có thành kiến lớn với cậu như vậy, có phải cậu nhìn thấy nhan sắc quốc sắc thiên hương của cô ấy liền lén lút ăn đậu hũ của người ta hay không? Lão ca, em chính là loại người như vậy sao? Dương Tiêu bất lực nói. Kim Đại Trung thâm ý cười một tiếng, không giống. Người anh em Dương Tiêu chính là người đàn ông trung thủy nhất mà Kim Bàng Tử anh đây từng gặp qua, không hề có người khác. Vừa nói, Kim Đại Trung liền nhìn sang Bạch Du Tĩnh. Bạch tiểu thư, người anh em Dương Tiêu đây là bạn bè của tôi, ít nhiều gì cũng nên nể mặt một chút. Nể mặt anh ta, chỉ là một tên phế vật đường ra, có gì đáng để nể mặt chứ? Bạch Du Tĩnh cả khuôn mặt kiêu ngạo lạnh lùng nói. Dương Tiêu chớp mắt nói, Bạch tiểu thư, niệm tình mặt mũi của Bạch lão,
có thể bán lại Hải Dương Chi Tâm cho tôi không? Tôi nguyện ý mua lại với giá 100 triệu nhân dân tệ. 100 triệu, nghe thấy lời này của Dương Tiêu, khuôn mặt xinh đẹp không chút tì vết của Bạch Du Tĩnh lập tức thay đổi. 100 triệu không phải là con số nhỏ, tên Dương Tiêu này lấy đâu ra nhiều tiền như vậy chứ? Nhìn thấy dáng vẻ nhiệt tình của Kim Đại Trung, không lẽ do Kim Đại Trung thanh toán sao? Chỉ cần nghĩ đến việc Kim Đại Trung trả tiền, trong lòng Bạch Du Tĩnh càng khinh thường Dương Tiêu. Thứ đàn ông vô dụng, mua sợi chuyên cho vợ mình mà còn cần người khác trả tiền, thật sự là không có bát cứ thứ gì. Tôi nói rồi, Hải Dương Chi Tâm không bán cho đồ phế vật. Bạch Du Tĩnh lạnh lùng nói. Dương Tiêu bắt lực buông lỏng tay nói, xem ra chúng ta không có gì để bàn bạc, vậy thì tôi chỉ có thể gọi điện thoại cho Bạch Lão, nói rằng cô không nể mặt tôi, dù sao cô cũng không thể không nể mặt ông nội của mình đúng không? Anh chấm ans vô liêm sỉ, nhìn thấy Dương Tiêu bày ra dáng vẻ muốn gọi điện thoại cho ông nội của mình, Bạch Du Tĩnh tức đến mức dẫm chân. Dương Tiêu than thở nói, tôi cũng là bị bức ép mà thôi, Bạch Tiểu Thư có thành kiến với tôi, chuyện này tôi biết rõ. Nhưng sợi dây chuyền Hải Dương Chi Tâm này đối với tôi mà nói có ý nghĩa vô cùng, nếu như Bạch Tiểu Thư muốn mắng tôi vô liêm sỉ cứ việc mắng. Vừa rồi trên đường đến đây, Dương Tiêu đã điều tra những tin tức liên quan đến sợi dây chuyền Hải Dương Chi Tâm này. Không thể không nói, sợi dây chuyền Hải Dương Chi Tâm này quả thật chính là Kim Cương Hồng Hoàng Đế. Trong ấn tượng của Dương Tiêu, màu sắc đường mộc tuyết thích nhất chính là màu trắng cùng màu hồng, sợi dây chuyền Hải Dương Chi Tâm này trùng hợp chính là màu sắc đường mộc tuyết ưa thích. Hơn nữa, sợi dây chuyền Hải Dương Chi Tâm này chính là sợi dây chuyền cao cấp, giá cả cũng không tính là quá đắt, nếu như có thương gia giàu có tổ chức, sau buổi đấu giá cuối cùng có thể lên đến con số 300 triệu nhân dân tệ. Dù sao, trong các cuộc đấu giá, tất cả đều biến đổi khôn lường. Giống như bức tranh Tùng Nhai Biệt Nghiệp Đồ của Đường Bá Hồ, giá khởi điểm chỉ có 24 triệu, nhưng cuối cùng lại bán được với giá 71 triệu 300 ngàn nhân dân tệ, rõ ràng tăng gấp 3 lần. Viên kim cương hồng Hải Dương Chi Tâm này, Dương Tiêu vô cùng xem trọng, nên anh quyết định phải mua bằng được sợi dây chuyền Hải Dương Chi Tâm này. Bất kể thủ đoạn có vô liêm sỉ hay không, anh cũng phải tranh giành được. Đặt hàng trang sức cao cấp ngoài nước trong thời gian ngắn đã không kịp rồi, sợi dây chuyền Hải Dương Chi Tâm này trùng hợp lại vô cùng thích hợp, bất kể thành công hay không, Dương Tiêu cũng phải thử một lần. Thân thể yêu kiều của Bạch Du Tĩnh run rẩy. Cô thật sự không ngờ rằng Dương Tiêu vậy mà lại lấy thân phận ông nội để chèn ép mình. Nhìn thấy dáng vẻ không chút nhượng bộ của Bạch Du Tĩnh, Dương Tiêu liền rút điện thoại ra, hừ. Xem ra tình huống này vẫn phải làm phiền Bạch Lão một chuyến rồi. Anh đủ rồi đấy, sợi dây chuyền đó tôi có thể cho anh. Nhìn thấy Dương Tiêu thật sự muốn gọi điện thoại cho ông nội của mình, Bạch Du Tĩnh càng thêm tức giận. Hiện tại ông nội Bạch Nguyên Kiệt vô cùng xem trọng Dương Tiêu. Nếu như để anh ta liên hệ với ông nội của mình, ông nội nhất định đứng về phía Dương Tiêu, cô cũng không muốn tự chuốc lấy nhục nhã cho mình. Dương Tiêu nghe vậy, vui mừng thốt lên, cảm ơn Bạch Tiểu Thư đã thành toàn. Dương Tiêu, sợi dây chuyền Hải Dương Chi Tâm tôi đưa cho anh, có thể tạm thời không nhận tiền của anh, nếu như anh đánh bại được Cát Hưu, vậy thì sợi dây chuyền này tôi sẽ miễn phí tặng cho anh, xem như món quà cảm tạ Bạch gia dành cho anh, nếu như anh thua cuộc, không những phải thừa nhận việc mình vô dụng. Còn phải bồi thường 100 triệu nhân dân tệ cho tôi. Bạch Du Tĩnh nghiêm túc nói. Cô chính là một người con gái hiểu thuận, nếu như Dương Tiêu thật sự có thể đánh bại Cát Hưu, bảo đảm được danh tiếng kỳ thắng của ông nội, vậy thì đem tặng sợi dây chuyền Hải Dương Chi Tâm cho Dương Tiêu cũng không có vấn đề gì. Dương Tiêu sờ vào túi áo lấy ra một chiếc nhẫn màu đen đặt trên mặt bàn, cảm ơn Bạch Tiểu Thư đã thành toàn, cuộc đấu cờ giữa Cát Hưu tiền bối tôi vô cùng nắm chắc. Sợi dây chuyền Hải Dương Chi Tâm cô nhất định không có cơ hội lấy lại, còn đây là vật tùy thân trước đây của tôi, lấy nhẫn đổi dây chuyền, tôi cũng không chiếm tiện nghỉ của cô. Phải biết rằng chiếc nhẫn đen này chính là biểu tượng cho thân phận của Dương Tiêu, bên anh đã nhiều năm, nhìn nhẫn như nhìn thấy người, tất cả thuộc hạ của Dương Tiêu đối với chiếc nhẫn này vô cùng tôn kính. Dương Tiêu thật sự không có ý định chiếm tiện nghi của Bạch Du Tĩnh, anh cũng không muốn đem chiếc nhẫn này tặng cho Đường Mộc Tuyết. Chỉ đành đưa lại cho Bạch Du Tĩnh. Anh vốn có dự tính quy ẩn giang hồ, không muốn tiếp tục phân tranh, chiếc nhẫn này đối với Dương Tiêu mà nói, sớm đã không còn tác dụng gì. Chủ yếu chính là chất liệu của chiếc nhẫn đen này không phải hàng bình thường, giá cả không tầm thường, cũng không hề kém bao nhiêu so với sợi dây chuyền Hải Dương Chi Tâm, cũng xem như lấy một vật đổi một vật. Quả thật lấy một chiếc nhẫn đổi lấy một sợi dây chuyền. Bạch Du Tĩnh cười lạnh một tiếng. Rất nhanh.
Dương Tiêu liền thành công lấy được sợi dây chuyền Hải Dương Chỉ Tâm, sau khi chào tạm biệt Kim Đại Trung liền xuất phát trở về nhà. Bạch Xu Tĩnh lúc này đang ngồi trong văn phòng cũng không muốn liếc mắt nhìn chiếc nhẫn màu đen, trực tiếp đem vút vào thùng rác, giống như chiếc nhẫn này không khác gì một món đồ rác rưởi, không hề có chút giá trị nào. Dương Tiêu cùng Kim Đại Trung vừa rời khỏi chưa được bao lâu, thành phố Trung Nguyên liền dâng lên một trận sóng lớn. Này này này, đã nghe thấy tin gì hay chưa? Sợi dây chuyền Hải Dương Chi Tâm của tập đoàn Châu Báu Bạch Thị đã được người khác mua, hơn nữa Bạch Xu Tĩnh Bạch Tiểu Thư còn miễn phí tặng cho người này. Thật hay giả vậy, Hải Dương Chỉ Tâm, chính là viên kim cương hồng hoàng đề có giá khởi điểm 60 triệu nhân dân tệ sao? Không phải chứ, sợi dây chuyền Hải Dương Chỉ Tâm này nếu đấu giá thì ít nhất cũng phải trị giá 1 đến 200 triệu đấy. Bạch Tiểu Thư dự tính dùng sợi dây chuyền Hải Dương Chỉ Tâm này để nâng cao danh tiếng cho tập đoàn Châu Báu Bạch Thị, cô ấy như thế nào lại có thể dễ dàng đem tặng cho người khác chứ? Không rõ ràng. Cũng không biết là thần thánh phương nào có thể dễ dàng lấy đi sợi dây chuyền Hải Dương Chi Tâm, cũng không biết sợi dây chuyền này cuối cùng đã thuộc về tay ai, nhưng có thể xác định được một chuyện rằng người con gái nào đeo lên sợi dây chuyền Hải Dương Chi Tâm nhất định sẽ rất hạnh phúc. Sau khi Dương Tiêu đoạt được sợi dây chuyền Hải Dương Chi Tâm, khiến cho cả thành phố Trung Nguyên vang lên một trận sóng gió. Không ít thương gia giàu có sau khi nhận được tin tức, tức đến mức đấm ngực dẫm chân, dù sao sợi dây chuyền Hải Dương Chi Tâm cũng quá khan hiếm. Người nhìn chúng cũng không ít. Có người suy đoán rằng, nhất định do người của tứ đại gia tộc hoặc 10 đại hào môn đã giành được, nếu không Bạch Xu Tĩnh cũng sẽ không nể mặt, miễn phí đem tặng cho người ta. Cũng có người suy đoán rằng, có khả năng chính là người thần bí ban đầu mua hòn đảo nhỏ tại trung tâm ven hồ Nhạn Minh lại một lần nữa ra tay. Cả đường ra sau khi nhận được tin tức, người nào cũng hâm mộ không thôi. Có thể không cần bỏ ra một đồng tiền nào liền có thể lấy được sợi dây chuyền Hải Dương Chỉ Tâm từ tay Bạch Xu Tĩnh, nhất định là một đại nhân vật. Đường Dĩnh thèm muốn nói, nhất định là có vị thiếu gia của gia tộc giàu có nào đó đã thương thầm tôi, âm thầm đoạt lấy sợi dây chuyền Hải Dương Chỉ Tâm chuẩn bị cầu hôn tôi đó. Đường Mộc Tuyết, cô cùng Dương Tiêu kết hôn 5 năm nay, hình như anh ta chưa từng tặng cho cô bất kỳ sợi dây chuyền nào đúng không? Đường Hạo nhìn Đường Mộc Tuyết châm chọc nói. Đường Mộc Tuyết khuôn mặt lạnh băng bước về văn phòng của mình, trên khuôn mặt tràn ngập sự thất vọng. Nghĩ đến Dương Tiêu, trong lòng Đường Mộc Tuyết cực kỳ phức tạp, ánh mắt cô lóe lên từng tia gợn sóng. Mộc Tuyết, yên tâm, chỉ cần đợi đến chủ nhật này anh nhất định sẽ mang đến cho em một bất ngờ cực kỳ lớn. Dương Tiêu dịu dàng quay trở về nhà, bảo quản thật tốt sợi dây chuyền Hải Dương Chi Tâm. Bất kỳ ai cũng không biết được, người thật sự mua được sợi dây chuyền Hải Dương Chi Tâm chính là Dương Tiêu. Đường Mộc Tuyết cũng không thể nào biết được, có một bí mật vô cùng to lớn đang chuẩn bị tiền đến. 11 giờ trưa, thư ký của Bạch Xu Tĩnh liền gõ cửa bước vào. Bạch Tổng, người của gia tộc Robert đã đến. Mời bọn họ đến phòng làm việc của tôi để bàn bạc. Bạch Xu Tĩnh hít sâu một hơi, trên khuôn mặt hoàn mỹ không chút khiếm khuyết hiện lên nét trắng bệch. Không thể không nói, khi Bạch Xu Tĩnh lập nghiệp tập đoàn Châu Báu Bạch Thị, trong nước đã có rất nhiều công ty Châu Báu đang phát triển. Chỉ trong vài năm phát triển ngắn ngủi, đã có rất nhiều thương hiệu đồ trang sức lớn trong nước được thành lập, dẫn đến thị trường đã đến mức bão hòa. Cục diện hiện tại của tập đoàn Châu Báu Bạch Thị cũng có chút không khả quan, hiện nay tập đoàn chủ yếu phát triển trên địa phận tỉnh Hà Nam. Dù sao, Hà Nam cũng là một tỉnh có lượng nhân khẩu đứng đầu của thành đô, nhu cầu về trang sức của hơn 100 triệu người đương nhiên cũng rất khả quan. Cũng vì vậy tận dụng sự phát triển mạnh mẽ của trang sức. Tập đoàn Châu Báu Bạch Thị nắm bắt được xu hướng của cơn sốt trang sức, cũng vì vậy đã khiến Bạch Xu Tĩnh làm ăn thành công. Điều đáng tiếc chính là, hiện tại nhiệt độ của Châu Báu trang sức đã hạ nhiệt, các khu vực tỉnh thành trong nước cũng đã có các công ty Châu Báu địa phương, cho nên, hạn chế của tập đoàn Châu Báu Bạch Thị vô cùng lớn. Ngoài ra tập đoàn Châu Báu Bạch Thị là công ty trang sức lớn thứ hai ở tỉnh Hà Nam, Bạch Xu Tĩnh phải chịu áp lực rất lớn. Tầm nhìn chiến lược của Bạch Xu Tĩnh từ khi còn trẻ đã khác với người thường. Qua phân tích của cô, ngay cả khi cửa hàng trang sức lớn nhất tỉnh Hà Nam bị khai tử, nếu như tập đoàn Châu Báu Bạch Thị muốn trở thành một doanh nghiệp lớn với giá trị hàng trăm triệu nhân dân tệ, nếu như không có sự phát triển liên tục từ 3 đến 5 năm là chuyện không thể nào. Lại nói, tập đoàn Châu Báu lớn nhất của tỉnh Hà Nam là một cục xương khó gặp, nếu như tập đoàn Châu Báu Bạch Thị muốn hạ gục bọn họ cũng không phải là chuyện dễ dàng. Nếu như hai công ty cùng cạnh tranh để giành thị trường, chỉ cần các tỉnh, thành khác chen ngang vào, đối với tập đoàn Châu Báu Bạch Thị chính là một đòn chí mạng. Sau khi thông qua nghiên cứu của Bạch Xu Tĩnh,
cô phát hiện ra thị trường châu Âu vẫn có không gian phát triển vô cùng lớn, đại đa số châu báu châu Âu không có sự chuyên nghiệp của thành đô. Một năm trước, Bạch Xu Tĩnh đã bỏ ra số tiền 2 tỷ nhân dân tệ để đầu tư vào thị trường châu Âu, đồng thời đạt được hợp tác với gia tộc Robert, gia tộc tài phiệt lâu đời ở châu Âu. Cho đến hiện tại, khoản đầu tư 2 tỷ đã được hoàn tất, nhưng phía bên gia tộc Robert lại phát sinh ra vấn đề, khiến cho Bạch Xu Tĩnh cảm thấy một trận đau đầu. Phải biết rằng, bất kể là sản phẩm của quốc gia nào, chỉ cần xuất khẩu ra nước ngoài, đều sẽ bị người quốc gia đó bài xích, cho nên cần phải có một người đại diện tốt đẹp. Bạch Xu Tĩnh nhìn chúng sức ảnh hưởng của gia tộc Robert tại châu Âu. Đáng nhắc đến chính là, gia tộc Robert tại châu Âu có lịch sử hơn 100 năm ở châu Âu, có bề dày lịch sử, đã trải qua nhiều cuộc chiến tranh thế giới, phát động chiến tranh, khiến cho tài sản của gia tộc thuộc hàng giàu có và quyền lực ở châu Âu. Tộc trưởng gia tộc Robert nhìn thấu tâm tư của Bạch Xu Tĩnh, nên đối với lần hợp tác này cảm thấy vô cùng hứng thú. Hai người đạt thành hiệp ước, gia tộc Robert sẽ làm đại diện cho tập đoàn châu báu Bạch Thị, đồng thời cũng cần chi phí đại diện nhất định. Bạch Xu Tĩnh vui mừng khôn xiết, trực tiếp quyết định chi phí kiếm được sẽ chia đều cho hai bên. Dù sao, gia tộc Robert cũng là gia tộc tài phiệt lâu đời ở châu Âu, với khối tài sản hàng trăm tỷ euro, việc gia đình Robert có thể hợp tác với cô chính là điều vinh dự của Bạch Xu Tĩnh. Ban đầu, hai người chỉ thỏa thuận bằng miệng, vẫn không trực tiếp ký hợp đồng, Bạch Xu Tĩnh vô cùng tin tưởng vào danh dự của gia tộc Robert. Mọi thứ trong kế hoạch của Bạch Xu Tĩnh đều rất tốt, chỉ cần khai phá được thị trường châu Âu, tập đoàn châu báu Bạch Thị chắc chắn sẽ càn quét ngành trang sức tại châu Âu với tốc độ cực nhanh và trở thành con ngựa ô trong giới trang sức. Đến lúc đó, đừng nói tổng giá trị tài sản của tập đoàn châu báu Bạch Thị lên đến con số 10 tỷ nhân dân tệ, dù cho là 5 tỷ nhân dân tệ cũng có khả năng. Ngay sau khi việc triển khai ở châu Âu hoàn thành, tộc trưởng Robert đã bị thay thế, thỏa thuận miệng đạt được trước đó đã không còn hiệu lực, đây không kém gì một thảm họa ập xuống đập Bạch Xu Tĩnh. Số tiền 2 tỷ nhân dân tệ đầu tư tại thị trường châu Âu cũng có thể xem như toàn bộ tiền vốn điều động của tập đoàn châu báu Bạch Thị. Một khi gia tộc Robert không còn hợp tác với cô, vậy thì khoản đầu tư 2 tỷ nhân dân tệ này xem như muối bỏ biển, giống như sét đánh giữa trời quang đối với tập đoàn châu báu Bạch Thị. Số tiền đầu tư 2 tỷ nhân dân tệ không cách nào thu hồi lại được, thị trường thành phố Trung Nguyên bên này quy mô thu hẹp, các nhà kinh doanh trang sức khác nhất định sẽ nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng, tập đoàn châu báu Bạch Thị có nguy cơ đối mặt với vấn đề phá sản. Tộc trưởng gia tộc Robert hiện tại tương đối có thành ý, đối với sự hợp tác này vẫn có hứng thú, nhưng tỷ lệ phân chia lợi nhuận cần phải có thay đổi, hai công ty chia tỷ lệ 4-6, tập đoàn châu báu Bạch Thị chiếm 4 phần, gia tộc Robert lấy 6 phần. Bạch Xu Tĩnh làm sao có thể đồng ý, chia đều lợi nhuận đã là giới hạn của cô, nếu như phân chia 4-6, mặc dù có thể kiếm được tiền, nhưng số tiền kiếm được vẫn không đủ, số tiền đầu tư 2 tỷ cũng không biết khi nào mới có thể thu hồi lại được. Hôm nay chính là ngày bàn bạc cuối cùng giữa Bạch Xu Tĩnh cùng gia tộc Robert, chuyện này đối với Bạch Xu Tĩnh mà nói vô cùng quan trọng. Dưới sự hướng dẫn của thư ký, rất nhiều người da trắng tóc vàng mắt xanh đã đến phòng tổng giám đốc của Bạch Xu Tĩnh. Cô lịch sự nhìn sang người thanh niên nước ngoài nói, Rách tiên sinh, xin chào. Người thanh niên da trắng này mặc đồ Versace, dung mạo anh tuấn, trên tay đeo chiếc đồng hồ Vacheron Constantin, khí chất phi thường, chính là Rách thiếu chủ gia tộc trẻ tuổi gia tộc Robert. Rách lịch sự lên tiếng, xin chào Bạch tiểu thư, hôm nay là lần cuối cùng hai nhà chúng ta bàn bạc, tất cả vấn đề thương lượng sẽ được xử lý bởi ham người đàm phán của tôi. Được thôi, Bạch Xu Tĩnh gật đầu đồng ý. Ham, người đại diện đàm phán gia tộc Robert thâm ý nhìn Bạch Xu Tĩnh nói, sau nhiều lần thương lượng không biết Bạch tiểu thư đã suy nghĩ như thế nào rồi. Sao Ham tiên sinh, tôi đã suy nghĩ kỹ rồi, tỷ lệ 4-6 thì cứ chia theo tỷ lệ 4-6 vậy. Bạch Xu Tĩnh trầm giọng nói. Vừa rồi trong lòng Bạch Xu Tĩnh vô cùng khó khăn đưa ra quyết định, chia 4-6 ít nhất còn có thể giữ được tình trạng không lời cũng không lỗ, đợi đến khi tập đoàn châu báu Bạch Thị có danh tiếng liền không cần tiếp tục hợp tác với gia tộc Robert. Ham, người đại diện đàm phán châm chọc nói, no no no. Bạch tiểu thư, trước khi đến đây chúng tôi đã từng bàn bạc qua, chia lợi nhuận 3-7, các người 3, chúng tôi 7, nếu như Bạch tiểu thư không đồng ý, vậy thì chúng tôi chỉ có thể cùng tập đoàn châu báu ra thế tiến hành hợp tác mà thôi. Bùm! Lời này vừa nói ra giống như một đạo sấm sét đánh thẳng lên đầu Bạch Xu Tĩnh, Bạch Xu Tĩnh nhất thời chết sững tại hiện trường. Phân chia 3-7, đang nói đùa gì chứ? Phân 4-6 cô còn có thể đảm bảo giữ tiền vốn,
nếu phân 37 không phải không kiếm được tiền mà còn phải đền tiền vào hay sao? Nhìn dáng vẻ như nắm chắc phần thắng trong tay của ham người đại diện đàm phán, khuôn mặt tinh xảo của Bạch Du Tĩnh hiện lên nét tuyệt vọng. Không lẽ, tập đoàn châu báu Bạch Thị thật sự phải đối diện với nguy cơ phá sản hay sao? Hơn nữa tập đoàn châu báu gia thế trong lời của ham chính là xí nghiệp trang sức hàng đầu lớn nhất ở tỉnh Hà Nam, đồng thời là đối thủ mạnh nhất của tập đoàn châu báu Bạch Thị của cô. Bạch Du Tĩnh như thế nào cũng không thể ngờ đến được rằng, tập đoàn châu báu gia thế vậy mà lại có thể nham hiểm đến như vậy, vậy mà lại bàn bạc hợp đồng với gia tộc Robert. Nếu như tập đoàn châu báu gia thế hợp tác với gia tộc Robert, thì vị thế của tập đoàn châu báu gia thế trong ngành trang sức trong nước chắc chắn sẽ được nâng lên như diều gặp gió. Tập đoàn trang sức của cô nhất định sẽ bị tập đoàn châu báu gia thế hung hăng chà đạp dưới chân, không có ngày ngẩng đầu lên được. Gia tộc Robert các người như thế nào lại ăn nói nuốt lời chứ? Một năm trước Giang Tổng của chúng tôi cùng tộc trưởng cũ của các người đã thống nhất với nhau, lợi nhuận phân chia 5 năm. Hiện tại Giang Tổng chúng tôi cũng đã đồng ý phân chia 46, hiện tại các người muốn thay đổi thành 37, các người đây là muốn bước chúng tôi vào đường cụt hay sao? Thư ký của Bạch Du Tĩnh không cách nào nhẫn nhịn được liền lên tiếng. Giây phút này, khuôn mặt Bạch Du Tĩnh trắng bệch, sự tuyệt vọng trên khuôn mặt của cô càng ngày càng nồng đậm. Đúng vậy, nếu dựa theo phân chia 37 vậy thì tập đoàn châu báu Bạch Thị tuyệt đối sẽ đối diện với vấn đề phá sản, bọn họ không kiếm được tiền không nói, còn phải đền vào rất nhiều tiền. Sau đó, nếu như không đồng ý vào điều khoản ngang ngược của đối phương sẽ hợp tác cùng đối thủ của mình, không những mắt trắng tiền đầu tư 2 tỷ nhân dân tệ, tập đoàn châu báu Bạch Thị còn sẽ bị tập đoàn châu báu gia thế đẻ bẹp, đây là cục diện mà Bạch Du Tĩnh không muốn nhìn thấy. Chỉ đáng tiếc, lựa chọn cô có thể lựa chọn căn bản không có nhiều. Hiện tại, Bạch Du Tĩnh chỉ có thể lựa chọn mát trắng tiền đầu tư 2 tỷ nhân dân tệ hoặc lựa chọn đồng ý lợi nhuận phân chia 37, giải quyết cục diện căng cứng hiện tại. Tập đoàn châu báu Bạch Thị dù sao cũng tâm huyết nhiều năm của Bạch Du Tĩnh, cô làm sao có thể nhìn tâm huyết của mình đối mặt với viễn cảnh phá sản được chứ? Ham người đại diện đàm phán châm chọc nhìn nữ thư ký nói, thật sự xin lỗi. Một năm trước Bạch Tiểu Thư quả thật đã đạt thành hiệp ước bằng lời nói với lão tộc trưởng, nhưng hiệp ước bằng lời nói không hề có hiệu lực pháp luật, lại nói, hiện tại lão tộc trưởng cũng đã an dưỡng tuổi già, ý của tôi chắc các người cũng hiểu rõ rồi có đúng không? Sao nói thẳng ra chính là gia tộc Robert của chúng tôi chính là gia tộc tài phiệt có lịch sử trên trăm năm tại châu Âu, gia tộc Robert chúng tôi có thể cùng công ty châu báu quy mô nhỏ như các người hợp tác, rõ ràng chính là đã cho các người mặt mũi lớn rồi. Hiện tại, chúng tôi đã lãng phí không ít thời gian tại thành phố Trung Nguyên này, chúng tôi không muốn tiếp tục kéo dài, đồng ý phân chia 37 thì kỳ hiệp ước, nếu như không đồng ý thì xem như tiền đầu tư 2 tỷ nhân dân tệ của các người xem như mắt trắng. Ham cả khuôn mặt kiêu ngạo, giống như một tập đoàn nho nhỏ trị giá vài tỷ nhân dân tệ trong mắt gia tộc Robert không đáng là gì. Bạch Du Tĩnh nắm chặt nắm đấm, trái tim không ngừng rỉ máu. Cô thật không ngờ đến rằng tộc trưởng cũ của gia tộc Robert lại đột nhiên thoái vị. Dẫn đến tập đoàn châu báu Bạch Thị bước vào tình huống tiến thoái lưỡng nan. Sách gia chủ tộc trưởng Robert chậm rãi đứng lên, nếu như Bạch Tiểu Thư đã không có ý định cùng gia tộc Robert chúng tôi hợp tác, vậy thì chúng tôi chỉ đành cùng tập đoàn châu báu gia thế hợp tác. Lời này vừa dứt lời, nhưng Sách cũng không hề có ý rời khỏi, anh chính là muốn nhân cơ hội này áp chế Bạch Du Tĩnh. Đáng nhắc đến chính là, gia tộc Robert gia sản vô cùng nhiều liên quan đến nhiều sản nghiệp khác, chỉ duy nhất chưa vấn thân vào mảng trang sức. Bọn họ đối với lĩnh vực trang sức vô cùng có hứng thú, Bạch Du Tĩnh còn là người thành đô, điều này khiến cho hứng thú của gia tộc Robert càng thêm nồng đậm. Theo như tất cả mọi người đã biết, thành đô chính là quốc gia cổ đại ở phương Đông, danh tiếng trên thị trường quốc tế vô cùng tốt, có rất nhiều quốc gia đều muốn cùng thành đô hợp tác kinh doanh. Ngoại trừ danh tiếng tốt đẹp của thành đô, một điểm khác chính là cùng các xí nghiệp thành đô hợp tác giá thành vô cùng thấp, các xí nghiệp tại đây rất dễ dàng bị chèn ép. Mặc dù cảm thấy vô cùng có hứng thú, nhưng gia tộc Robert càng trở nên táo bạo hơn, muốn nhận lấy càng nhiều lợi nhuận hơn. Nói trắng ra chính là, từ đầu đến cuối gia tộc Robert chưa từng đặt Bạch Du Tĩnh cùng tập đoàn châu báu Bạch Thị vào mắt. Bạch Du Tĩnh dù sao thân phận cũng quá tháp giá, chỉ vài trăm triệu nhân dân tệ nếu đổi thành tiền euro, căn bản không đáng bao nhiêu tiền. Gia tộc Robert của bọn họ dù sao cũng là gia tộc tài phiệt lâu đời giá trị trên trăm tỷ euro. Căn bản không quá màng đến việc hợp tác với các ví nghiệp nhỏ như thế này. Bạch Tiểu Thư, không biết cô đã nghe rõ hay chưa? Sách thiếu gia hiện tại đã mất đi lòng kiên nhẫn, nếu như không phải niệm tình lão tộc trưởng,
chúng tôi cũng sẽ không đến Trung Nguyên chuyến này đâu, nói một câu dứt khoát, lợi nhuận phân 37, các người có đồng ý ký hợp đồng hay không? Ham vênh váo hung hăng nói. Bạch Xu Tĩnh nắm chặt nắm tay, bị chèn ép như thế này, cô thật sự cảm thấy không cam lòng. Nhìn dáng vẻ do dự của Bạch Xu Tĩnh, Rách Triệt để mất đi nhẫn nại, Ham, chúng ta chuẩn bị rời khỏi đây. Bạch tiểu thư, thật ngại quá, chúng tôi quyết định lựa chọn tập đoàn châu báu ra thế. Trước khi rời khỏi đây chúng tôi cảnh cáo cô một câu, khi đàm phán với người châu Âu, điều chúng tôi cấm kỵ nhất là sự thiếu quyết đoán. Ham khinh thường cười một tiếng sau đó xoay người rời khỏi. Trái tim Bạch Dư Tĩnh hung hăng rỉ máu, tiền đầu tư 2 tỷ nhân dân tệ cứ như vậy mà tan thành bọt biển hay sao? Tập đoàn châu báu Bạch Thị thật sự phải đối diện với nguy hiểm phá sản hay sao? Một đám người tóc vàng mắt xanh lần lượt đứng lên, liếc mắt khinh thường nhìn Bạch Du Tĩnh, sau đó bước ra ngoài cửa. Thiếu chủ Rách cười lạnh một tiếng, sau đó xoay người rời khỏi, chính vào giây phút anh ta chuẩn bị xoay người rời khỏi, ánh mắt tình cờ liếc mắt nhìn chiếc nhẫn đen đang nằm trong thùng rác. Đợi đãi! Có chuyện gì sao Rách thiếu gia? Khi nghe thấy âm thanh gấp gáp của Rách, cả đám người Ham liền lần lượt xoay người lại nhìn anh. Thân thể Rách căng cứng, ánh mắt cứng ngắt nhìn về phía chiếc nhẫn màu đen đang nằm im lặng trong thùng rác, giống như nhìn thấy một sự việc không cách nào tin tưởng được. Dần dần, Rách mở trừng mắt, đôi môi há hốc hình chữ O, sắc mặt anh vô cùng thiêng liêng, đoan chính cùng trang trọng. Cả khuôn mặt Bạch Du Tĩnh kinh ngạc nhìn Rách, hoàn toàn không biết vị thiếu chữ gia tộc Robert này rốt cuộc đang suy nghĩ điều gì. Đột nhiên, Rách đùng đoàng một tiếng, quỳ trên mặt đất, đối diện với chiếc thùng rác, ánh mắt điên cuồng, dập đầu 3 cái. Quát, nhìn thấy thiếu chủ của mình vậy mà lại dập đầu với một chiếc thùng rác, cả đám người nước ngoài hoàn toàn ngây ngốc, chết sững. Thân thế Bạch Du Tĩnh cùng nữ thư ký hoàn toàn cứng ngắt, cằm muốn rơi nát xuống đất. Đây là đang làm gì chứ? Rách thiếu chủ gia tộc Robert vậy mà lại quỳ lại một chiếc thùng rác. Khung cảnh này cũng quá cầu huyết đi. Ham tương đương người đàm phán lập tức kinh ngạc thốt lên, thiếu gia Rách, đã xảy ra chuyện gì vậy? Bản thân chính là người đại diện đàm phán của Rách, Ham vô cùng hiểu rõ Rách, dù cho liên quan đến những đơn hàng gái trị lên đến 10 tỷ euro thì cảm xúc thiếu gia Rách cũng sẽ không kích động đến như vậy. Tại sao hiện tại thiếu gia Rách lại quỳ lại một chiếc thùng rác chứ? Đây rõ ràng là chuyện không cách nào tưởng tượng được. Rách thiếu gia, cậu đang làm gì vậy? Bạch Du Tĩnh cũng há hốc miệng kinh ngạc nói. Mặc dù nói rằng đàm phán thất bại, nhưng lễ phép của Bạch Du Tĩnh ít nhất vẫn còn, cô giây phút này hoàn toàn không hiểu rằng Rách sốt cuộc đang muốn làm gì. Rách chậm rãi từ mặt đất bò dậy, thân thể run rẩy, bàn tay phải run rẩy chỉ về hướng chiếc nhẫn đen trong thùng rác. Bạch tiểu thư, không biết có thể cho tôi mượn xem chiếc nhẫn đen đằng kia hay không? Cái gì, chiếc nhẫn màu đen? Lúc này Bạch Du Tĩnh mới sực nhớ đến món đồ Dương Tiêu dùng để đổi lấy Hải Dương chi tâm của mình, sau đó để lại cho cô một chiếc nhẫn màu đen, nói rằng đây là một đổi một. Không lẽ Rách vừa rồi không phải quỳ lạy thùng rác mà là đang quỳ lạy chiếc nhẫn đen kia hay sao? Nghĩ đến đây, Bạch Du Tĩnh nhìn không được hít vào một ngụm khí lạnh, ánh mắt khóa chặt vào chiếc nhẫn màu đen đang nằm trong thùng rác, không lẽ chiếc nhẫn này có chứa bí mật kinh thiên động địa hay sao? Thiếu chủ Rách lại lần nữa run rẩy nói. Bạch tiểu thư, chiếc nhẫn màu đen này có thể cho tôi mượn xem một chút được hay không? Tất nhiên, Bạch Du Tĩnh nhặt chiếc nhẫn màu đen từ trong thùng rác. Bên trong thùng rác cũng không chứa bất kỳ vật kỳ lạ nào cả, nhưng vì lịch sự Bạch Du Tĩnh liền lấy khăn tay lau sạch chiếc nhẫn sau đó đưa đến bên tay Rách. Khi nhận được chiếc nhẫn màu đen, Rách ngay lập tức tỉ mỉ quan sát chiếc nhẫn này, thân thể run rẩy càng thêm lợi hại, giống như phát hiện ra đại lục mới vậy. Oh my god, oh my god. Nhìn chăm chú vào chiếc nhẫn trước mặt, Rách liền phát ra tiếng hét thất thanh. Nhìn dáng vẻ gần như điên cuồng của Rách thiếu gia, Bạch Du Tĩnh đầu óc mù mờ, cô thật sự không nghĩ ra được chiếc nhẫn màu đen này rốt cuộc có điểm gì đặc biệt, có thể khiến cho Rách thiếu chủ gia tộc Robert, gia tộc tài phiệt lâu đời ở châu Âu có thể kích động như vậy. Phải biết rằng, gia tộc Robert chính là một gia tộc đẳng thế gia truyền thừa mấy trăm năm, phú khả địch quốc, những bảo vật bình thường đều không cách nào lọt vào mắt bọn họ. Không lẽ đây chính là một bảo vật hay sao? Không thể nào, tuyệt đối không có khả năng. Trong mắt Bạch Du Tĩnh, Dương Tiêu chính là một tên phế vật không hơn không kém, trên người hắn ta làm sao có thể có một vật báu được chứ? Ham sau khi nhìn rõ hình dáng của chiếc nhẫn màu đen, anh giống như nhớ đến điều gì đó, thất thanh kêu lên một tiếng, oh my god! Thiếu gia, không lẽ đây? Chính là chiếc nhẫn tùy thân của Điện Hạ.
Sách lại một lần nữa tỉ mỉ quan sát, nhìn sang Ham nghiêm túc gật đầu. Ham tương đương người đàm phán nhất thời há hốc miệng, to đến mức có thể nhét đầy vài chiếc màn thầu. Sau khi xác định rõ lai lịch của chiếc nhẫn này, trên khuôn mặt Ham hiện lên nét hối hận, anh quay sang nhìn Bạch Du Tĩnh, Bạch tiểu thư, xin cô tha thứ cho sự vô tri của tôi thật sự không biết rằng cô chính là người bên cạnh điện hạ, tôi đáng chết, tôi ngàn vạn lần đáng chết. Cái gì, tội đáng muôn chết. Bạch Du Tĩnh cùng nữ thư ký nhìn dáng vẻ hối hận của Rách, toàn bộ đều chết lặng. Đặc biệt nhất chính là Bạch Du Tĩnh, trong lòng cô không ngừng dâng lên từng đợt sóng vỗ, khó lòng bình tĩnh được. Rách thiếu chủ gia tộc Robert, gia tộc tài phiệt lâu đời châu Âu vậy mà lại muốn xin sự tha thứ của cô, làm sao có thể? Bạch Du Tĩnh chỉ cảm thấy khung cảnh trước mắt giống như một giấc mộng, bản thân nhất định đang nằm mơ, Rách làm sao có thể chủ động xin lỗi cô được chứ? Sao thiếu gia, ngài chắc chắn đây chính là chiếc nhẫn tùy thân của điện hạ chứ? Ham không chắc chắn hỏi. Rách phẫn nộ nói, ngậm miệng lại, không lẽ tôi còn có thể nhìn lầm tín vật tùy thân của điện hạ hay sao? Ham lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng lại, hắn không dám nhiều lời, chỉ sợ kích động đến Rách. Không thể không nói, mặc dù dòng họ Robert là một dòng họ lớn đã truyền qua hàng trăm năm, nhưng chưa từng có một ngày suy tàn. Nhiều năm trước, gia tộc Robert của họ đã phải trải qua cuộc khủng hoảng khủng khiếp nhất trong lịch sử, bị 6 gia tộc tài phiệt khác ở châu Âu đã gây áp lực lên gia tộc Robert của họ. Chính vào thời điểm gia tộc Robert chuẩn bị đối mặt với thảm cảnh diệt vong, thì một người thanh niên đã xuất hiện. Người thanh niên châu Á tóc đen da vàng, đã dẫn dắt gia tộc Robert của bọn họ tiến công phản kích. Người thanh niên kia thủ đoạn hung hiểm, vô số cao thủ của 6 đại gia tộc tài phiệt kia đều không phải là địch thủ của anh ta, toàn bộ đều bị chính diện hạ gục, mệnh táng hoàng tuyển. Sau đó gia tộc Robert nhân cơ hội chiếm trọn tài sản của 6 gia tộc tài phiệt, sau đó thuận lý thành. Trương trở thành bá vương hoàn toàn xứng đáng trong khu vực châu Âu. Còn tất cả mọi thứ, toàn bộ đều do người thanh niên phương Đông kia ban tặng. Người thanh niên phương Đông kia tay đeo một chiếc nhẫn đen, nhìn thấy nhẫn như nhìn thấy người. Điều đáng tiếc chính là, 5 năm trước gia tộc Robert của bọn họ đã mất liên lạc với người thanh niên phương Đông này, cả gia tộc Robert đã tìm kiếm trên mọi miền đất nước cả 5 năm nay, nhưng không hề phát hiện ra được bóng dáng của người thanh niên phương Đông này. Tín vật tùy thân của điện hạ, Bạch Du Tĩnh càng thêm hoang mang. Dương Tiêu không phải chỉ là một tên phế vật vào ở rẻ đường ra hay sao? Như thế nào chuyển mình liền biến thành điện hạ trong lời nói của thiếu chủ gia tộc Robert được chứ? Đặc biệt vừa rồi thiếu chủ Rách còn quỳ lạy trước chiếc nhẫn kia, đây không phải đang quỳ lạy Dương Tiêu hay sao? Rách cung kính nhìn sang Bạch Du Tĩnh nói, Bạch tiểu thư, to gan dám hỏi một câu, không biết cô có biết chủ nhân của chiếc nhẫn này đang ở đâu hay không? Tôi, Bạch Du Tĩnh đứng người, cô thật sự không biết nên trả lời câu hỏi này của Rách như thế nào. Cũng vì cô không xác định được rốt cuộc thái độ của gia tộc Robert dành cho Dương Tiêu là như thế nào, nếu như, đối với Dương Tiêu không lương thiện, bản thân nếu nói tung tích của Dương Tiêu ra, như vậy không phải vô tình đã hại đến anh ta hay sao? Mặc dù Bạch Du Tĩnh chán ghét Dương Tiêu, nhưng cũng không đến mức trông ngóng Dương Tiêu gặp phải phiền phức. Rách biết câu hỏi của mình có chút đường đột, anh nghiêm túc nói. Bạch tiểu thư, tôi đối với chủ nhân của chiếc nhẫn đen này không hề có địch ý, gia tộc Robert chúng tôi từ trên xuống dưới đều là người hầu của chủ nhân của chiếc nhẫn này, điện hạ có ân lớn với gia tộc Robert chúng tôi, gia tộc Robert chúng tôi cả đời khó quên. Rách có thể hiểu rõ rằng, người thanh niên phương Đông năm đó có thể giúp đỡ gia tộc Robert vươn lên vị trí bá vương trong các gia tộc tài phiệt châu Âu, vậy thì cũng có thể một tay lấy lại hết tất cả. Cái gì? Toàn bộ người trên kẻ dưới của gia tộc Robert đều là người hầu của Dương Tiêu hay sao? Gia tộc Robert, gia tộc tài phiệt lâu đời châu Âu đều là người hầu của một tên phế vật, Bạch Du Tĩnh lúc này nghi ngờ bản thân có phải xuất hiện ảo thính hay không? Thiếu gia Rách, cậu không nhầm lẫn chứ? Dương Tiêu chính là chủ nhân của gia tộc Robert của các người. Bạch Du Tĩnh kính ngạc thốt lên. Khi nghe đến hai chữ Dương Tiêu này, Rách hưng phấn đến mức suýt nhảy chồm người lên, đúng, đúng vậy, đúng vậy. Chủ nhân tên là Dương Tiêu, chính là Dương Tiêu Điện Hạ, Bạch tiểu thư quả nhiên có quen biết với Điện Hạ. Không phải chứ, khuôn mặt xinh đẹp của Bạch Du Tĩnh lập tức căng cứng. Tên phế vật đến ở rễ đường ra vậy mà lại là chủ nhân của gia tộc Robert, gia tộc tài phiệt khắp thế giới hay sao? Bạch Du Tĩnh thật sự suýt té xỉu, cô chỉ cảm thấy kịch bản điện ảnh cũng sẽ không viết như vậy. Không lẽ tên phế vật kia còn có thân phận đặc biệt nào khác, bản thân không hề hay biết hay sao?
nhìn khuôn mặt nghi ngờ của Bạch Du Tĩnh, Sách trịnh trọng nói, Bạch tiểu thư, tôi thật sự nghiêm túc, nếu như cô không tin, tôi hiện tại có thể cùng tập đoàn Châu Báu Bạch Thị ký kết hợp đồng, lợi nhuận 73, chúng tôi 3, tập đoàn của cô hưởng 7 phần. Soạt. Nghe thấy những lời này của Rách, Bạch Du Tĩnh nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, trong lòng càng nổi lên từng đợt sóng. Tập đoàn Châu Báu Bạch Thị 7 phần, gia tộc Robert 3 phần. Sự chuyển biến này diễn ra quá nhanh, Bạch Du Tĩnh thật sự suýt ngất xỉu. Bạch Du Tĩnh tỉ mỉ quan sát Rách một phen, khi nhìn thấy khuôn mặt hy vọng cũng như thần sắc chờ đợi của anh ta, Bạch Du Tĩnh liền biết rằng thiếu chủ Rách không hề có ý nói đùa với mình. Không lẽ tên phế vật Dương Tiêu kia thật sự chính là chủ nhân trong lời nói của gia tộc Robert? Không lẽ toàn bộ từ trên xuống dưới của gia tộc Robert đều là người làm của Dương Tiêu? Chuyện này làm sao có thể được chứ? Tên đàn ông kia không phải chỉ là một tên vô dụng chuyên ăn bám hay sao? Hạnh phúc đến quá nhanh, khiến cho Bạch Du Tĩnh có chút không để phòng kịp. Thiếu chủ Rách, cậu xác định bản thân không nói đùa chứ? Bạch Du Tĩnh lại một lần nữa dò hỏi. Thần sắc của cô vô cùng xúc động, hoàn toàn không dám tin tưởng những chuyện đang diễn ra trước mắt. Vừa rồi gia tộc Robert còn muốn cùng cô phân chia 7. 3. Hiện tại chớp mắt chuyển thành tập đoàn của cô hưởng 7 phần, gia tộc Robert chỉ nhận 3 phần, sự xoay chuyển này cũng quá nhanh rồi, khiến người khác khó lòng tin tưởng được. Rách sắc mặt nghiêm túc nói, Bạch tiểu thư, xin vui lòng chờ một lát. Vừa nói, Rách liền lấy điện thoại gọi đến một số điện thoại. Trong điện thoại vang lên một giọng nói già nua, người đàn ông giọng nói già nua kia khi nghe thấy chiếc nhẫn đen lại một lần nữa xuất hiện, càng thêm kích động. Không lâu sau, trong khi Bạch Du Tĩnh còn đang thấp thỏm không yên, thì Rách đã ngắt điện thoại, nghiêm túc nói, Bạch tiểu thư, tôi đã liên lạc với tộc trưởng tiền nhiệm trước đây, chỉ cần Bạch tiểu thư không để ý, gia tộc Robert chúng tôi tình nguyện làm đại diện miễn phí cho cô, không nhận bất kỳ chi phí nào. Cái gì? Đại diện miễn phí? Không thu bất kỳ chi phí nào. Lời này vừa nói ra, đôi mắt xinh đẹp của Bạch Du Tĩnh lập tức trở nên đờ đẫn, thân thể kiều diễm lập tức hóa thạch. Chính vào giây phút này, chấn động trong lòng Bạch Du Tĩnh gần như không có từ ngữ nào có thể diễn tả được, cô chỉ cảm giác đây như một giấc mơ, chìm đắm trong giấc mộng đẹp này, cô thật sự không muốn tỉnh lại. Một năm trước khi tiến hành triển khai chiến lược ở châu Âu vào một năm trước, Bạch Du Tĩnh đã nghe nói rằng gia tộc Robert hiếm khi đứng ra đại diện bất kỳ sản phẩm nào. Cho dù hợp tác với các nhà tài phiệt khác, ít nhất cũng phải phân chia 50-50. Không nghĩ đến giây phút này Rách lại nói với bản thân cô rằng gia tộc Robert đồng ý đại diện miễn phí. Cũng vì vậy, giây phút này mặt hồ tĩnh lặng trong lòng Bạch Du Tĩnh không ngừng dậy sóng muôn trường. Bạch Du Tĩnh nhìn Rách, Rách thiếu gia, gia tộc Robert thật sự đồng ý đại diện miễn phí cho tập đoàn Châu Báu Bạch Thị. Bạch tiểu thư, cô không nghe làm đâu. Gia tộc Robert chúng tôi có thể làm đại diện cho tập đoàn Châu Báu Bạch Thị chính là vinh dự của chúng tôi, có thể giúp sức cho Bạch tiểu thư, chính là phúc phận vô cùng to lớn của gia tộc Robert. Rách thân sĩ nói, vinh dự, phúc phận. Nghe đến những điều này, đôi môi gợi cảm của Bạch Du Tĩnh gần như hóa thành chữ O. Cũng vì muốn Bạch Du Tĩnh có thể tin tưởng tất cả những chuyện này là sự thật, Rách liền nhìn sang Ham, người đàm phán của mình, nhanh chóng chuẩn bị hợp đồng. Sao đã hiểu? Ham dùng tốc độ nhanh nhất để in bản hợp đồng đại diện hai bên. Cầm trên tay bản hợp đồng, Rách lập tức lấy ra dấu mộc của gia tộc Robert đóng dấu trên mục chữ ký, sau đó cung kính đưa đến trước mặt Bạch Du Tĩnh. Bạch tiểu thư, hợp đồng tôi đã đóng dấu xong, sau đây chắc cô cũng tin rằng những chuyện này đều không phải là mơ có đúng không? Cảm ơn, Rách thiếu gia, cảm giác sự tin tưởng của gia tộc Robert dành cho tôi. Bạch Du Tĩnh run rẩy hai tay nhận lấy bản hợp đồng đại diện kia. Nhìn chằm chằm vào bản hợp đồng trên tay, Bạch Du Tĩnh chỉ cảm thấy tất cả mọi chuyện đều như một giấc mơ. Công ty mình vừa rồi còn phải đối diện với nguy cơ phá sản, hiện tại cục diện nguy hiểm vừa rồi lại nhờ vào một chiếc nhẫn đen mà được hóa giải, cảm giác này quả thật không kém gì với cảm giác rơi từ trên thần đàn xuống sau đó từ vực núi sâu thăm thẳm leo lên đỉnh cao. Điều này khiến cho cảm xúc trong lòng Bai Yuzing không ngừng lẫn lộn. Cô thật sự không ngờ đến rằng người giải cứu công ty mình vậy mà lại là một tên phế vật. Là một tên phế vật nổi danh tại thành phố Trung Nguyên. Đắc nhìn thời gian, sau đó nhìn sang Bạch Du Tĩnh nói, Bạch tiểu thư, chúng tôi trưa nay có chuyến bay, hiện tại phải rời khỏi, trước khi rời khỏi đây, tôi đại diện cho gia tộc Robert muốn van cầu giúp đỡ một chuyện. Rách thiếu gia anh cũng khách khí quá rồi, có chuyện gì cứ trực tiếp nói ra đừng ngại. Bạch Du Tĩnh nhanh chóng khôi phục tinh thần. Rách thần sắc nghiêm túc nói,
làm phiền Bạch tiểu thư chuyển lời đến chủ nhân của chiếc nhẫn đen này, gia tộc Robert vĩnh viễn là người hầu trung thành nhất của điện hạ, toàn thể gia tộc Robert đều mong chờ điện hạ tái soát. Vừa rồi Jack cùng lão tộc trưởng đã bàn bạc với nhau, lão tộc trưởng nói cho anh biết rằng hiện tại Dương Tiêu có lẽ đang chấp hành nhiệm vụ bí mật ở thành phố này, không được kinh động đến. Cũng vì vậy, Jack không hề miễn cưỡng muốn biết địa chỉ chỗ ở hiện tại của Dương Tiêu, nhằm tránh kinh động đến anh. Ông trời ơi, nghe thấy câu nói này của Jack, trong lòng Bạch Xu Tĩnh lại lần nữa dâng lên từng đợt sóng kích động. Cô thật sự khó lòng tin tưởng được, gia tộc Robert vậy mà lại là người hầu của Dương Tiêu. Người đàn ông này rốt cuộc đã làm như thế nào? Trong mắt của cô, gia tộc Robert chính là gia tộc tài phiệt cấp thế giới, cao không với đến, còn Dương Tiêu chỉ là một tên phế vật ở rẻ mà thôi, hai người này như thế nào cũng không có chút dính líu gì với nhau. Jack nhìn sang Bạch Xu Tĩnh cúi người nói, Bạch tiểu thư, chuyện này nhất định phải truyền đạt đến điện hạ. Jack thiếu gia xin cứ yên tâm, đợi lần sau khi gặp Dương Tiêu, tôi nhất định sẽ mang những lời này nói với anh ta. Bạch Xu Tĩnh trịnh trọng nói. Ánh mắt Jack nhìn Bạch Xu Tĩnh tràn ngập sự cảm kích, sau đó anh ta liền dẫn theo một đám người rời khỏi tập đoàn châu báu Bạch Thị. Sau khi tất cả những người gia tộc Robert đều rời khỏi, Bạch Xu Tĩnh lúc này mới nhìn sang chiếc nhẫn đặt trên bàn, tinh thần có chút hoảng hốt. Cô nhớ lại khung cảnh khi Dương Tiêu nói ra một vật đổi một vật, cô lúc đó còn khinh thường đem vứt chiếc nhẫn đen này vào thùng rác. Điều khiến Bạch Xu Tĩnh mở rộng tầm mắt chính là, đây đâu phải gọi là một vật đổi một vật chứ, đây rõ ràng chính là một vật đổi một mạng. Nếu như không có chiếc nhẫn đen này của Dương Tiêu, có lẽ tập đoàn châu báu Bạch Thị thật sự sẽ phải phá sản. Nữ thư ký nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn đen, há hốc miệng nói, Bạch Tổng, chiếc nhẫn này thật sự là đồ vật của tên phế vật Dương Tiêu con dễ đường ra hay sao? Hắn không phải là tên phế vật nổi danh hay sao? Như thế nào lại thành chủ nhân của gia tộc Robert, gia tộc tài phiệt cấp thế giới chứ? Tôi cũng rất muốn biết đáp án. Bạch Xu Tĩnh thần sắc phức tạp, thấp giọng nói. Lúc này, trong lòng Bạch Xu Tĩnh không cách nào bình tĩnh được, giống như một hòn đá rơi vào giữa mặt hồ, không ngừng dậy sóng. Dương Tiêu hoàn toàn không biết rằng, sự xuất hiện của chiếc nhẫn đen mà Dương Tiêu để lại trong vô hình đã giúp Bạch Xu Tĩnh hóa giải nguy hiểm phá sản của công ty. Thời gian thấm thoát trôi qua, chớp mắt đã đến sáng sớm ngày thứ 6. Dương Tiêu từ sáng sớm đã thức dậy rời khỏi giường chuẩn bị bữa sáng. Những ngày này, thái độ của Đường Kiến Quốc cùng Triệu Cầm vẫn chán ghét như trước đây, còn Đường Mộc Tuyết vẫn không hề để ý đến Dương Tiêu. Dương Tiêu những ngày này đều ngủ trên ghế sofa, trong lòng anh vẫn luôn nghĩ đến chuyện du lịch tập thể ở Tây Song Bản Nạp, cũng vì vậy tâm trạng hai ngày này cũng không tệ. Anh nắm chắc 10 phần, chỉ cần đợi đến ngày sinh nhật của Đường Mộc Tuyết, nhất định sẽ có thể làm sáng tỏ mọi chuyện. Đến lúc đó Đường Mộc Tuyết nhất định sẽ tha thứ cho anh. Nhìn Dương Tiêu đã làm xong bữa sáng đang dọn dẹp vệ sinh trong nhà bếp, Đường Kiến Quốc thấp giọng nói, Cầm Cầm, bà nói xem tên Dương Tiêu này có phải đã biết bản thân mình làm sai hay không, chuẩn bị lãng tử quay đầu. Lãng tử quay đầu, hừ, Đường Kiến Quốc, tôi nói cho ông biết, chó không đổi tính ăn phân, hiện tại những gì tên phế vật này làm đều là giả, loại đàn ông như thế này không thể tha thứ được. Cứ chờ mà xem, chỉ trôi qua vài ngày tên phế vật này nhất định sẽ lộ diện nguyên hình. Triệu Cầm liếc mắt khinh thường nhìn Dương Tiêu. Đường Kiến Quốc bối rối nói, nếu nói như vậy, vậy thì tên Dương Tiêu này tại sao lại vẫn còn ở nhà chứ? Nhất định là không có cơm ăn, tên phế vật này chính là một miếng keo da chó, cứ ở lì trong nhà chúng ta không chịu rời đi, hắn ta nếu như dám lười biếng ở nhà chúng ta, vậy thì ra ngoài ăn gì uống gì? Không phải là phải chết đói ngoài đường hay sao? Cũng không biết Mộc Tuyết đang suy nghĩ gì, tại sao vẫn không ly hôn với tên phế vật này. Triệu Cầm phẫn nộ bắt bình nói. Từ khi bị người con gái áo đen tát vào mặt, Triệu Cầm liền đem tất cả phẫn nộ trong lòng đẩy hết lên người Dương Tiêu. Hôm nay là ngày du lịch tập thể, Đường Mộc Tuyết thu dọn chút đồ đạc, đến bữa sáng cũng không ăn liền lập tức. Đến trước cổng công ty tập hợp. Những ngày này, Đường Mộc Tuyết đem toàn bộ lực chú ý đều tập trung vào công việc mới có thể hóa giải nỗi đau trong lòng cô. Trùng hợp với thời gian tổ chức du lịch tập thể, Đường Mộc Tuyết cũng muốn ra ngoài khuây khỏa tinh thần. Khi nhìn thấy Đường Mộc Tuyết đã rời khỏi nhà, Dương Tiêu lập tức lái xe đuổi theo. Giây phút này, Đường Hạo cùng Đường Dĩnh cũng mới đi chơi bên ngoài trở về, trước cổng tập đoàn y dược Đường Nhân lúc này đang đậu hai chiếc xe bus, được chuẩn bị dành riêng cho con cháu Đường gia trong buổi đi chơi tập thể này. Đường Hạo từ phía xa đã nhìn thấy Dương Tiêu đang đi theo phía sau Đường Mộc Tuyết.
hai tay khoanh tay trước ngực cười châm chọc nói, ai yêu. Dương Tiêu, anh đúng là sống không biết xấu hổ. Anh gây ra chuyện có lỗi với Đường Mộc Tuyết, vậy mà bây giờ vẫn bám theo sau cô ta hay sao? Muốn nhận được sự tha thứ của Mộc Tuyết hay sao? Tôi nói cho anh biết, không có cửa đâu. Không sai, hôm nay là buổi du lịch tập thể của tập đoàn chúng tôi, trong danh sách không có tên anh có thể cút đi rồi. Đường Dĩnh khít mũi khinh thường nói. Cả đám người dòng chính Đường ra đều bật cười khinh thường, ánh mắt nhìn Dương Tiêu tràn ngập sự châm chọc, giống như đang nhìn một con chó. Chuyện Dương Tiêu phong hoa tuyết nguyệt ở bên ngoài sớm đã được lan truyền khắp nội bộ, khiến cho cả đám người nhà dòng chính Đường ra cười châm chọc không ngừng. Dương Tiêu nhìn Đường Hạo lạnh giọng nói, như thế nào? Hai ngày nay đi ra ngoài một chuyến nên đắc ý không thôi à? Lần trước bị đánh vẫn chưa đủ thê thảm hay sao? Anh, nghĩ đến lần trước bị Dương Tiêu hung hăng đánh một trận, Đường Hạo nhất thời phẫn nộ bừng bừng chỉ thẳng vào mũi Dương Tiêu. Nhắc đến những chuyện này, trong lòng Đường Mộc Tuyết càng thêm khổ sở, cô nắm chặt bàn tay, nhìn sang Dương Tiêu, thái độ kiên quyết nói, anh quay trở về đi, em chỉ muốn đi khuây khỏa tâm trạng, những ngày này em không muốn gặp An Hy. Mộc Tuyết, nhìn thấy trên khuôn mặt đầy nét lạnh lùng xa cách người khác, Dương Tiêu nhìn không được hoảng hốt. Nếu như bản thân không đi đến Tây Song Bản Nạp, vậy thì những thứ bản thân anh đã chuẩn bị không phải không cách nào diễn ra hay sao? Đường Mộc Tuyết nhìn Dương Tiêu lạnh lùng lên tiếng, em muốn anh trở về, em muốn yên tĩnh, anh quay về đi. Vừa dứt lời, Đường Mộc Tuyết liền vô tình lạnh lùng bước lên xe bus, căn bản không để ý đến Dương Tiêu. Ha 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 ha, có nghe thấy không Dương Tiêu, còn không nhanh chóng cút trở về, cứ đứng trước cổng công ty chỉ khiến người khác chán ghét mà thôi. Đường Hạo khinh thường nói. Đường Dĩnh phụ họa thêm, đúng vậy, dám đi lăng nhăng bên ngoài, anh tính đem mặt mũi của Đường ra chúng tôi để ở đâu chứ? Còn muốn cùng đi du lịch, cũng không đi tiểu để tự soi gương lấy mình, anh cũng có tư cách đó sao? Tôi cảm thấy xấu hổ cho anh. Đường Hạo cùng Đường Dĩnh sau khi châm chọc liền lần lượt bước lên xe bus. Sau khi hai anh em Đường ra bước lên xe, chiếc xe bus liền chậm rãi khởi động, xuất phát đến tuyến đường cao tốc Trung Nguyên. Khi bước lên xe, Đường Hạo liếc mắt về phía Dương Tiêu châm chọc nói, Dĩnh Dĩnh, em xem hắn ta đứng trên mặt đất thật sự rất giống với một con chó. Sao đúng vậy, chính là một con chó điên chỉ biết cắn người, đánh chết cũng không uổng. Đường Dĩnh nhìn Dương Tiêu ghét cay ghét đắng nói. Nghe những lời này của Đường Hạo cùng Đường Dĩnh, trong lòng Đường Mộc Tuyết không còn chút tư vị nào, trong lòng cô lúc này có chút hối hận, cô ý thức được những lời bản thân vừa nói có hung dữ, bản thân trước mặt Đường Hạo cùng Đường Dĩnh nói những lời như vậy. Nhất định đã tổn thương đến lòng tự tôn của Dương Tiêu. Lúc này, khóe mắt Đường Mộc Tuyết thám đẫm nước mắt, những lời cô vừa nói đều là những lời lúc tức giận, căn bản đã vô ý làm tổn thương đến Dương Tiêu. Nếu như không có Dương Tiêu, chuyến du lịch này của cô căn bản không được gọi là du lịch, dù cho đi đến Tây Song Bản Nạp, cũng không có bất kỳ ý nghĩa nào cả. Giây phút này, Đường Mộc Tuyết liền nhớ lại những lời hứa trước đây của Dương Tiêu dành cho mình. Dương Tiêu đã từng hứa sau này khi đến Tây Song Bản Nạp sẽ mua cho cô một biển hoa tuyệt đẹp. Cô yêu thích hoa hồng của Tây Song Bản Nạp, đã từng có lúc, Đường Mộc Tuyết cũng vô cùng hy vọng ngày này sẽ đến. Nếu như hiện tại xảy ra chuyện như thế này, e rằng tất cả chỉ là những điều xa xôi không chút hy vọng. Đôi mắt xinh đẹp của Đường Mộc Tuyết liền có chút gợn sóng, Dương Tiêu, những gì anh nói đều có thể làm được hay sao? Nhìn theo chiếc xe bus dần dần biến mất trong tầm mắt của mình. Dương Tiêu thầm thở dài một tiếng, anh gãi đầu, không biết bước tiếp theo nên hành động như thế nào. Nếu như bản thân cùng theo đến Tây Song Bản Nạp, Đường Mộc Tuyết sau khi biết được có nảy sinh sự phản cảm với mình hay không? Dương Tiêu thật sự không muốn phá vỡ tâm trạng của Đường Mộc Tuyết. Có điều, Dương Tiêu rất nhanh liền nghĩ đến lời giáo huấn trước đây của Đường Mộc Tuyết dành cho mình. Con gái đều là những người miệng giao gặp nhưng trái tim mềm yếu, thích nhất là nói những lời trái lòng. Bình thường nói không muốn để ý đến bạn, chính là đang ngầm ra hiệu đến bạn, bọn họ đang tức giận, nhanh đến dỗ dành. Mộc Tuyết, rất xin lỗi, bất kể như thế nào, chuyến du lịch Tây Song Nạp Bản này anh nhất định sẽ tham gia, bất kể em có trách anh hay không. Dương Tiêu nắm chặt tay, sau đó bước lên chiếc xe Maserati, xuất phát hướng về phía đường cao tốc. Mọi thứ đều đã được chuẩn bị, chỉ còn thiếu gió đông. Khoảng cách với sinh nhật Đường Mộc Tuyết chỉ còn 2 ngày. Bản thân nhất định phải nắm chắc cơ hội tranh giành sự tha thứ từ Đường Mộc Tuyết. Từ thành phố Trung Nguyên đến Tây Song Bản Nạp là hành trình rất dài, Dương Tiêu lái chiếc xe Maserati, tốc độ tất nhiên so với chiếc xe bus tất nhiên phải nhanh hơn nhiều.
Khi đến Tây Song Bản Nạp đã là 5 giờ 30, Dương Tiêu nghe ngóng được khách sạn lần này chính là khách sạn Shangri-La, Dương Tiêu liền dừng xe chờ đợi trước cổng khách sạn. Chiếc xe bus đến cổng khách sạn vào khoảng trạng vạng 7 giờ tối, sau khi dừng xe, cả đám người Đường Gia ỉu xìu từ trên xe bus bước xuống. Ngồi cả ngày trên xe, cả đám người toàn thân đều cảm thấy khó chịu. Đường Hạo vừa bước xuống xe liền nhìn thấy Dương Tiêu lúc này đã dừng xe trước cổng khách sạn Shangri-La, hắn cho rằng bản thân hoa mắt, liền vội vàng lau hai mắt, Đường Hạo kinh ngạc nói, mẹ nó. Dương Tiêu, anh thật là âm hồn bất tán, hành trình xa như vậy, vậy mà anh vẫn đến đây. Khi nhìn thấy Dương Tiêu, trong lòng Đường Mộc Tuyết liền dâng lên chú ý vui mừng, nhưng sự vui mừng này của cô cũng chỉ thoáng qua mà thôi. Những ngày gần đây, Đường Mộc Tuyết cũng phát hiện được bản thân trong vô hình đã tha thứ cho Dương Tiêu, nhưng lại không hề tha thứ cho chuyện xảy ra vào ngày đó. Đúng vậy, Đường Mộc Tuyết tha thứ cho Dương Tiêu, dù sao Dương Tiêu đã làm nhiều chuyện cảm động dành cho cô, chỉ là hình ảnh Dương Tiêu bị một người con gái mặc trang phục công sở đè dưới thân tại Xuân Thượng Nhân Gian khiến cô không cách nào lãng quên được. Mộc Tuyết, Dương Tiêu vội vàng đưa đến trước mặt ly nước chanh mà cô thích uống nhất. Đường Mộc Tuyết cả khuôn mặt lạnh lùng, không nói bất kỳ điều nào, trực tiếp lách mình ra khỏi Dương Tiêu, sau đó bước vào bên trong khách sạn Shangri-La. Đường Dĩnh châm chọc nói, đúng là một con chó tốt, đường xa như vậy cũng có thể đến đây, nhưng thật đáng tiếc, anh như vậy chỉ là lấy mặt nóng áp vào mông lạnh mà thôi. Chậc chậc, khinh thường cười một tiếng, cả đám người dòng chính Đường ra, kẻ nào cũng mang khuôn mặt châm chọc lần lượt không để ý đến Dương Tiêu liền bước vào trong khách sạn. Giống như Dương Tiêu chính là một trò đùa, một tên hề dạp xiếc, căn bản không có chút cảm giác tồn tại nào cả. Dương Tiêu sờ mũi, cũng không hề cảm thấy chán nản, cục diện như thế này cũng nằm trong dự tính của anh. Đường Mộc Tuyết là một người ngoài lạnh trong nóng, chỉ cần cô không đánh đuổi anh, Dương Tiêu đã cảm thấy rất thỏa mãn rồi. Hừ, anh nói cái gì, đặt trước đã bị hủy rồi sao? Dương Tiêu vừa bước vào khách sạn Shangri-La liền nghe thấy tiếng hét thất thanh của Đường Hạo. Giám đốc sảnh vội vàng bước lên trước giải thích, xin chào Đường tiên sinh, lịch đặt trước của các người quả thật đã bị hủy, thật sự vô cùng xin lỗi, chúng tôi tình nguyện thanh toán gấp đôi tiền đặt cọc cho ngài. Cái gì, hủy, chúng tôi không hề hủy lịch, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đường Hạo nhíu mày nói. Hai người trước đây hắn cùng Đường Dĩnh đã đến Tây Song Bản Nạp du lịch, cuối cùng quyết định tổ chức du lịch công ty tại Tây Song Bản Nạp, hai ngày trước đây Đường Hạo đã đóng trước tiền đặt cọc. Ai biết rằng hôm nay tất cả mọi người đến đây, nhân viên nơi này vậy mà lại rằng lịch hẹn của hắn đã bị hủy, đây là đang nói đùa gì chứ? Bọn họ đã ngồi xe cả ngày hôm nay, toàn thân đều cảm thấy mệt mỏi, giây phút này chỉ muốn tắm rửa, ăn chút thức ăn sau đó nghỉ ngơi sớm. Nhưng ai có thể ngờ rằng lại xảy ra chuyện như thế này chứ? Hơn nữa, Đường gia của bọn họ dù sao cũng là gia tộc hạng hai tại thành phố Trung Nguyên, bọn họ tất nhiên có sự kiêu ngạo của bản thân. Trước khi đặt hẹn khách sạn Đường Hạo cùng Đường Dĩnh cũng đã dò hỏi các khách sạn khác đều đã có người đặt trước, chỉ còn lại khách sạn Shangri-La vẫn còn phòng trống. Nếu như lúc này không làm thủ tục nhận phòng cho bọn họ, không lẽ hơn 100 người bọn họ đều phải ngủ ngoài đầu đường xó chợ hay sao? Giám đốc sảnh khuôn mặt hối lỗi nói, thật ngại quá Đường tiên sinh, chiều hôm nay Ngô Tả thiếu gia Ngô gia Tây Song Bản Nạp đã đến đây đặt phòng, Ngô gia là sự tồn tại mà chúng tôi không thể đắc tội được. Phòng khách sạn chỉ có thể để cho Ngô ra, chúng tôi không kịp thời thông báo. Đến cho, Đường tiên sinh, thật xin lỗi. Phòng khách sạn đã bị người khác cướp rồi. Cả đám người Đường ra sắc mặt vô cùng khó coi. Đường Dĩnh tức giận nói, khách sạn các người làm sao? Có thể làm ăn như vậy được, có tin chúng tôi khiếu nại các người hay không? Lời này khiến cho giám đốc sảnh cũng không kiên nhẫn nói, các người muốn khiếu nại thì cứ đi mà khiếu nại. Ngô gia chính là gia tộc hạng nhất tại Tây Song Bản Nạp, dù cho các người có đi khiếu nại, Ngô Tả Ngô thiếu cũng sẽ đứng chống lưng cho chúng tôi. Nhìn dáng vẻ hống hách của giám đốc sảnh, cả đám người dòng chính Đường ra đưa mắt nhìn nhau, từ trong ánh mắt của đối phương có thể nhìn ra được sự kiêng nể mạnh mẽ. Đường ra bọn họ là gia tộc hạng hai tại thành phố Trung Nguyên, còn Ngô gia dù sao cũng là gia tộc hạng nhất ở nơi này, nếu như đắc tội đến Ngô gia, bọn họ nhất định sẽ không có trái ngọt. Đường Hạo cùng Đường Dĩnh liếc mắt nhìn nhau, trên khuôn mặt tràn ngập nét đau khổ. Bọn họ chỉ dám hống hách trên chính địa bàn của mình, còn ở bên ngoài thì ngược lại không dám, nếu như chọc giận Ngô gia, nếu như Ngô gia tìm người thu thập bọn họ, vậy thì chuyện này cũng khá ngượng ngùng. Đường Mộc Tuyết nhíu mày, cô cũng không ngờ đến chuyện này lại xảy ra những chuyện như vậy.
nhìn thấy cả đám người đến dám cũng không dám thả, trên khuôn mặt giám đốc sảnh tràn ngập sự khinh thường. Rõ ràng cũng chỉ là một đám người cùng khác đến, thì tính là gì chứ? Các người làm như vậy có chút không phù hợp với quy định khách sạn đâu. Chính vào lúc đám người Đường ra tiền thoái lưỡng nan, một âm thanh khó chịu vang lên. Chỉ nhìn thấy Dương Tiêu bước lên trên một bước, sắc mặt nghiêm túc cùng giám đốc sảnh đối mắt nhìn nhau. Dương Tiêu vốn dĩ không muốn ra mặt, nhưng anh chú ý đến Đường Mộc Tuyết đang vô cùng mệt mỏi, hiện tại bảo Đường Mộc Tuyết cùng anh rời khỏi đây nhất định là chuyện không thể nào, cũng vì để cho cô được sớm nghỉ ngơi, Dương Tiêu không thể không ra mặt. Đường Hạo trừng mắt, tức giận hét lên, Dương Tiêu, mẹ nó đầu óc anh đang có bệnh hay sao? Không nghe khách sạn này đã được Ngô Thiếu Ngô Tà đặt trước hay sao? Anh dự định hại chết cả đám người chúng tôi hay sao? Đúng vậy, Dương Tiêu, tôi chính là biết anh bước lên không có lòng tốt gì cả. Đường Dĩnh phẫn nộ nói. Ngô gia dù sao cũng là gia tộc hạng nhất bản địa, Dương Tiêu quá khích như vậy, nếu như để Ngô gia biết được, Ngô gia nhất định sẽ khiến đám người bọn họ phải trả giá. Nơi này không phải là thành phố Trung Nguyên, mà là Tây. Song bản nạp. Nhưng ở nơi này, phép vua thua lệ làng, dù cho anh là rồng hay hổ cũng phải nằm bò ra. Ánh mắt cả đám người dòng chính Đường ra khi nhìn Dương Tiêu tràn ngập sự căm ghét, giống như Dương Tiêu chính là đang có ý làm bọn họ mật mặt. Giám đốc sảnh liếc mắt đánh giá Dương Tiêu, khinh thường nói, tiểu tử này, cậu có phải cùng một bọn với đám người này hay không? Những lời tôi vừa nói đã rất rõ ràng rồi. Phòng khách sạn đã được Ngô Tà Thiếu ra đặt trước, nói trước cho các cậu biết, tính cách Ngô Thiếu cũng không có tốt đẹp gì đâu, vẫn khuyên những người vùng khác như các cậu đừng gây chuyện. Nghe thấy thái độ nói chuyện kiêu ngạo của giám đốc sảnh, không ít người Đường ra đều sợ đến mức rút đầu vào cô, bọn họ không dám ở bên ngoài gây chuyện. Đúng vậy, bọn họ chính là những kẻ vùng ngoài, có rất nhiều người khi đến thành phố khác đều sẽ bị người bản địa ức hiếp. Phép vua thua lệ làng, huống hồ bọn họ cũng không phải là vua. Chỉ là một gia tộc hạng hai ở thành phố Trung Nguyên mà thôi. Còn Ngô gia chính là gia tộc hào môn hạng nhất tại khu vực Tây Song bản nạp này, thực lực so với Đường gia bọn họ chỉ hơn không kém. Nếu như kích động đến Ngô gia nếu như gây khó dễ cho bọn họ vậy thì chỉ có ngượng ngùng mà thôi. Dương Tiêu, anh tốt nhất ngậm miệng lại cho tôi. Giám đốc sảnh này, tiền cọc chúng tôi không cần, hiện tại chúng tôi lập tức rời khỏi đây. Cả khuôn mặt Đường Hạo hiện lên vẻ nịnh hót. Đêm nay bọn họ dù cho phải ngủ trên xe bus, cũng không thể đắc tội với gia tộc thổ hào này được. Nhìn khuôn mặt e dè của Đường Hạo, giám đốc sảnh càng thêm khinh thường, một đám nhà quê từ vùng khác đến chỉ vừa hù dọa đôi ba câu liền sợ hãi, đúng là vô dụng. Đường Dĩnh liên tục gật đầu, đúng đúng đúng, chúng tôi lập tức rời khỏi đây. Dương Tiêu đứng bất động, nhìn sang giám đốc sảnh chất vấn hỏi, bất cứ chuyện gì cũng cần phải xét đến kẻ trước người sau, khách sạn là do chúng tôi đặt hẹn trước. Các người tự ý hủy lịch đặt trước, cũng không ngay lập tức liên hệ với chúng tôi, chuyện này có phải quá không thích hợp hay không? Không thích hợp, tiểu tử này, cậu đến đây làm trò hề hay? Sao, có biết nơi này là nơi nào không? Dương Tiêu vừa rút lời, một chàng cười châm chọc vang lên. Tiếp theo đó, một người đàn ông trẻ tuổi mặc trang phục của nhà thiết kế Armani và chiếc đồng hồ Rolex trên tay dẫn đầu một nhóm vệ sĩ bước đến. Người này chính là Ngô Tà. Ngô Thiếu của gia tộc Ngô gia tại Tây Song bản nạp chiều hôm nay bạn của Ngô Tà gọi điện thoại cho anh dự tính muốn đến Tây Song bản nạp du lịch, Ngô Tà lập tức đến khách sạn Shangri-La đặt phòng trước. Sau khi biết được có rất nhiều gian phòng đã được một người thành phố Trung Nguyên tên là Đường Hạo đặt phòng trước, Ngô Tà khinh thường, lập tức gây sức ép với giám đốc sảnh. Giám đốc sảnh làm sao có gan đắc tội với Ngô Tà, lập tức thay đổi lịch đặt hẹn. Giám đốc sảnh khi nhìn thấy Ngô Tà bước đến, vui mừng khắp khởi bước lên trước. Ngô Thiếu, ngày cuối cùng cũng đã đến rồi, cả đám người này không biết tốt xấu, bọn họ muốn lấy lại phòng. Tôi đã thể hiện rõ thái độ, nhưng bọn họ ngược lại không ngừng ép người, ngài xem không bằng đích thân Ngô Thiếu ngài ra mặt giải quyết. Ngô Tà gật đầu, liếc mắt nhìn đám người Đường ra, cảm nhận được cơn tức giận trên người Ngô Tà, cả đám người dòng chính Đường ra không rét mà run. Các người ai là Đường Hạo? Ngô Tà chất phần. Dưới khí thế to lớn của Ngô Tà. Đường Hạo sợ đến mức toàn thân run rẩy, vội vàng nói, Ngô Thiếu, tôi chính là Đường Hạo, chuyện là như thế này, phòng khách sạn chúng tôi không cần nữa, chúng tôi hiện tại sẽ rời khỏi đây. Chậc, nhìn thấy Đường Hạo khiếp hãi, trên mặt Ngô Tà dâng lên tia khinh thường. Hắn còn cho rằng đám người này có bao nhiêu thế lực, thì ra chỉ là một đám người sợ mềm sợ cứng dễ dàng bị ức hiếp.
Dương Tiêu nhìn Ngô Tà trầm giọng nói, anh như vậy có vẻ không được tốt lắm đâu. Chúng tôi nhiều người như vậy, hiện tại cũng đã tối khuya, muốn tìm một khách sạn khác cũng không thuận tiện. Ngành du lịch tại Tây Song Bản Nạp có thể xem như phát triển, hơn nữa khách sạn có sức chứa một lần hơn 100 người càng là đếm trên đầu ngón tay. Nếu như rời khỏi đây, đêm nay nhất định sẽ không tìm được khách sạn khác, cùng lắm chỉ có thể ở những quán trọ hẻo lánh trải qua một đêm. Dương Tiêu không hề lo lắng cho những người đường ra khác, anh chỉ không muốn Đường Mộc Tuyết tiếp tục vì vấn đề chỗ nghỉ mà lại vất vả lao lực. Ồ, đám người các người vậy mà có người có ý kiến khác. Ngô Tà cười lạnh một tiếng, trên khuôn mặt đầy sương mù. Đường Dĩnh phẫn nộ nói, Dương Tiêu, anh im miệng cho tôi, anh muốn kéo tất cả mọi người xuống nước hay sao? Còn không nhanh chóng xin lỗi Ngô Thiếu. Không sai, nhanh chóng xin lỗi. Đường ra hơn cả trăm người đều nhìn Dương Tiêu một cách phẫn nộ, giống như chỉ cần Dương Tiêu không xin lỗi Ngô Tà, thì sẽ khiến Dương Tiêu phải trả giá đắt. Đường Mộc Tuyết nắm chặt bàn tay, cô hiện tại chỉ muốn xông lên phía trước bảo vệ Dương Tiêu, nhưng việc Dương Tiêu đã từng làm khiến cô không cách nào tha thứ được. Dương Tiêu trực tiếp không nhìn đến đám người Đường ra, anh chính là Ngô Tà Ngô Thiếu đúng không? Dù cho Ngô gia các anh ở nơi này rất có thế lực, nhưng các anh cũng không phải là kẻ mạnh nhất đúng không? Cho các người một lời cảnh cáo, tôi không muốn làm lớn chuyện, mau đưa phòng khách sạn trả lại cho chúng tôi. Nghe câu nói này của Dương Tiêu, Ngô Tà bật cười khinh thường, nụ cười của hắn xen kẽ sự châm chọc mãnh liệt. Anh nói không sai, tại Tây Song Bản Nạp, thế lực mạnh hơn so với Ngô gia chúng tôi quả thật có vài gia tộc, trong đó Trần gia là mạnh nhất, như thế nào? Anh đừng nói với tôi, anh có quen biết với những nhân vật lớn ở Trần gia. Ngô Tà nhìn Dương Tiêu không ngừng cười khinh thường. Dưới sự quan sát chú ý của tất cả mọi người, Dương Tiêu gật đầu thừa nhận, không sai, thiếu chủ Trần gia Trần Khải là người quen cũ của tôi. Tôi không muốn làm phiền đến anh ta, nhưng nếu như anh vẫn không trả phòng lại cho chúng tôi, vậy thì tôi nhất định phải liên lạc với Trần Khải rồi. Cái gì, liên lạc với Trần Khải? Sắc mặt tất cả mọi người tại hiện trường đều lập tức thay đổi, ai cũng không ngờ được Dương Tiêu vậy mà lại nói bản thân có quen biết với Trần Khải thiếu chủ Trần gia, gia tộc hùng mạnh nhất Tây Song Bản Nạp. Giây phút này, đến cả Ngô Tà sắc mặt cũng lập tức thay đổi, hắn biết rằng nếu như Trần Khải đến đây, e rằng hắn cũng không dễ dàng đối phó. Sao ò, anh quen biết với Trần Khải, là thật hay giả, Ngô Tà cảnh giác nhìn sang Dương Tiêu. Tất cả mọi người Đường ra đều kinh ngạc nhìn Dương Tiêu quen biết với thiếu chủ Trần gia, gia tộc hùng mạnh nhất Tây Song Bản Nạp, chuyện này bọn họ căn bản chưa từng nghe qua. Dương Tiêu nghiêm túc nói, tôi không thích nói dối, những lời tôi nói tất nhiên là sự thật. Thật không ngờ đến, Trần Khải đã từng là thủ hạ dưới trướng của Dương Tiêu. Bọn họ đều xuất thân từ đội chính là đội đặc nhiệm Thần Ưng Đông Phương. Thần Ưng Đông Phương được phân thành bốn tổ đội nhỏ, Trần Khải là đội trưởng đội 1, còn Dương Tiêu chính là tổng đội trưởng của đội đặc nhiệm Thần Ưng Đông Phương. Điều đáng tiếc chính là, 5 năm trước trận chiến rừng mưa nhiệt đới năm ấy, khiến cho 2/3 chiến sĩ đều chết trận, chỉ còn lại 1/3 trốn thoát. Sau khi trận chiến kết thúc, rất nhiều anh chị em đều chết trận, đội trưởng Dương Tiêu xuất ngũ. Rất nhiều đội viên tâm nguội lạnh như cho cũng cùng xuất ngũ. 5 năm nay, Dương Tiêu không hề liên lạc với những đồng đội đã xuất ngũ khác, nhằm tránh gợi nhớ lại bi thương trong lòng. Mà đội trưởng đội 1 Trần Khải chính là người bản địa tại Tây Song Bản Nạp, là một người thanh niên vô cùng chính nghĩa, xuất thân từ gia tộc hùng mạnh nhất của Tây Song Bản Nạp nhưng lại không quên cống hiến cho Tổ quốc. Nhìn Dương Tiêu dáng vẻ nghiêm túc, cả đám người Đường ra ngược lại không cách nào bình tĩnh được. Dương Tiêu, anh như thế nào lại bốc phét chứ? Anh chỉ là một tên phế vật, làm sao có thể quen biết với thiếu chủ Trần gia? Đường Hạo phẫn nộ nói. Đường Dĩnh tức giận nói, Dương Tiêu, anh chính là có ý muốn cho tất cả chúng ta mất thể diện có đúng không? Đúng vậy, cả đám người dòng chính Đường gia hận không thể ngay lập tức đánh chết Dương Tiêu. Ngô Tà là người như thế nào chứ? Đây chính là thiếu chủ của gia tộc hạng nhất Tây Song Bản Nạp. Anh bốc phét như vậy. Chính là hại chết tất cả mọi người. Dương Tiêu nhìn Ngô Tà, tôi không hề nói đùa, hy vọng anh có thể đem phòng khách sạn trả lại cho chúng tôi. Ngô Thiếu, đừng nghe người thanh niên này ăn nói bậy bạ, đầu óc hắn không được bình thường, hy vọng ngài đại nhân đại lượng, đừng tức giận lên chúng tôi. Chúng tôi căn bản không quen biết tên tiểu tử này. Đường Hạo vội vàng bước lên trước xiểm định nói. Ngô Tà nhìn Dương Tiêu mặc trên người một chiếc áo cộc tay vải thô, cười khinh thường nói. Anh quen biết với Trần Khải thiếu chủ Trần gia. Bốc phét có đúng không? Bốc phét,
Dương Tiêu không chút bận tâm lắc đầu. Đường Dĩnh sắc mặt khinh thường nói, Dương Tiêu, còn không nhanh xin lỗi Ngô Thiếu. Nhanh chóng xin lỗi, cả đám người dòng chính đường ra sắc mặt rét lạnh nói. Dưới sự chú ý của tất cả mọi người, Dương Tiêu chỉ có thể cầm lên điện thoại, gọi đến một số máy. Nhìn thấy hình ảnh này, Ngô Tà khinh thường nói, giả thần giả quỷ. Giống như Dương Tiêu lúc này chỉ đang cố làm ra vẻ, những lời như quen biết thiếu chủ Trần gia đơn giản không hề tồn tại. Dù cho 5 năm đã trôi qua, đối với trận chiến rừng mưa nhiệt đới xảy ra 5 năm trước, Dương Tiêu vẫn không cách nào quên được. Mỗi lần nhớ đến nhiều sinh mệnh cứ như vậy ngã xuống trước mặt mình, bản thân là đội trưởng cũng đừng nhắc đến trong lòng Dương Tiêu có bao nhiêu đau khổ cùng dẫn vặt. 5 năm nay, Dương Tiêu không phải không muốn liên hệ với những đồng đội cũ, mà chỉ không muốn để bi thương một lần nữa lại dâng lên. Có điều, cũng vì thái độ của Ngô Tà thiếu gia Ngô gia thật sự khiến người ta cảm thấy chán ghét, Dương Tiêu sớm đã quy ẩn giang hồ, anh không muốn ở trước mặt Đường Mộc Tuyết động tay động chân với Ngô Tà, chỉ đành lựa chọn làm phiền Trần Khải ra mặt giải quyết chuyện phòng khách sạn. Xin chào, thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau. 20 giây sau, một giọng nói vang lên trong điện thoại. Khi nghe thấy tiếng nhắc nhở trong điện thoại, ánh mắt căng thẳng của Ngô Tà lập tức thả lỏng, mặc dù khinh thường Dương Tiêu, nhưng anh cũng sợ Dương Tiêu thật sự quen biết với Trần Khải. Trần gia dù sao cũng là gia tộc hùng mạnh bậc nhất khu vực Tây Song Bản Nạp, không phải là đối tượng bọn họ có thể đắc tội được. Hơn nữa, Trần Khải là quân nhân xuất ngũ, trước khi xuất ngũ chính là đội trưởng đội 1 của đội đặc nhiệm thần ưng Đông Phương, thân thủ bát phàm. Trần Khải khi vừa xuất ngũ, Ngô Tà vô ý mạo phạm đến Trần Khải. Bị Trần Khải hung hăng đánh một trận, hơn 10 vệ sĩ cũng không đỡ được một chiêu của Trần Khải. Lần đó đã để lại ám ảnh cực kỳ lớn trong lòng Ngô Tà, từ đó về sau, Ngô Tà chỉ cần nhìn thấy Trần Khải liền đi đường vòng. Vừa rồi trong lòng Ngô Tà không ngừng đổ mồ hôi lạnh, nếu như người thanh niên mặc áo vải thô trước mặt quen biết với Trần Khải, vậy thì bản thân nhất định ngay lập tức. Bồi thường xin lỗi, sau đó xoay người rời khỏi. Hiện tại, điện thoại của tên tiểu tử này không gọi được. Rõ ràng có thể thấy rằng những lời nói vừa rồi đều là bốc phét. Giám đốc sảnh khinh thường cười một tiếng, Ngô Thiếu, tôi thấy tên tiểu tử này chính là đang giả vờ, một tên nhà quê từ miền ngoài đến làm sao có thể quen biết với Trần Thiếu Trần Khải chứ? Nếu như bọn họ thật sự quen biết nhau, Trần Thiếu nhất định đã sớm sắp xếp khách sạn cho bọn họ, còn cần phải đến đây để đặt phòng hay sao? Tên tiểu tử này xúc phạm đến ngài, không bằng để tôi gọi bảo vệ đến tống cổ đám người này ra ngoài. Nghe thấy lời này của giám đốc sảnh, sắc mặt cả đám người đường ra hiện lên nét hoảng hốt. Giây phút này, ánh mắt người nhà đường ra tràn ngập phẫn nộ, nếu như ánh mắt có thể giết người, e rằng Dương Tiêu sớm đã bị phanh thay thành tám khúc. Dương Tiêu tiếp tục gọi thêm một lượt, nhưng vẫn không liên lạc được. Lúc này, sắc mặt Dương Tiêu có chút khó coi, anh thật sự không ngờ rằng Trần Khải vậy mà lại không nghe máy. Suy nghĩ một lát, Dương Tiêu cũng suy ngẫm ra được. Dù sao số điện thoại này của Trần Khải cũng là từ 5 năm trước, hiện tại Trần Khải đã xuất ngũ, e rằng sớm đã đổi số điện thoại mới rồi. Có điều, Trần Khải cũng có khả năng vẫn chưa đổi số điện thoại nhưng đang xử lý công vụ nên vẫn chưa có thời gian nghe máy. Cho nên Dương Tiêu cũng không tiếp tục gọi điện thoại, chỉ gửi một tin nhắn cho Trần Khải. Chính vào giây phút này, trong phòng chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn Trần Thị, Trần Khải vừa từ bên ngoài quay trở về, nữ thư ký liền cung kính nói. Trần Tổng, chiếc điện thoại trong ngăn kéo của ngài vừa rồi vang lên. Cái gì, chiếc điện thoại trong ngăn kéo đã vang lên? Cô chắc chứ, lời này, khiến cho đôi mắt của Trần Khải đang mặc áo vest lập tức kích động đến thu nhỏ lại. Nhìn thấy Trần Khải kích động đến như vậy, người thư ký hoảng hốt một phen, cô nuốt một ngụm nước bọt, run rẩy nói, có lẽ vậy, điện thoại đã vang lên 2 lần rồi. Thật tốt quá, Trần Khải giống như uống phải thuốc hưng phấn, vô cùng phấn khích. Trần Khải lập tức rút ra một chiếc chìa khóa mở ngăn kéo, sau đó lấy ra một chiếc điện thoại đời cũ bên trong. Dương Tiêu đoán không sai, Trần Khải sau khi xuất ngũ quả thật đã đổi sang một số điện thoại mới, nhưng số điện thoại cũ trước đây anh vẫn luôn giữ gìn, bảo quản trong ngăn tủ trong văn phòng làm việc của mình, mục đích chính là luôn mong ngóng có một ngày đội trưởng Dương Tiêu sẽ liên lạc với mình, báo thù cho những đồng đội chết trận 5 năm trước. Nhìn thấy điện thoại gọi đến hiển thị tên Dương Tiêu, Trần Khải kích động đến mức cả người không ngừng run rẩy, là đội trưởng, thật sự là đội trưởng, 5 năm rồi, đội trưởng, em đã đợi anh 5 năm rồi. Vừa nói, trong mắt Trần Khải đã ngân ngắn nước mắt. Nữ thư ký sắc mặt hoảng hốt,
Cô biết rằng Trần Khải chính là một người đàn ông tràn ngập chính khí, dù cho gặp phải bất kỳ vấn đề khó khăn nào cũng sẽ không kích động thất sắc đến như vậy. Rốt cuộc là vì nguyên nhân gì, khiến cho một người đàn ông chính khí có thể rơi nước mắt đến như vậy? Nước mắt đàn ông không dễ rơi, chỉ vì chưa đến mức đau lòng. 5 năm trước, trận chiến rừng mưa nhiệt đới, tận mắt chứng kiến vô số anh em đồng đội ngã xuống trước mặt mình, đội trưởng Dương Tiêu trọng thương phải xuất ngũ, Trần Khải nguội tàn tâm huyết cũng quyết định xuất ngũ. Nhưng 5 năm nay, Trần Khải vẫn luôn hy vọng Dương Tiêu có thể chủ động liên lạc với mình, nhằm báo thù rửa hận cho những anh em chiến hữu chết trận năm xưa. Nhìn thấy tin nhắn gửi đến, Trần Khải lau khô nước mắt, gấp gáp nói, lập tức xuất phát đến khách sạn Shangri-La, cấp tốc, nhanh. Hả, khách sạn Shangri-La sao, Trần Tổng, chúng ta lát nữa không mở cuộc họp sao? Nữ thư ký kinh ngạc nói. Không họp nữa, Trần Khải gấp gáp chạy xuống lầu. 10 năm uống băng, khó dập lòng nhiệt huyết, đội trưởng, tôi đến đây. Khi nhìn thấy cuộc điện thoại thứ hai của Dương Tiêu vẫn không có người nghe máy, Ngô Tả vui sướng, nhìn Dương Tiêu giống như nhìn một tên hề, tiểu tử, anh không phải nói mình có quen biết với Trần Thiếu hay sao? Như thế nào đến điện thoại cũng không gọi được, giả vờ, anh cứ tiếp tục giả vờ đi. Đường Hạo lúc này chỉ sợ Ngô Tả đem lửa giận chút lên người bọn họ, liền vội vàng bước lên nói, Ngô Thiếu, anh không biết đó thôi. Tên này chính là một kẻ thần kinh, phòng khách sạn chúng tôi không cần nữa, chúng tôi lập tức biến mất trước mặt của anh. Biến mất, Ngô Tả khinh thường cười một tiếng. Giây kế tiếp, Ngô Tả liền vẫy tay hét lớn, người đây, đem đám người này toàn bộ đánh một trận cho tôi, sau đó vứt vào thùng rác bên ngoài, một đám rác rưởi cũng dám giả vờ trước mặt tôi. Thật là chán sống rồi mà, có biết nơi này là nơi nào hay không? Đây chính là Tây Song Bản Nạp, là địa bàn của ông đây. Cái gì, đánh một trận sau đó vứt người vào thùng rác? Lời này vừa nói ra, khiến cho sắc mặt của toàn bộ người Đường gia lập tức trở nên điên cuồng, trong lòng hoảng sợ không ngừng. Sao Ngô, Ngô Thiếu? Chúng tôi căn bản không quen biết tên tiểu tử này. Anh muốn đánh thì cứ đánh hắn, chúng tôi đều là người vô tội. Đường Hạo gấp gáp nói. Đúng vậy, đúng vậy. Ngô Thiếu, chúng tôi đều là người vô tội. Tất cả người Đường gia đều liên tục xóa bỏ quan hệ với Dương Tiêu. Giống như Dương Tiêu sống chết như thế nào đều không liên quan đến bọn họ, chỉ cần bọn họ có thể bình an rời khỏi nơi này là được. Ngô Tả khinh thường cười một tiếng, một bàn chân hung hăng đạp lên người Đường Hạo hét lớn lên, đánh, hung hăng đánh cho tôi, dám giả vờ ở địa bàn của ông đây, thật sự không biết trời cao đất dày mà, đem đám người này đè xuống đất hung hăng đánh cho tôi. Tiêu rồi, tiêu đời rồi, nhìn thấy Đường Hạo bị Ngô Tả đạp ngã xuống đất. Sắc mặt của cả đám người Đường gia lập tức trắng bệch, sởn tóc gáy. Bọn họ từng người đều căm hận Dương Tiêu, nếu như, không phải do Dương Tiêu cứng đầu, bọn họ cũng không rơi vào tình cảnh này. Ngô Tả một chân đạp ngã Đường Hạo, ánh mắt khóa chặt vào Dương Tiêu vẫy tay hét lớn, đặc biệt chính là tên tiểu tử này, tuyệt đối không được buông tha, đánh hắn, hung hăng đánh hắn cho tôi, đánh hắn đến mức gọi cho gọi mẹ, đánh đến mức đầu rơi máu chảy, đánh đến khi hắn xin tha mới thôi. Vâng. Một đám vệ sĩ vai u thịt bắp cường tráng, sắc mặt hung hiểm bắt đầu bao vây lấy Dương Tiêu. Đôi mắt Dương Tiêu co rút, anh biết rằng hôm nay nhất định không thể đầu xuôi đuôi lọt được rồi. Chính vào khoảnh khắc Dương Tiêu chuẩn bị ra tay, một giọng nói phẫn nộ như sấm sét vang lên, hỗn xược. Ngô Tả, cậu đến đội trưởng của tôi cũng dám chọc vào, thật sự là to gan lớn mật. Đưa mắt nhìn ra xa, chỉ nhìn thấy thiếu chủ Trần gia, Trần Khải cả khuôn mặt phẫn nộ bước đến. Khi nhìn rõ người đến là ai, Ngô Tả lúc này đang vênh váo tự đắc liền sợ hãi đến hai chân mềm nhũ, suýt nữa ngã ngồi trên nền đất. Trần Khải, người đàn ông này như thế nào lại đột nhiên đến khách sạn Shangri-La chứ? Không lẽ Trần Khải này thật sự đến đây vì tên tiểu tử này? Không lẽ tên tiểu tử này vừa rồi không nói dối, hắn ta thật sự có quen biết với Trần Khải hay sao? Chỉ cần nghĩ đến đây, gai ốc toàn thân Ngô Tả đều dựng lên. Hắn ý thức được bản thân đã gây chuyện, bản thân lần này tiêu đời rồi. Toàn bộ người Đường gia đều kinh ngạc, rốt cuộc lai lịch của người vừa mới đến là ai? Vậy mà lại có thể khiến Ngô Tả nghỉ kỳ như vậy? Dưới ánh mắt quan sát của tất cả mọi người, Trần Khải không giận mà uy đến trước mặt Dương Tiêu, miễn cưỡng kìm chế giọt nước mắt, giọng nói run rẩy vang lên, đội. Đội trưởng, em cuối cùng đã gặp lại anh rồi. Đã lâu không gặp, anh bạn cũ. Nhìn Trần Khải trước mặt, trong lòng Dương Tiêu cảm xúc đan xen. Nghe lời này của Dương Tiêu, Trần Khải một lần nữa không cách nào khống chế được cảm xúc,
liền lao đến ôm thật chặt Dương Tiêu, đội trưởng. Dương Tiêu cũng không hề cảm thấy bất ngờ, liền ôm chặt lấy Trần Khải. Trong đội đặc nhiệm thần ưng Đông Phương, Dương Tiêu chưa từng xem bất kỳ thành viên nào như thủ hạ của mình, mà hoàn toàn đem họ xem như anh em sống chết có nhau. Dù sao, những người này đều là những đồng đội kề vai sát cánh với mình, có thể hoàn toàn yên tâm giao sự an toàn của mình cho đối phương. Cái gì? Đội trưởng, quan sát khung cảnh trước mặt, mi mắt một đám người tại hiện trường không ngừng giật điên cuồng. Ngô Tà ngây người, đám người Đường Hạo, Đường Dĩnh cũng ngây người. Tất cả mọi người đều không rõ tình huống trước mặt, Dương Tiêu từ khi nào trở thành đội trưởng rồi. Khuôn mặt Đường Mộc Tuyết hiện lên nét kinh ngạc, cô biết rằng Dương Tiêu trước đây đã từng là quân nhân, nhưng lại không biết trước khi xuất ngũ Dương Tiêu chính là đội trưởng. Quân nhân đều là những người thành thánh cũng như đáng yêu, không lẽ bản thân mình đã thật sự suy nghĩ quá nhiều. Đội trưởng, anh có biết không, 5 năm nay em vẫn luôn nằm mơ ác mộng, nằm mơ đến tình cảnh 5 năm trước, 5 năm nay. Em vẫn luôn khát vọng đội trưởng có thể quay lại, có thể cùng đội trưởng anh kề vai sát cánh. Hai mắt Trần Khải đỏ bừng. Dương Tiêu vỗ lên vai Trần Khải, nơi này nhiều người phức tạp, lát nữa chúng ta lại nói chuyện vậy. Trần Khải lúc này cũng ý thức được cảm xúc vừa rồi của bản thân có chút mất khống chế, anh cố gắng kiềm chế, sau đó quay người lạnh giọng nói với Ngô Tà. Ngô Tà, dám ra tay với đội trưởng của tôi, anh ngứa ra rồi đúng không? Sao hả, đội trưởng. Ngô Tà sợ đến mức khuôn mặt trắng bệch. Hắn cũng biết rằng Trần Khải trước đây là thành viên của đội đặc nhiệm thần ưng Đông Phương, nếu như người này là đội trưởng của Trần Khải, vậy thì người này không phải chính là đội trưởng tiền nhiệm của thần ưng Đông Phương hay sao? Nghĩ đến đây, Ngô Tà sợ đến mức suýt khóc. Nếu như người này thật sự là đội trưởng của Trần Khải, vậy thì hôm nay đã gặp rắc rối lớn rồi. Nhìn Ngô Tà câm như hến, lỗ mũi Trần Khải tức đến mức xì khói. Dám vô lễ với đội trưởng của mình tại khu vực Tây Song Bản Nạp, đây không phải chính là không để mình vào trong mắt sao? Chát! Trần Khải vung tay hung hăng tát thẳng lên khuôn mặt Ngô Tà, đánh đến mức Ngô Tà nổ đom đóm mắt. Cảm giác được sự đau rát trên khuôn mặt mình, Ngô Tà loảng choảng ngã xuống trước mặt Trần Khải. Trần Thiếu, là do tôi có mắt không biết Thái Sơn, là tôi có mắt không thấy Thái Sơn, đắc tội với đội trưởng của anh, tôi đáng chết. Vừa nói, Ngô Tà liền hung hăng tát liên tiếp lên mặt mình, nước mắt như muốn trào ra. Ngô gia bọn họ là gia tộc hạng nhất tại khu vực Tây Song Bản Nạp, nhưng đứng trước gia tộc hùng mạnh nhất là Trần gia thì cũng không đáng nhắc đến. Nếu như Trần Khải phẫn nộ, chỉ cần một cuộc điện thoại cũng đủ khiến cho cả Ngô gia bọn họ tan cửa nát nhà. Mẹ ơi! Mẹ nó, mẹ nói! Nhìn thấy Ngô Tà bình thường ngoan cường bất phục hiện tại đang trực tiếp quỳ xuống đất, tự đánh mình, tất cả người Đường gia cầm đều rơi xuống đất. Không lẽ người đàn ông này chính là Trần Khải thiếu chủ Trần gia, gia tộc hùng mạnh nhất Tây Song Bản Nạp? Trong lòng tất cả mọi người đều dậy sóng, bọn họ nghĩ nát cả đầu cũng không hiểu được, tại sao tên phế vật Dương Tiêu lại có thể quen biết được Trần Khải thiếu chủ của gia tộc hùng mạnh nhất Tây Song Bản Nạp. Nhưng khung cảnh trước mắt lại khiến bọn họ không thể không thừa nhận, tất cả những điều này đều không phải nằm mơ. Đội trưởng, rốt cuộc là có chuyện gì? Trần Khải hỏi. Dương Tiêu đơn giản đem chuyện vừa rồi giải thích với Trần Khải, sau khi nghe xong, Trần Khải xoay người đạp lên ngực Ngô Tà lúc này đang quỳ trên đất. Được lắm Ngô Tà, người ta đã đặt trước phòng khách sạn, cậu dựa vào cái gì cướp đoạt đi? Chỉ vì cậu là thiếu chủ Ngô gia hay sao? Nếu như là như vậy tôi thấy những ngày tháng tốt đẹp của Ngô gia nhà các cậu cũng đã tận rồi. Trần Khải tức giận hét lên. Trên trán Ngô Tà không ngừng đổ mồ hôi lạnh, hắn vội vàng ôm chặt lấy chân của Trần Khải nghẹn ngào nói. Trần Thiếu, tất cả đều là hiểu lầm. Phòng khách sạn tôi sẽ trả lại cho bọn họ, ngài đại nhân đại lượng, xem như, tôi thả dám đi. Hắn biết rằng Trần Khải không hề nói đùa với bản thân, nếu như Trần Khải thật sự không buông tha cho Ngô gia, vậy thì chỉ e rằng cả nhà Ngô gia trong vòng một tuần sẽ triệt để biến mất khỏi khu vực Tây Song Bản Nạp. Đội trưởng, anh dự định thu thập hắn ta như thế nào? Trần Khải cả bụng lửa giận hỏi. Đội trưởng Dương Tiêu khó khăn lắm mới hiện thân. Lại còn xuất hiện ngay tại địa bàn của mình, ngay địa bàn của mình còn khiến cho đội trưởng của mình bị sỉ nhục, thật sự khiến cho Trần Khải tức giận. Nếu như Dương Tiêu gật đầu, chỉ cần một cú điện thoại anh có thể khiến Ngô gia trong vài ngày triệt để biến mất. Ngô Tà sợ đến mức khóc nức nở, anh nhìn sang Dương Tiêu vội vàng khấu đầu ba lượt, tôi sai rồi, tôi thật sự biết sai rồi, xin ngài tha thứ cho tôi. Bỏ đi, chuyện này cũng không là gì cả. Mục đích Dương Tiêu khi liên lạc với Trần Khải chính là đòi lại phòng khách sạn,
chứ không hề có ý làm khó Ngô Tà. Trần Khải biết rằng tấm lòng Dương Tiêu trước giờ luôn lương thiện, anh liền đá lên người Ngô Tà, nếu như không phải đội trưởng nhà chúng tôi không có ý truy cứu, con mẹ nó tôi hôm nay nhất định sẽ giết anh, cút đi. Vâng vâng vâng, Ngô Tà vội vàng nhanh chóng bỏ dậy, dẫn theo một đám người lôi thôi chật vật rời khỏi hiện trường. Nhìn dáng vẻ hốt hoảng rời khỏi của đám người Ngô Tà, cả đám người Đường ra đều ngây ngốc chết lặng, không ai nghĩ rằng cục diện như vừa rồi lại nhờ một tên phế vật hóa giải. Hai anh em Đường Hạo cùng Đường Dĩnh sững người, hai anh em bọn họ như thế nào cũng không ngờ được rằng Dương Tiêu vậy mà lại quen biết với Trần Khải thiếu chủ Tràn gia. Giây phút này, tất cả người nhà Đường ra đều vô cùng chấn động, bao gồm cả Đường Mộc Tuyết. Đường Mộc Tuyết băng tuyết thông minh, cô đã bắt được một trọng điểm. Theo như những gì Trần Khải vừa nói, anh ta cũng Dương Tiêu đã 5 năm rồi chưa gặp nhau. Còn bản thân cùng Dương Tiêu kết hôn vừa tròn 5 năm, không lẽ nói rằng Dương Tiêu 5 năm trước vừa xuất ngũ, sau đó liền đến thành phố Trung Nguyên làm con rể Đường gia hay sao? Điều này càng khiến cho lòng hiếu kỳ của Đường Mộc Tuyết dành cho Dương Tiêu càng lớn, Dương Tiêu nếu như là quân nhân, tại sao lại không nói ra? Không lẽ anh có nỗi khổ trong lòng hay sao? Còn có, 5 năm trước Dương Tiêu tại sao lại phải xuất ngũ? Dương Tiêu còn trẻ như vậy, làm đảm nhận chức phụ đội trưởng, đủ để nhận ra Dương Tiêu không hề tầm thường. 5 năm trước, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Dương Tiêu quen biết những nhân vật lớn như Lý Minh Hiên, Hình Kiến, nhưng từ trước đến nay chưa từng ra vẻ trước mặt ba mẹ của mình, dù cho bị mắng nhiếc cũng nhẫn nhịn, Dương Tiêu làm như vậy rốt cuộc đã trải qua chuyện gì? Chớp mắt, Đường Mộc Tuyết suy nghĩ ngổn ngang. Ngô Tà thảm hại bỏ chạy, giám đốc sảnh khách sạn Shangri-La chết lặng. Trần Khải cũng biết rằng chuyện này nhất định có dính líu đến giám đốc sảnh, anh lạnh lùng nhìn sang giám đốc sảnh, tôi không quản khách sạn này là của ai, như hiện tại, ông đã bị đuổi việc. Tiêu đời. Lời nói này không khác gì một đạo thiên lôi giáng xuống giữa trời quang, đánh xuống thẳng đỉnh đầu của giám đốc sảnh, sắc mặt trắng bệch, trong cơ thể như bị rút sạch tất cả sức lực, ngồi bệt trên nền đất. Giây phút này giám đốc sảnh đã hối hận đến mức bầm gan tím ruột, nếu như biết Dương Tiêu có quen biết với Trần Khải. Thiếu chủ Trần gia, có đánh chết ông cũng sẽ không dám đem phòng khách sạn Đường gia đặt trước hủy sau đó chuyển cho Ngô Tà. Chỉ trách bản thân mắt chó nhìn người thấp, đều trách bản thân mắt không biết nhìn người thôi. Hiện tại không những không bỏ đỡ được Ngô Tà, còn làm mất công việc của bản thân. Nơi này dù sao cũng là khách sạn 5 sao, lương bổng đãi ngộ cũng không tệ, hiện tại nếu muốn tìm một công việc tốt thật sự quá khó. Giám đốc sảnh vô cùng rõ ràng. Chỉ dựa vào sức ảnh hưởng của Trần gia tại Tây Song Bản Nạp, dù cho chủ khách sạn này là ai, chỉ cần một cú điện thoại của Trần Khải cũng đủ khiến ông ta tiêu tùng. Trần Khải nhìn sang nhân viên quầy tiếp tân nói, lập tức làm thủ tục nhận phòng cho bọn họ, nếu không, tất cả các người đều bị đuổi việc. Vâng vâng vâng, tất cả nhân viên lễ tân không rút mà run. Bọn họ biết rằng, thế lực của Trần Khải tại Tây Song Bản Nạp này lớn mạnh đến đâu, nếu như không vâng lời Trần Khải sắp xếp. Tất cả bọn họ đều phải bị sa thải sau đó cút khỏi đây. Nhìn tình cảnh trước mặt, Đường Hạo thật sự vô cùng tức giận. Con mẹ nó, bản thân vô duyên vô cớ bị Ngô Tà đá một cú, cuối cùng lại là Dương Tiêu ra mặt oai phong, hắn thật sự, tức đến bể phổi. Hắn thật sự không hiểu được Dương Tiêu như thế nào lại có thể quen biết với đại nhân vật như Trần Khải, chỉ cần nghĩ đến những chuyện vừa xảy ra, Đường Hạo đến tâm lý phản nghịch cũng đã có. Đường Dĩnh cũng triệt để chết lặng. Nhưng cô trước mặt Trần Khải đến tức giận cũng không dám, càng không dám sỉ nhục Dương Tiêu. Nhanh, nhanh, nhanh lên, mau làm thủ tục nhận phòng. Cả đám người dòng chính Đường ra bắt đầu ò ạt tiến lên phía trước. Ngồi cả một ngày đường, bọn họ đều vô cùng mệt mỏi, hận không thể lập tức nằm xuống giường thoải mái nghỉ ngơi. Cả đám người hoàn toàn ngó lơ đến công lao của Dương Tiêu, trong lòng chỉ có hâm mộ, đồ kỵ cùng hận thù. Cũng không biết tên phế vật Dương Tiêu này có được vận may phân chó như thế nào lại có thể quen biết được với một nhân vật lớn như Trần Khải, thật sự là tà môn. Dương Tiêu cười nhạt một tiếng, sau đó bước đến trước mặt Đường Mộc Tuyết. Mộc Tuyết, đêm nay nghỉ ngơi thật tốt, anh cùng Trần Khải còn có việc phải nói với nhau. Vâng, khả năng cũng vì Dương Tiêu đã mang đến cho cô một cảm giác vô cùng chấn động, Đường Mộc Tuyết mặc dù không muốn để ý đến nhưng vẫn trả lời Dương Tiêu một tiếng. Nhìn thấy Đường Mộc Tuyết cuối cùng đã gật đầu, trong lòng Dương Tiêu vui mừng không thôi, xem ra thái độ của Đường Mộc Tuyết đối với mình cũng đã thay đổi tốt hơn rất nhiều. Chỉ cần bản thân nắm bắt được cơ hội vào ngày sinh nhật của Đường Mộc Tuyết, nhất định có thể giành được sự tha thứ của cô. Cả đám người sau khi hoàn tất thủ tục nhận phòng,
Dương Tiêu lúc này mới cùng Trần Khải đến một nhà hàng hội quán tư nhân vừa ngồi xuống. Trần Khải hiếu kỳ hỏi, đội trưởng, người con gái vừa rồi không lẽ chính là chị dâu sao? 5 năm nay, Trần Khải phấn đấu trong thương trường, vô cùng mẫn cảm, hắn có thể cảm nhận được tình cảm đặc biệt Dương Tiêu dành cho Đường Mộc Tuyết. Đúng, Mộc Tuyết chính là vợ của tôi. Dương Tiêu trả lời thành thật. Lời nói này, khiến cho sắc mặt Trần Khải có chút khó coi, sắc mặt anh nghiêm túc nhìn về phía Dương Tiêu, cái gì? Đội trưởng, anh đã kết hôn rồi sao? Vậy còn phó đội trưởng thì như thế nào? Trong chiến đội thần ưng Đông Phương, có ai mà không biết phó đội trưởng Lăng Ảnh Huyên thích Dương Tiêu chứ? Tất cả mọi người đều vô cùng xem trọng tình cảm của cả hai. Nhưng ai có thể nghĩ được, 5 năm sau, Dương Tiêu vậy mà lại trở thành người đã có gia đình. Trần Khải, cậu đừng kích động, 5 năm nay, tôi vẫn luôn một lời khó nói hết, cậu muốn hỏi gì cứ hỏi, tôi có thể trả lời được nhất định sẽ trả lời. Khi còn trong chiến đội, tôi không hề quan tâm đến chuyện tình cảm nam nữ, cậu cũng biết rằng thân phận của tôi đặc biệt. 5 năm trước trong trận chiến đó Ảnh Huyên yểm trợ phía sau, sống chết không rõ, lúc đó tâm trạng tôi vô cùng bi thương, nhằm trốn thoát khỏi sự truy sát, chỉ có thể ẩn giấu thân phận. Dương Tiêu thở dài một tiếng. Trần Khải tự biết bản thân mình vừa rồi có chút kích động thái quá, hắn như thế nào lại quên mất chuyện phó đội trưởng Lăng Ảnh Huyên hiện sống chết không rõ này chứ? Nghĩ đến trận chiến 5 năm trước, Trần Khải không nhịn được nắm chặt nắm đấm, đội trưởng, anh tại sao lại xuất ngũ? Tại sao lại không dẫn theo anh em truy sát lại kẻ chủ mưu phía sau? Trận chiến đó khiến cho thể lực tôi trọng thương, một chút sức lực cũng không tồn tại, làm sao dẫn theo các cậu truy? Tìm chủ mưu, đối phương nếu như dám xuống tay với chúng ta, cũng đủ chứng minh đối phương năng lực thâm hậu, bọn họ không kiêng dè chính phủ thành đô, anh em chiến hữu chúng ta chết hơn 2/3, tôi không muốn kéo theo các cậu nộp mạng. Sắc mặt Dương Tiêu bình tĩnh nói. 5 năm trước, Dương Tiêu căn bản không cách nào chấp nhận được chuyện này, nhưng theo thời gian dần trôi qua, tâm trạng Dương Tiêu cũng đã từ từ khôi phục lại sự tĩnh lặng. Sau đó, Dương Tiêu liền đem tất cả nỗi khổ trong lòng nói với Trần Khải. Quan hệ giữa anh cùng Trần Khải trước giờ không tệ, hai người là anh em từng trải qua sống chết, không có gì không thể nói. Sau khi biết được Dương Tiêu sa sút đến mức phải vào ở rễ đường ra, tâm trạng Trần Khải vô cùng không tốt. Anh vô cùng hiểu rõ, Dương Tiêu trước đây từng là bảo đao tổ quốc, là kẻ mạnh có thể xé mây đạp gió, nhưng không ngờ đến cuối cùng lại sa sút vào kết cục như thế này, thật sự khiến người khác cảm thấy xót xa. Dương Tiêu nói cho Trần Khải biết, anh đã phát hiện ra tung tích của Lăng Tiêu Ảnh, điều này khiến cho cả người Trần Khải đặc biệt hưng phấn. Trong chiến đội thần ưng Đông Phương, đội trưởng Dương Tiêu cùng phó đội trưởng Lăng Tiêu Ảnh chính là sự tồn tại tôn kính nhất của bọn họ. Trần Khải sau khi biết mọi chuyện liền nói rằng, đội trưởng, đợi đến khi thực lực của anh khôi phục lại thời kỳ đỉnh cao, anh vẫn sẽ quay về chiến đội chứ? Không quay về nữa, tôi hiện tại đã có vướng bận, có lẽ sẽ không quay trở về nữa, nhưng những anh em chiến hữu 5 năm trước không thể nào chết oan uổng như vậy được, tôi nhất định sẽ điều tra ra được chân tướng của 5 năm trước, khiến cho đám người đó ung dung ngoài vòng pháp luật 5 năm nay, chỉ cần đợi sức mạnh tôi khôi phục lại, tôi nhất định sẽ không dễ dàng buông tha cho đám người đó. Dương Tiêu trầm giọng nói. Trần Khải mở to mắt nói, đội trưởng, anh thật sự không trở về sao? Trong chiến đội vẫn còn rất nhiều anh em đồng đội của chúng ta. Có lẽ thật sự sẽ không trở về nữa, nhưng có thể nói rõ với cậu, tôi từng là một người quân nhân, chỉ cần quốc gia gặp nguy, tôi nhất định sẽ xuất trận. Dương Tiêu trịnh trọng nói. Trần Khải nghiêm nghị nói, hay cho một câu chỉ cần quốc. Gia gặp nguy, nhất định sẽ xuất trận. Đội trưởng, uống nước băng 10 năm cũng khó dập tắt được lòng nhiệt huyết. Chỉ cần anh hô hào một tiếng, em nhất định vẫn sẽ cùng anh vào sinh ra tử. Ngay vào lúc này, trên khuôn mặt Đường Hạo tràn ngập sự oán hận, sau khi bị Ngô Tả đá một cú vào ngực, Đường Hạo liền đem toàn bộ sự phẫn nộ trút lên đầu Dương Tiêu. Cốc cốc cốc, Đường Hạo đến trước phòng Đường Dĩnh gõ cửa, Đường Dĩnh ở bên trong khi nghe thấy tiếng gõ cửa, liền lập tức bước ra mở cửa cho hắn. Đường Hạo vừa bước vào phòng liền oán hận nói, Dĩnh Dĩnh, tên Dương Tiêu này quả thật đáng ghét. Đúng vậy, tên Dương Tiêu này thật sự quá đáng ghét, nhưng chúng ta thì có cách gì chứ? Nơi này dù sao cũng không phải là thành phố Trung Nguyên, cũng không phải là địa bàn của chúng ta, tên hỗn đản đó còn quen biết thiếu chủ Trần gia tộc hùng mạnh nhất nơi này, lại nói, Dương Tiêu có thể đánh nhau, chúng ta muốn người cũng không có, muốn đánh cũng không đánh thắng, làm sao báo thù được chứ? Đường Dĩnh ủ rũ nói, chỉ cần nhớ đến dáng vẻ phong quang của Dương Tiêu, Đường Dĩnh hận đến mức ngứa răng.
cô thật sự không nhìn được Dương Tiêu có một điểm tốt nào. Đường Hạo cười gian xảo một tiếng, thấp giọng nói, chúng ta không đối phó được với Dương Tiêu, nhưng có thể nhân cơ hội hãm hại Đường Mộc Tuyết, chỉ cần Đường Mộc Tuyết chết, quyền lực Đường gia nhất định rơi vào tay chúng ta, hơn nữa trong vô hình còn có thể khiến cho tên Dương Tiêu đau khổ tuyệt vọng, em nói xem có đúng không? Cái gì, anh muốn độc chết Đường Mộc Tuyết, hạ độc như thế nào? Hai mắt Đường Dĩnh lóe sáng, cô chính là hận không thể khiến Đường Mộc Tuyết chết đi. Đường Hạo cười còn nói, ngày mai chúng ta sẽ đi đến núi Phổ Nhĩ trước, nơi này tại Tây Song Bản Nạp, rắn hổ mang chúa vô cùng nhiều, đêm nay anh sẽ đến chợ đen kiếm vài con rắn hổ mang chúa, đến lúc đó chỉ vứt những con rắn này vào nơi nghỉ ngơi của Đường Mộc Tuyết, khi đó Đường Mộc Tuyết bị rắn hổ mang chúa cắn, nhất định chết không gì nghi ngờ. Rắn hổ mang chúa, thật là một ý hay, Đường Dĩnh hưng phấn nói. Hai anh em Đường Hạo cùng Đường Dĩnh đưa mắt nhìn nhau, mỉm cười xấu xa, giống như Đường Mộc Tuyết đã bị độc phát toàn thân, hương tiêu ngọc vẫn. Sau khi rời khỏi phòng Đường Dĩnh, Đường Hạo liền xuất phát đến khu chợ đen gần khách sạn mua về ba con rắn hổ mang chúa kịch độc hơn 10 năm tuổi. Đường Mộc Tuyết, cô chết chắc rồi, cả Đường gia triệt để sẽ là của tôi, sau này sẽ không còn ai có thể lấn át tài năng của tôi. Dương Tiêu à, chỉ cần Đường Mộc Tuyết chết, không có sự bảo vệ của Lý Minh Hiên, anh so với một con chó chết có gì khác biết. Đến lúc đó còn không phải tùy tôi chà đạp, trong lòng Đường Hạo âm thầm suy nghĩ. Từ đầu đến cuối, Đường Hạo vẫn luôn cho rằng Dương Tiêu có thể hết lần này đến lần khác có được sự giúp đỡ của Lý Minh Hiên cùng Lý Thần Chiến, tất cả đều vì Đường Mộc Tuyết có một chân với hai người này. Chỉ cần Đường Mộc Tuyết chết, Dương Tiêu nhất định sẽ giống như chó nhà có tang, chỉ có thể vẫy đuôi đáng thương với mình. Giây phút này, trên khuôn mặt Đường Hạo tràn ngập nét châm chọc, hắn đã nghĩ đến viễn cảnh sung sướng khi toàn bộ Đường gia đều thuộc về hắn, Dương Tiêu chỉ có thể quỳ gối lắc đuôi đáng thương trước mặt mình. Đồng thời trong giây phút này, đôi mắt xinh đẹp của Đường Mộc Tuyết hiện lên nét phức tạp, cô nhìn ánh đèn neon rực rỡ sắc màu bên ngoài, không ngừng tự mình lắm bẩm, Dương Tiêu, anh rốt cuộc có thân phận như thế nào? Tại sao anh đã mạnh mẽ như vậy nhưng vẫn phải che giấu thân phận? Những điều này rốt cuộc vì điều gì? Đường Mộc Tuyết suy nghĩ trăm mối không cách nào lý giải, trong đầu cô hiện tại rất rối loạn, cô muốn tìm đến Dương Tiêu hỏi cho ra lẽ, nhưng cũng vì quan hệ hai người đang đông cứng, Đường Mộc Tuyết khó lòng mở lời. Có điều, lần này sự xuất hiện của Trần Khải, quả thật lại một lần nữa mang đến cho Đường Mộc Tuyết không ít chấn động. Vừa rồi trong quá trình tắm rửa, giác quan thứ 6 của người phụ nữ đã rõ ràng nói với Đường Mộc Tuyết, chuyện lần trước tuyệt đối là một sự hiểu lầm, Dương Tiêu quá nữa đã bị hai anh em Đường Hạo, Đường Dĩnh hãm hại. Phải biết rằng, Dương Tiêu từng là một quân nhân trước giờ luôn có năng lực khống chế bản thân, hơn nữa Dương Tiêu còn là đội trưởng, ý chí tất nhiên phải vượt qua cả người bình thường. Đường Mộc Tuyết vô cùng tự tin đối với dung mạo của mình, 5 năm nay, Dương Tiêu ở Đường gia vẫn luôn cẩn thận dè dặt, nếu như Dương Tiêu thật sự không cách nào kiềm chế được, không phải đã cưỡng ép bản thân mình rồi hay sao, cần gì phải chờ đến hiện tại. 5 năm nay, Dương Tiêu đối với mình luôn tương kính như tân, cử án tề mi, anh như thế nào có thể đi đến những nơi phong hoa tuyết nguyệt tìm phụ nữ chứ? Không lẽ thật sự là bản thân mình đã suy nghĩ quá nhiều hay sao? Nhưng người phụ nữ mặc áo đen đánh mẹ mình lại là ai? Đường Mộc Tuyết tâm tư rối như tơ vò, trong đầu cô thật sự vô cùng rối loạn. Cô thật sự muốn tha thứ cho Dương Tiêu, nhưng lại có nhiều điểm khiến cho Đường Mộc Tuyết vô cùng nghi hoặc. Đường Mộc Tuyết vốn dĩ là một người con gái vô cùng độc lập tự cường, nếu như để cô chủ động lên tiếng, quả thật quá khó. Đường Mộc Tuyết vô cùng hiểu rõ Dương Tiêu, khi gặp vấn đề Dương Tiêu tuyệt đối sẽ không chủ động ra mặt, vừa rồi trải qua việc đòi lại phòng khách sạn, nhất định là Dương Tiêu đã suy nghĩ cho mình, không muốn bản thân mình cùng mọi người ở Đường ra bôn ba mệt mỏi cả ngày mới ra mặt. Suy nghĩ những chuyện này, trong lòng Đường Mộc Tuyết càng thêm không chút tư vị nào. Cả đêm này, Đường Mộc Tuyết thao thức không cách nào. Yên giấc, đội trưởng, cạn ly, trong khách sạn, Trần Khải cười vui vẻ. Dương Tiêu căn bản không hề uống rượu, nhưng 5 năm sau có thể gặp lại chiến hữu cũ nên ít nhiều cũng uống một chút. Đời người có 4 thứ tâm giao, đầu tiên chính là cùng nhau đánh trận, Dương Tiêu quả thật đã cùng Trần Khải chiến đấu cùng nhau. Dương Tiêu nói cho Trần Khải biết mâu thuẫn giữa mình cùng Đường Mộc Tuyết, Trần Khải sau khi nghe xong, tức giận đến mức đập tay trên mặt bàn. Cái gì? Vậy mà lại xảy ra chuyện như thế này? Hai anh em Đường Hạo, Đường Dĩnh cũng quá xấu xa rồi. Đội trưởng, có cần tôi xử lý hai anh em ác độc này không? Nhìn khuôn mặt phẫn nộ của Trần Khải, Dương Tiêu dở khóc dở cười.
Anh biết rằng, Trần Khải nếu như thật sự xử lý hai anh em Đường Hạo cùng Đường Dĩnh, e rằng cả hai người bọn họ cả đời này cũng chỉ có thể chôn thân ở Tây Song Bản Nạp này mà thôi. Không cần, chủ nhật này đến làm chứng cho tôi là được rồi. Dương Tiêu cười nhạt nói. Trần Khải sảng khoái cười nói, hỏi thế gian tình ái là chỉ, mà khiến đôi lứa thể hẹn sống chết, đội trưởng, anh yên tâm. Phòng tại khách sạn Shangri-La có hạn, dù cho Dương Tiêu trở về cũng không có nơi ở, trừ phi anh có thể ngủ chung với Đường Mộc Tuyết trong một căn phòng. Từ khi mối quan hệ giữa anh cùng Đường Mộc Tuyết căng cứng, muốn cùng Đường Mộc Tuyết ngủ chung một căn phòng, căn bản là chuyện không thể nào. Cho nên, Dương Tiêu cùng Trần Khải ôn lại chuyện xưa đến khuya, liền ở lại Trần gia trải qua một đêm. Khi ánh sáng ban mai dần tỏa xuống, Dương Tiêu lập tức bật dậy xuất phát đến khách sạn Shangri-La. Khi vừa đến nơi, tất cả mọi người ở Đường ra đều đã dùng bữa sáng. Các người đã nghe thấy gì hay chưa? Biển hoa lớn nhất của Tây Song Bản Nạp đã được một người thanh niên thần bí mua lại với giá 1 tỷ, nghe nói rằng người thanh niên thần bí này làm như vậy chỉ vì dành tặng một bất ngờ cho một người con gái. Từ đêm qua đã biết rồi, chuyện này còn được lên tin tức, trong nước cũng dậy sóng không nhỏ đâu, vì một nụ cười hồng nhan, không tiếc bỏ ra 1 tỷ để mua lại biển hoa. Chuyện này so với việc đốt lửa triệu tập chư hầu có gì khác biệt đâu chứ. Cũng không biết người con gái đó là ai, cô ta thật sự quá hạnh phúc. Đúng vậy, không ít người bắt đầu không ngừng điều tra người thanh niên bí ẩn kia là ai, nhưng không một ai có thể điều tra ra được. Có điều, chủ nhật tuần này chính là thời điểm người thanh niên bí ẩn kia bày tỏ tình yêu với người con gái kia, đến lúc đó mọi người dự tính sẽ đến vây xem L. Tất cả mọi người Đường ra đều vô cùng hưng phấn thảo luận. Sắc mặt ai cũng vô cùng kích động. Vì một nụ cười hồng nhan, không tiếc bỏ ra hơn 1 tỷ để mua một biển hoa tại Tây Song Bản Nạp, số tiền bỏ ra cũng thật hào phóng. Dù sao, giá thị trường của Đường ra cũng chỉ gần 100 triệu, 1 tỷ này quả thật là một con số gấp 10 lần giá thị trường của bọn họ. Trong mắt phái nữ nhà Đường ra càng thêm lấp lánh, trong mắt tràn ngập khát khao, bọn họ vô cùng hy vọng người thanh niên thần bí kia bộc lộ tình yêu với bọn họ. Trong lòng mỗi một người con gái đều có một vị anh hùng cái thế, phái nữ nhà họ Đường tất nhiên cũng không ngoại lệ. Nghe câu nói này của bọn họ, Dương Tiêu có chút bất ngờ, bản thân sắp xếp Lý Minh Hiên thu mua biển hoa lớn nhất tại Tây Song Bản Nạp vậy mà lại lên tin tức rồi sao? Chuyện này hoàn toàn nằm ngoài dự tính của Dương Tiêu chỉ muốn mang đến cho Đường Mộc Tuyết bất ngờ to lớn, có điều Dương Tiêu vẫn hy vọng chuyện này có thể âm thầm diễn ra, chứ không phải gõ trống khua chiêng như vậy. Nếu như để người anh trai cùng cha khác mẹ ở Dương gia ở Bắc Kinh phát hiện ra được, e rằng đối với bản thân mà nói chính là một sự nguy hiểm vô cùng to lớn. Nhìn tình hình này, xem ra đến lúc đó bản thân vẫn phải nhờ Trần Khải giúp một tay, nhằm tránh trường hợp có ký giả đen săn tin. Đường Mộc Tuyết nghe thấy những lời này, trong lòng vô cùng kinh ngạc. Phản ứng đầu tiên của cô chính là không biết có phải do Dương Tiêu mua lại hay không. Dương Tiêu trước đây khi cùng cô tham dự buổi họp lớp, đã từng hứa hẹn sau này sẽ mua cho cô một biển hoa tại Tây Song Bản Nạp. Tỉ mỉ suy nghĩ lại, Đường Mộc Tuyết lắc đầu, dẹp bỏ suy nghĩ này, 1 tỷ đối với cô mà nói là một con số lớn, nếu tính đến căn biệt thự trên đảo nhỏ ven Hồ Nhạn Minh cũng trị giá lên đến 300 triệu, Dương Tiêu làm sao có nhiều tiền để mua biển hoa lớn nhất Tây Song Bản Nạp được chứ? Bản thân Đường Mộc Tuyết không hề biết rằng, có một bất ngờ vô cùng to lớn đang chuẩn bị diễn ra. Đường Dĩnh to gan suy đoán, các người nói xem người mua biển hoa lớn nhất Tây Song Bản Nạp cùng người mua sợi dây chuyền Hải Dương Chi Tâm có phải là cùng một người hay không? Nếu như thật sự là như vậy, nói không chừng người này vì biết tôi đến đây nên đã chuẩn bị cầu hôn với tôi đó. Cả đám người dòng chính Đường ra hâm mộ không ngừng, nếu như quả thật là như vậy, Đường Dĩnh thật sự là người có hy vọng nhất trong số bọn họ. Nhìn dáng vẻ thần thái hồng hào của Đường Dĩnh, Dương Tiêu chỉ biết lắc đầu, Đường Dĩnh này quả thật quá mức tự luyến. Nhất định là cầu hôn với tôi, nhất định là như vậy, ông trời ơi, tôi lập tức có thể trở thành bà chủ hào môn rồi, thật kích động. Các người nói thử xem khi Bạch Mã Hoàng tử cầu hôn tôi có nên đồng ý hay không? Đường Dĩnh khát khao nói. Dương Tiêu càng thêm bất lực, anh thật sự muốn bước lên nói cho Đường Dĩnh biết rằng, suy đoán của cô thật sự không sai, nhưng cô suy nghĩ quá nhiều rồi. Nhìn thấy Dương Tiêu lắc đầu, hai mắt Đường Dĩnh tràn ngập sự hung ác. Dương Tiêu tên phế vật nhà anh có ý gì? Như thế nào, ghen tị tôi sắp trở thành bà chủ hào môn sao? Cô suy nghĩ quá nhiều rồi. Dương Tiêu lạnh nhạt nói. Đối với loại phụ nữ bụng dạ rắn rết như Đường Dĩnh, Dương Tiêu căn bản không muốn để ý đến.
Đường Dĩnh khinh thường nói, nhìn dáng vẻ hiện tại của anh, tôi liền biết anh đây là đang đố kỵ tôi sắp trở thành bà chủ hào môn, tôi nói cho anh biết, đời này của tôi nhất định phải gả vào hào môn, trong mắt tôi anh chỉ là một con trùng đáng thương mà thôi, đời này cũng đừng hòng đổi mệnh được. Dương Tiêu khuôn mặt không chút cảm xúc, tùy tiện cho Đường Dĩnh sỉ nhục, đối với chuyện này anh sớm đã không cảm thấy lạ, loại phụ nữ này bạn càng giải thích với cô ta sẽ càng mắng hung dữ hơn. Nhìn Dương Tiêu không lên tiếng đáp trả, Đường Dĩnh cười lạnh, như thế nào? Tên phế vật nhà anh không cách nào phản bác lại ở dễ tại Đường gia cũng được 5 năm rồi. Anh đã từng mua gì cho Đường Mộc Tuyết hay chưa? Nhà cửa xe cộ đều do Lý Minh Hiên, cùng những tên đàn ông hoang dã bên ngoài mua. Anh có thể mua cho Đường Mộc Tuyết sợi dây chuyền trị giá ít nhất 60 triệu hay không? Anh có thể mua biển hoa trị giá 1 tỷ cho cô ta không? Đúng là một tên phế vật. Đối diện với khí thế bức người của Đường Dĩnh, Dương Tiêu dở khóc dở cười, nếu như không phải vì dành cho Đường Mộc Tuyết bất ngờ, anh thật sự không ngại đả kích người phụ nữ đanh đá này một phen. Đường Dĩnh, cô đủ rồi đấy. Đường Mộc Tuyết không có cách nào tiếp tục nghe tiếp, lạnh lùng đứng lên bước ra ngoài. Không ai so với cô rõ ràng hơn, chiếc xe Maserati cùng căn biệt thự trên hòn đảo nhỏ ven hồ Nhạn Minh là ai mua cho cô? Đường Dĩnh kiêu ngạo nhìn Đường Mộc Tuyết, cố ý cất cao giọng nói, yêu. Tức giận rồi sao? Không lẽ những gì tôi nói đều không đúng sao? Đường Mộc Tuyết, cô đừng giả vờ thanh cao, cô ở bên ngoài tìm đàn ông khác, những chuyện phong lưu này tất cả mọi người ở Đường gia đều biết rõ. Nếu như không phải do Lý Minh Hiên bao che cho cô sớm đã bị tống cổ khỏi Đường gia rồi. Cô, Đường Mộc Tuyết tức giận đến mức toàn thân run rẩy, cô thật sự bị Đường Dĩnh chọc tức. Cô có thể ăn 10 phân khổ, nhưng tuyệt đối không thể chịu được nữa phần ủy khuất. Đặc biệt khi có người sỉ nhục sự trong sạch của cô. Dương Tiêu ánh mắt rét lạnh, Đường Dĩnh, có tin rằng chỉ cần cô nói thêm một câu, tôi có thể đảm bảo có không thể bước ra khỏi khách sạn này. Cảm nhận được hàn ý trên người Dương Tiêu, sắc mặt Đường Dĩnh trắng bệch, sợ đến mức cơ thể lùi về sau 2 bước, trước đây cô đã từng ăn trái đắng trong tay Dương Tiêu, hiện tại Đường Dĩnh đối với vô cùng kiêng kỵ. Đường Dĩnh còn muốn hung hăng sỉ nhục vài câu. Đường Hạo lập tức bước lên phía trước kéo tay cô về thấp giọng nói, Dĩnh Dĩnh, cùng một tên phế vật tức giận làm gì? Lại nói, đợi lát nữa Đường Mộc Tuyết tiêu đời, tên phế vật này lập tức biến thành chó nhà có tang, nhịn một lúc trời yên bể lặng. Nghe đến câu nói này, Đường Dĩnh lúc này mới không cam tâm mà hung hăng liếc mắt nhìn Dương Tiêu sau đó im lặng. Nghĩ đến Đường Mộc Tuyết lập tức phát độc toàn thân, trong lòng Đường Dĩnh vui như nở hoa. Tên phế vật Dương Tiêu, Đường Mộc Tuyết đồ tiện nhân. Đợi lát nữa các người tiêu đời rồi, chúng ta cứ chờ mà xem. Dưới sự hướng dẫn của Đường Hạo, tất cả mọi người đều bước lên xe bus sau đó xuất phát về hướng núi Phổ Nhĩ. Dương Tiên căn bản không có tư cách ngồi chung trên xe bus, anh chỉ đành lựa chọn lái chiếc xe Maserati đuổi theo phía sau. Núi Phổ Nhĩ cũng không xem là quá xa, ước tính khoảng 40 phút liền có thể đến nơi. Mặc dù mặt trời chói nắng gay gắt, nhưng ông trời điểm sáng. Hôm nay thời tiết khắp Tây Song Bản Nạp chính là ngày nắng, gió nhẹ êm đềm. Cảnh sắc núi Phổ Nhĩ vô cùng tươi đẹp, đưa mắt nhìn ra xa, một màu xanh tươi, nơi này có cây trà Phổ Nhĩ, gió nhẹ nhàng thổi, mang theo từng trận mùi hương lá trà xanh mát, khiến cho lòng người vui sướng. Toàn bộ người Đường gia sau khi bước xuống xe, giống như ngựa hoang được cởi bỏ yên giáp, vui vẻ điên cuồng trên núi Phổ Nhĩ, bốn bề vui mừng chụp hình, thả lỏng vô cùng. Đường Mộc Tuyết ngược lại đưa mắt vô hồn ngồi trên đỉnh núi nhìn về phương xa, không cùng Dương Tiêu du lịch, đối với cô mà nói, hoàn toàn không hề bất kỳ ý nghĩa nào. Cô là một người con gái bi kịch, cha mẹ tham quý phụ bần, không có chút bản lĩnh, Đường gia khắp nơi chèn ép, em gái hiện tại đang học đại học, người bạn gái thân thiết duy nhất thời gian này lại ở nước ngoài, mỗi khi gặp uất ức cũng không có người tâm sự, hiện tại Dương Tiêu chính là điểm dựa duy nhất của cô. Điều đáng tiếc chính là, điểm dựa duy nhất hiện tại náo loạn khiến quan hệ vô cùng đông cứng. Trước khi đi du lịch, Đường Hạo đặc biệt cho người dựng lán trại, thuận tiện cho việc nghỉ ngơi nếu mệt mỏi. Dương Tiêu ngược lại ngồi bất động trong xe, anh phải bảo vệ Đường Mộc Tuyết, chỉ cần Đường Mộc Tuyết không có bất kỳ vấn đề gì, anh có thể chịu đựng được sự lạnh nhạt, cũng không cảm thấy chút tổn thương nào. Đường Hạo nhân lúc Dương Tiêu cùng Đường Mộc Tuyết không chú ý, liền đem ba con rắn hổ mang chúa tuổi đời trên 10 năm mà hắn đã mua đêm qua vứt vào bên trong lán trại của Đường Mộc Tuyết. Một đêm không ngủ, Đường Mộc Tuyết nhìn ngắm phong cảnh phương xa một lúc liền cảm thấy mệt mỏi, cô liền đứng dậy bước về phía lán trại của mình, chuẩn bị nghỉ ngơi một lát. Chính vào giây phút cô mở cửa lán trại của mình,
một con rắn hổ mang chúa dài hơn 1 mét bị khiếp sợ, thân thể nhảy dựng lên, hung hăng cắn lên cổ tay Đường Mộc Tuyết. Ai dai sau khi bị rắn hổ mang chúa cắn, một cảm giác đau đớn kịch liệt khiến cho Đường Mộc Tuyết gần như chìm vào hôn mê. Sau đó, con rắn hổ mang chúa vừa dài vừa thô liền cắn lên cổ tay Đường Mộc Tuyết nhất quyết không buông, giống như muốn một lần cắn chết Đường Mộc Tuyết. Nghe thấy tiếng hét thất thanh của Đường Mộc Tuyết, tất cả người nhà dòng chính Đường gia toàn bộ đều bước về phía phát ra âm thanh, khi nhìn thấy Đường Mộc Tuyết lúc này đang bị rắn hổ mang cắn, gần như tất cả mọi người đều hoảng hốt không thôi. Rắn, rắn, một đám người sắc mặt điên cuồng hoảng hốt hét lên. Nhìn thấy Đường Mộc Tuyết bị rắn độc cắn, Đường Hạo cùng Đường Dĩnh liếc mắt nhìn nhau, trên khuôn mặt đều là nụ cười âm mưu đã thành. Độc tố kịch liệt thâm nhập vào cơ thể Đường Mộc Tuyết, cô chỉ cảm thấy một cảm giác tê liệt tràn vào các tế bào khắp cơ thể, hai mắt tối sầm, ngã trên nền đất. Dương Tiêu nhìn thấy Đường Mộc Tuyết đột nhiên ngã xuống, mi mắt không ngừng giật điên cuồng, anh nhanh như tên bắn lao lên phía trước. Rắn hổ mang chúa, sắc mặt Dương Tiêu đột nhiên thay đổi. Anh không chút chần chừ, một chân đạp lên vị trí bảy tắc trên thân rắn, con rắn hổ mang chúa bị Dương Tiêu đạp trúng điểm đau, lập tức nhả cổ tay Đường Mộc Tuyết, sau đó nhanh chóng chạy trốn. Dương Tiêu lập tức ôm chặt lấy cơ thể run rẩy của Đường Mộc Tuyết, vỗ nhẹ lên khuôn mặt của cô, Mộc Tuyết, mau tỉnh lại. Lúc này Đường Mộc Tuyết trúng độc quá nặng, căn bản không nghe thấy tiếng kêu gào của Dương Tiêu. Đáng chết, sắc mặt Dương Tiêu đông cứng lạnh lẽo, anh biết rằng bản thân đã gặp được rắc rối lớn. Phải biết rằng, tốc độ giết người của rắn hổ mang chúa đặc biệt nhanh, thông thường chỉ cần trong vòng nửa tiếng liền có thể khiến người bị hại tử vong. Còn kỷ lục nhanh nhất chính là nạn nhân sau khi bị cắn trong vòng 3 đến 6 phút sẽ tử vong. Tập tính của rắn hổ mang chúa vô cùng hung dữ, sẽ chủ động công kích người khác, sau khi cắn người sẽ không buông ra. Chất độc không tính quá kịch liệt, nhưng lượng độc lại vô cùng nhiều, một lần có thể phun ra 400mg chất độc, tương đương với gấp mấy lần lượng thuốc giết người. Từ đây đến bệnh viện gần nhất phải mất ít nhất bón 10 phút, muốn cấp cứu cho Đường Mộc Tuyết căn bản không kịp. Dương Tiêu không chút chần chừ, hai ngón tay nhanh chóng điểm huyệt Đường Mộc Tuyết, nhằm tránh độc tố xâm nhập vào tim.